Nghe đến đây, phổi của nhóm người này suýt nổ tung, tên nhóc này đặc biệt thích chống lại bọn họ hả? Triệu Cầm lo lắng, bà ta trừng mắt nhìn Dương Tiêu, phế vật cậu muốn lên trời hả? Người ta đặt nhỏ mà cậu lại đặt lớn, cậu tìm cái chết hả? Mặc dù Dương Tiêu đã thắng hai ván, nhưng Triệu Cầm vẫn không tin vận may của Dương Tiêu vẫn còn. Là một con người, phải có ước mơ, hôm nay tôi sẽ đặt mục tiêu nhỏ, giành được 100 triệu tệ trước. Dương Tiêu trêu đùa. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Cầm lập tức phủ đầy sương mù, bà ta khinh thường nói, cậu mà kiếm đủ 100 triệu tệ thì con lợn có thể đi đường. Đồ ngốc nói về ước mơ, nhóm người chế nhạo. Trong mắt họ, Dương Tiêu dựa vào may mắn nên mới thắng được hai ván. Dương Tiêu lại lên tiếng, là con người, cần phải có ước mơ, nếu không, so với cá ướp muối thì có gì khác biệt. Nhóc à, không phải tôi đã kích cậu, cá ướp muối lật lại vẫn là cá ướp muối. Một người không quen chế giễu Dương Tiêu. Dương Tiêu không tức giận, mặc cho bọn họ chế giễu mình. Ngay sau đó, chuông xúc sắc mở ra, 3 viên 6, 18 điểm, thuộc lớn. Ôi nhìn chằm chằm vào 3 viên xúc sắc đều là 6 điểm, mọi người có mặt tại đây không khỏi náo động, nhiều người nhìn nhau không thể tin được. Vậy mà thắng nhóc này đã thắng 3 ván liên tiếp, một người ngạc nhiên nói. May mắn, tất cả đều là may mắn, tôi không tin thằng nhóc này có thể thắng liên tiếp. Dương Tiêu cười không nói lời nào, tiếp tục đánh cược. Đờ mò, trong vòng chưa đầy một phút, nhóm người chơi lại kêu lên, Dương Tiêu đã thắng 4 ván liên tiếp, số chip đã đạt tới con số 1.600 tệ. Vừa, Dương Tiêu lại đặt cược tiếp. Khi chuông xúc sắc mở ra, 3 viên 3, 9 điểm, thuộc vừa, tại hiện trường lại vang lên một trận náo động. Thời gian từng chút một trôi qua, trước mặt Dương Tiêu càng ngày càng có nhiều thẻ chip. 1 triệu 6, 3 triệu 2, 6 triệu 4, 12 triệu 800 tệ. Sau 10, 20 ván trôi qua, số chip của Dương Tiêu đã lên đến con số đáng kinh ngạc là hơn 52 triệu tệ. Đặt cược, lúc này, sắc mặt của nhân viên tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Anh ta vô cùng kinh ngạc, cho dù là sở hữu sức mạnh cuồng dã, cũng không có khả năng thắng liên tiếp 10-20 ván chứ. Vẻ mặt của đám người ở hiện trường cứng ngắc đến mức không thể diễn tả được, họ nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn ma quỷ. Thắng liên tiếp nhiều ván như vậy, không phải ma quỷ thì là thần cờ bạc. Triệu Cầm há hốc mồm thành hình chữ O, có thể nhét được 4-5 quả trứng lớn. Vẻ mặt của Đường Mộc Tuyết bắt đầu căng thẳng, cô rất mong đợi liệu Dương Tiêu có thể thắng được ván tiếp theo hay không. Đồng thời, mọi người cũng rất mong chờ liệu Dương Tiêu có thể tiếp tục chuỗi trận toàn thắng của mình hay không. Nếu Dương Tiêu tiếp tục giành chuỗi thắng, số chip của anh sẽ hơn 100 triệu tệ, anh sẽ hoàn thành mục tiêu nhỏ vừa nêu. Các người nghĩ thằng nhóc này sẽ hoàn thành mục tiêu nhỏ 100 triệu tệ vừa nói không? Một người kinh hãi hỏi. Nhỏ, đồng thời ngay lúc này, Dương Tiêu đã đặt cược. Nghe thấy lời của Dương Tiêu nói, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng như có một tảng đá to lớn đè nặng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Dương Tiêu, vô cùng mong đợi, chàng trai này thật sự có thể đạt được mục tiêu hơn 100 triệu tệ sao? Bang, đúng lúc này, một thanh niên vội vàng đẩy cửa một căn phòng sang trọng trong khu giải trí Đại Phú Hào. Người đàn ông trung niên tên Anh Cường đang nằm trong phòng, khi có người xông vào, trên mặt Anh Cường lộ ra vẻ khó chịu, ông ta chưa kịp nói thì người thanh niên đã thở gấp nói, Anh Cường, xảy ra chuyện lớn, có người đang đập phá vùng. Cái gì? Có người đập phá vùng, tình huống như thế nào? Anh Cường giật mình, đột nhiên bật người đứng lên. Người thanh niên vội nói, có một thằng nhóc chơi xúc sắc thắng liên tiếp 10-20 ván, đã thắng của chúng ta hơn mấy chục triệu tệ rồi, ước tính số thẻ chip bây giờ đã lên đến cả 100 triệu tệ. Thắng mấy chục triệu tệ, khoảng 100 triệu tệ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên tên Anh Cường chợt lạnh sống lưng. Mặc dù làm nghề như bọn họ có thể kiếm tiền nhanh, nhưng rủi ro cũng lớn. Đây không phải Hồng Kông và Ma Cao, mặc dù nơi đây là điểm chơi bài lớn nhất ở thành phố Trung Nguyên, nhưng lượng nước đỏ về trong một năm chỉ vài trăm triệu tệ. Nếu có người thực sự giành được 100 triệu tệ, thì chẳng phải một năm này bọn họ đã mắt trắng sao? Hơn nữa, ông ta còn đang trông vùng cho người khác, nếu ông chủ biết vùng thua lỗ, sợ rằng ông chủ sẽ lấy ra cắt thịt của mình. Vâng, anh Cường, bây giờ chúng ta phải làm gì? Người thanh niên lo lắng hỏi. Người đàn ông trung niên tên Anh Cường phất tay kêu to, hoảng cái gì mà hoảng. Chẳng phải có tôi ở đây sao? Đi theo tôi xem rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào. Vâng, Anh Cường, người đàn ông trung niên tên Anh Cường đã ra tay, người thanh niên bình tĩnh lại như được uống một liều thuốc an thần.
Trên bàn xúc xác, Dương Tiêu nhìn nhân viên lắc xúc xác, thờ ơ nói, mở đi. Tôi, sắc mặt của nhân viên như cho tàn. Anh ta là người lắc chuông xúc xác, anh ta đã biết số điểm bên trong, nguyên nhân khiến anh ta không mở chuông xúc xác chính là vì Dương Tiêu đã đoán đúng. Mở đi, nhóm người chơi sốt ruột thúc giục. Trước sức ép của quần chúng, nhân viên mở chuông xúc xác với vẻ tuyệt vọng. Nhìn kỹ thì thấy ba viên xúc xác đều là một điểm, tương ứng là Dương Tiêu đã thắng, hoàn thành xuất sắc mục tiêu 100 triệu tệ. Omi Goto, nhìn rõ ba viên xúc xác, ánh mắt của đám người đều đờ đẫn, trong lòng nổi lên sóng gió. Thằng nhóc này thực sự thắng được 100 triệu tệ. Sắc mặt của nhiều người thay đổi dữ dội, họ nhìn Dương Tiêu với ánh mắt như lửa đốt, như thể họ đang tôn thờ một thần tượng. Bọn họ đã chơi bài bạc nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng thấy một người may mắn như vậy. Không, chính xác mà nói thì đây chắc chắn không phải may mắn, mà là thực lực. Liên tục gặp may mắn mấy lần là chuyện bình thường, nhưng may mắn liên miên này chỉ có thể chứng tỏ rằng Dương Tiêu rất mạnh. Đối mặt với đám đông đang sững sờ, trên khóe miệng Dương Tiêu nở một nụ cười nhàn nhạt, tất cả đều như anh mong đợi. Thắng, chúng ta thật sự thắng 100 triệu tệ. Trời ạ, giàu rồi, Mộc Tuyết chúng ta giàu rồi. Triệu Cầm kích động suýt nhảy dựng lên. Đường Mộc Tuyết gật đầu, đúng, chúng ta đã thắng, mẹ, chúng ta đã thắng. Lúc này, ánh mắt Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu tràn đầy dịu dàng, ngay từ đầu cô đã biết Dương Tiêu không phải đang chơi đùa. Đường Mộc Tuyết là người thông minh bình tĩnh, cô biết sở dĩ lần này Dương Tiêu ra tay chắc chắn là lấy lại danh dự cho mẹ cô Triệu Cầm, rõ ràng là Dương Tiêu đang đập phá chỗ này. Ừng ực, nhân viên lắc xúc xác hoàn toàn sững sờ. Nghĩ đến việc mình mất cả 100 triệu tệ thẻ chip, anh ta dùng mình nuốt nước bọt ừng ực. Tránh ra, con mẹ nó mau tránh ra hết cho tôi. Lúc này vang lên một giọng nói cực kỳ thô bạo. Người đàn ông trung niên tên Anh Cường mang máy tên thuộc hạ của mình đi về phía bên này. Nhìn thấy người đi tới, mọi người có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng. Anh Cường, vậy mà anh Cường lại đến. Một người nhìn người đàn ông trung niên với ánh mắt nhiệt tình hơn. Đúng vậy, tại sao anh Cường lại đến? Không phải anh Cường đã rửa tay gác kiếm rồi sao? Anh thật ngu, anh Cường đang trông vùng thua lỗ mắt 100 triệu tệ, anh cảm thấy không thể quấy rầy đến anh Cường sao? Anh Cường, nhìn người đàn ông trung niên, nhân viên lắc xúc xắc uế oải nói. Người đàn ông trung niên xua tay, nhân viên lập tức lùi lại, anh Cường liếc nhìn Dương Tiêu, ông ta kinh ngạc, hả? Sao lại là tên nhóc cậu? Cậu thắng 100 triệu tệ. Vừa rồi, Dương Tiêu đưa ra 3 triệu tệ tiền chuộc không chớp mắt, điều này khiến cho anh Cường vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong nháy mắt Dương Tiêu lại thắng được 100 triệu tệ trong lĩnh vực này. Đúng vậy, sao, muốn chơi không? Dương Tiêu vui đùa nói. Anh Cường chế nhạo, liều mệnh bồi quân tử, cậu muốn chơi, sao tôi có khả năng sẽ không chơi chứ? Tốt, ông muốn chơi như thế nào? Dương Tiêu cười nhạt. Nhìn thấy trên mặt hai người tỏa ra ý chiến đấu rào rạt, đám người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc. Một người kinh hãi hằng nhóc này không bị bệnh đâu chứ? Phải biết rằng, anh Cường là thuộc phái thực lực. Đúng thế, tôi nghĩ thằng nhóc này hoàn toàn không biết trời cao đất dày, mạnh mẽ có nghĩa là gì? Đây có ý nghĩa là một thời đại. Triệu Cầm lập tức nắm lấy cổ áo Dương Tiêu, tức giận nói, ai cho cậu chơi? Cậu đã hỏi qua ý kiến của bà đây chưa? Cậu biết anh Cường là loại người gì không? Loại người gì? Dương Tiêu cũng không giận mà tò mò hỏi. Triệu Cầm chỉ vào người đàn ông trung niên, trịnh trọng nói, ông ta là Chu Văn Cường, 10 năm trước lấy được danh vua cờ bạc, Chu Văn Cường. Khiêm tốn, anh Cường xua tay cười nhẹ. Điều đáng nói. Người đàn ông trung niên này tên là Chu Văn Cường, 10 năm trước, ông ta từng tham gia cuộc thi vua cờ bạc Hồng Kông Ma Cao, đạt danh hiệu vua cờ bạc. Khi Chu Văn Cường ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, ông ta đã từng lên TV, nhận rất nhiều lời phỏng vấn, thậm chí còn có người tự viết chuyện về Chu Văn Cường. Dương Tiêu cười lắc đầu, ngại quá, chưa từng nghe cùa. Nghe thấy những gì Dương Tiêu nói, hàm của nhóm người có mặt tại hiện trường như sắp rơi ra. Nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như Chu Văn Cường mà thằng nhóc này chưa từng nghe qua. Thằng khốn, mày đang sỉ nhục tao. Lời này vừa dứt, vẻ mặt của Chu Văn Cường thay đổi ngay. Dương Tiêu nhìn anh Cường nhún vai bất lực, xin lỗi, tôi thực sự chưa từng nghe qua. Láo xược, phổi của Chu Văn Cường như muốn nổ tung. Ông ta đường đường là một thế hệ vua cờ bạc, gây chấn động một thời, nhiều người trong nước đều biết đến tên của ông ta. Theo quan điểm của Chu Văn Cường,
Dương Tiêu nói chưa bao giờ nghe nói qua, rõ ràng là đang gián tiếp làm nhục ông ta. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, anh thật sự chưa từng nghe đến tên của Chu Văn Cường. 10 năm trước Dương Tiêu đã gia nhập đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng, nên không có thời gian tìm hiểu thế giới bên ngoài. Và lại, lúc Dương Tiêu quát Xá Phong Vân cũng là lúc anh đã từng chơi với Thánh Cờ Bạc, một vua cờ bạc còn không có tư cách xách giày cho anh. Không phải Dương Tiêu ngông cuồng, mà đây là sự thật. Chu Văn Cường trực tiếp ném thẻ ngân hàng ra, lạnh lùng nói, nhóc con, trong đó có tổng cộng 150 triệu, nếu cậu thắng thì đây là của cậu, nếu cậu thua, tôi không chỉ lấy lại số chip đã mắt, mà còn đánh gãy răng của cậu, dám chơi lớn với tôi không? Chơi lớn, Dương Tiêu cười nhẹ, chỉ vào vết thương của Triệu Cầm, mặt của bà ấy là do ông đánh đúng không? Nhìn Chu Văn Cường, Triệu Cầm co rụt cổ lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bà ta biết nếu vừa rồi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết không đến chụp người, sợ rằng bà ta đã thật sự xong đời. Đúng, là tôi đánh, Chu Văn Cường không giấu giếm. Dương Tiêu tiếp tục hỏi, đánh bằng tay nào? Ông đây đánh bằng cả hai tay đấy, sao nào? Chu Văn Cường lạnh lùng nói. Dương Tiêu búng tay, được rồi. Nếu đã đánh bằng cả hai tay thì mọi chuyện sẽ xử lý dễ hơn. Tôi sẽ chơi với ông, nếu thẳng, tôi không chỉ muốn 150 triệu tệ. Mà còn muốn ông chặt hai cánh tay, thế nào? Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn Dương Tiêu như đang nhìn ma quỷ. Tên này không chỉ muốn 150 triệu tệ, mà còn muốn hai tay của vua cờ bạc Chu Văn Cường. Thằng nhóc này bị điên à? Không thì còn gì là đàn ông? Dương Tiêu cười nhẹ nói. Lời nói của anh vừa dứt, nhiều người có mặt tại đây đã kinh ngạc ngước nhìn Dương Tiêu. Bị Dương Tiêu quyết đoán thuyết phục sâu sắc. Trong mắt Đường Mộc Tuyết hiện ra một tia gợn sóng, trong lòng tràn đầy cảm xúc sâu sắc, cô thật sự không ngờ Dương Tiêu kiên nhẫn như vậy lại là vì mình. Triệu Cầm chẳng quan tâm, hư tình giả ý, mau đổi tiền rồi rời đi. Đi, thằng nhóc này đã đồng ý chơi với tôi, bà cảm thấy các người sẽ đi được. Ánh mắt Chu Văn Cường hiện lên tia sắc bén. Mặc kệ là ông ta hay người trong lĩnh vực này thì 100 triệu tệ không phải là con số nhỏ. Lăn lộn nhiều năm như vậy, ông ta cũng chỉ có giá trị 150 triệu tệ. Cảm nhận được cơn lạnh như băng toát ra từ trên người Chu Văn Cường, Triệu Cầm sợ hãi co rụt cổ lại. Rất nhiều người có mặt tại hiện trường thay đổi ánh mắt nhìn Chu Văn Cường, bọn họ đều biết Chu Văn Cường sắp đen ăn đen. Nhiều người chơi thắng số tiền cách xù ở các điểm ăn chơi rồi bỏ đi, thường bị người trong vùng sắp xếp người nhắm tới, không những không thu lại được tiền mà còn bị chuốc họa vào thân. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tái lại, cô biết đối phương muốn đen ăn đen. Hôm nay, Dương Tiêu phải chơi, không chơi cũng phải chơi. Dương Tiêu đã nhìn thấu chiến lược của đối phương, anh nhún vai, nói đi, chơi gì? Nhóc con, xem ra cậu rất thông minh, Chu Văn Cường chế nhạo khi thấy Dương Tiêu không định đổi tiền rời đi. Ngay sau đó Chu Văn Cường chỉ vào viên xúc sắc trên bàn, không phải cậu chơi xúc sắc rất giỏi sao? Vậy thì chúng ta sẽ chơi xúc sắc. Nhưng luật chơi cần phải thay đổi, tăng độ khó lên. Chúng ta không đoán lớn, vừa và nhỏ, chúng ta trực tiếp đoán điểm số. Cái gì, đoán điểm số? Vừa rút lời, biểu cảm của nhóm người xem đã thay đổi dữ dội. Ai cũng biết rằng chơi xúc sắc nói chung là phải đoán được lớn, vừa, nhỏ, ai mà đoán đúng điểm số, nhiều điểm như thế, muốn đoán đúng không phải là chuyện dễ dàng. Điều quan trọng nhất là trận chiến cuối cùng của Chu Văn Cường khi trở thành vua cờ bạc 10 năm trước là chơi xúc sắc đoán điểm số, cuối cùng Chu Văn Cường đã trở nên nổi tiếng. Bây giờ, Chu Văn Cường đang dùng thực lực của mình nhắm vào Dương Tiêu, rõ ràng là có chút bắt nạt. Đối với Chu Văn Cường, thứ mà ông ta muốn chính là hiệu ứng này, Dương Tiêu đã đoán đúng được nhiều ván liên tiếp như vậy, rõ ràng là không đơn giản, Chu Văn Cường không muốn nửa đường xuất hiện ý đồ xấu. Đoán điểm số. Triệu Cầm ngây người tại chỗ. Bà ta thích chơi xúc sắc nhất, tất cả số tiền bà ta thua đều bị mất vào trò xúc sắc, nhưng đây là lần đầu tiên bà ta nghe nói đến đoán điểm số. Anh chàng này sẽ đồng ý chứ? Đám người khóa mắt nhìn Dương Tiêu. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Dương Tiêu cười nhẹ, đoán điểm số. Không vấn đề gì, tôi làm được. Giỏi lắm, đủ sảng khoái. Nhìn thấy Dương Tiêu đồng ý chiến đấu, Chu Văn Cường phán khích nói. Chỉ cần Dương Tiêu dám chơi, ông ta hoàn toàn có thể tin tưởng có thể khiến Dương Tiêu thương tích đầy mình điên rồ, tên này nhất định là điên rồi. Đám người dùng mình. Bọn họ biết Chu Văn Cường mạnh cỡ nào,
nhưng họ không ngờ Dương Tiêu lại dám đồng ý đối mặt với Chu Văn Cường kinh hoàng như vậy. Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, anh không có ý định tiếp tục lãng phí nước bọt, trực tiếp nói, lần đầu tiên tôi chơi đoán điểm xó, đây là vùng của ông trước đi. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, lát nữa tôi còn có việc khác. Tôi cũng thích tốc chiến tốc thắng, Chu Văn Cường cười đùa. Cọc cạch. Trong giây tiếp theo, Chu Văn Cường cầm chuông xúc sắc lên, lắc nhanh 3 viên xúc sắc. Phải thừa nhận rằng thực lực của Chu Văn Cường rất mạnh, mạnh làm cho người khác tức giận. Dưới sự lắc lư của ông ta, 3 viên xúc sắc vang lên rất đều đặn, thậm chí có thể nghe được cảm giác giống điệu nhảy disco, hoàn toàn không chạm tới não. Nghe thấy tiếng lắc của xúc sắc, vẻ mặt của nhiều người chơi kỳ cựu bàng hoàng. Xong rồi, đầu óc mông lung, không hề tìm thấy cảm giác gì cả. Một người chơi lão luyện nói. Không hổ danh là anh Cường, xứng danh là vua cờ bạc, quả nhiên thực lực này danh bắt hư truyền. Đúng vậy, đầu óc của tôi như muốn nổ tung, tôi không thấy chút manh mồi nào. Ta đang. Ngay sau đó, chuông xúc sắc bị Chu Văn Cường đặt nặng nề xuống bàn. Nhìn thấy nhóm người có mặt tại hiện trường đang bị sốc, trên mặt Chu Văn Cường xuất hiện vẻ tự tin mỉa mai, như thể ông ta đã giành được chiến thắng. Đoán đi nhóc, Chu Văn Cường nhìn thẳng vào Dương Tiêu. Sắc mặt Triệu Cầm vô cùng tái nhợt, bà ta lầm ba lầm bầm, anh Cường quá mạnh, phế vật này thua chắc rồi. Đường Mộc Tuyết che đôi môi đỏ mọng không thể tưởng tượng nổi, cô thực sự nghe thấy một chút âm thanh từ cái lắc lư của Chu Văn Cường, thực lực của Chu Văn Cường biến thái đến mức như vậy sao? Chẳng phải là lần này Dương Tiêu gặp nguy hiểm rồi sao? Dương Tiêu nhìn chằm chằm chuông xúc sắc, trong mắt hiện lên một tia sáng, cảnh tượng bên trong chuông xúc sắc lập tức hiện lên trong mắt Dương Tiêu. Nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong chuông xúc sắc, Dương Tiêu không khỏi kinh ngạc. Nhìn kỹ hơn thì thấy 3 viên xúc sắc bên trong chuông xúc sắc được xếp với nhau từ thấp đến cao, 2 viên xúc sắc dưới cùng bị che, viên xúc sắc trên cùng chỉ có một điểm. Cao thủ, không thể không nói, Chu Văn Cường là một cao thủ. Phải biết rằng, bình thường 3 viên xúc sắc tối thiểu là 3 điểm, mà lúc này bên trong quả thật có một điểm, nếu không phải có mắt rồng, e rằng sẽ có một cú lộn nhào lớn. Nhóc con, sao, sợ à, không phải cậu nói muốn tốc chiến tốc thắng hả? Chu Văn Cường mắt kiên nhẫn chế nhạo nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Đúng vậy, nhóc con, tôi thấy là cậu cũng không đoán được, nhận thua đi, tiết kiệm thời gian cho mọi người. Đúng vậy, nhận thua đi, chơi với anh Cường chẳng khác gì cầm đèn lồng tìm cứt trong nhà vệ sinh. Ai cho mày tự tin để mày dám chơi với anh Cường? Không soi lại gương xem mình có đức hạnh gì. Đám đàn em đứng phía sau Chu Văn Cường nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, ai cũng chế nhạo, như thể Dương Tiêu sẽ thua không thể nghi ngờ được. Nhóm người xem cũng không coi trọng Dương Tiêu, họ đều bị ấn tượng bởi thủ đoạn tinh tế của Chu Văn An. Trên mặt Dương Tiêu chợt hiện lên một nụ cười hấp dẫn, dưới ánh mắt của mọi người, anh nhàn nhạt nói, bình tĩnh không vội, điểm trong chuông xúc sắc là một điểm. Trong sự mong đợi của mọi người, cuối cùng Dương Tiêu cũng nói ra số điểm bên trong chuông xúc sắc. Một điểm, nghe vậy, mọi người có mặt tại hiện trường đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, hiện trường náo động hẳn lên, hầu hết tất cả mọi người đều nhìn Dương Tiêu như nhìn một tên thiểu năng. Có chuyện gì vậy, một điểm, cậu nhóc, trong chuông xúc sắc này có 3 viên xúc sắc, điểm nhỏ nhất là 3 điểm. Làm sao có thể là một điểm được, một người cao to vạm vỡ khinh thường nói. Theo tôi thấy, thằng nhóc này đoán non, một điểm. Thật sự có thể nói ra, không sợ người khác cười rụng răng. Tôi còn tưởng là cao thủ cao siêu như nào. Nhưng hiện tại xem ra vừa rồi đa số đều là chơi bẩn. Tất cả mọi người đều chế nhạo, họ thực sự cho rằng Dương Tiêu cố ý tỏ ra huyền bí, vốn dĩ vừa nãy anh giành chuỗi thắng là do dở trò quỷ quyệt. Ngay khi từng người một khinh thường Dương Tiêu, trên trán ông vua cờ bạc Chu Văn Cường chảy ra giọt mồ hôi lạnh, lưng ớn lạnh, nhìn chằm chằm Dương Tiêu không thể tin được. Những người khác không biết những gì đang xảy ra bên trong chuông xúc sắc, thân là vua cờ bạc. Làm sao ông ta có thể không biết số điểm trong chuông xúc sắc là một điểm? Đường Mộc Tuyết sững sờ, cô không ngờ Dương Tiêu lại nói ra con số này. Phải biết rằng, 3 viên xúc sắc, trong mắt mọi người nhỏ nhất là 3 điểm. Triệu Cầm tức giận chỉ vào Dương Tiêu, tức chết bà đây mà, tức chết bà đây mà, Dương Tiêu, cậu đúng là ngu dốt, nói cậu là bùn nhão không dính lên tường được thì cậu thật sự là bùn nhão không dính lên tường được à? Ngay cả con lợn cũng biết 3 viên xúc sắc có ít nhất 3 điểm. Giờ phút này, Triệu Cầm đau lòng như thể tài sản hàng trăm triệu tệ sắp rời xa bà ta.
Vốn Triệu Cầm muốn phát điên, nhưng với sự uy hiếp của Chu Văn Cường vừa rồi, Triệu Cầm không dám làm ồn. Phải một điểm hay không thì mở chuông xúc sắc ra là biết thôi mà. Dương Tiêu chủ động vươn tay chạm vào chuông xúc sắc. Chu Văn Cường là một vua cờ bạc kỳ cựu, không phải chỉ là hư danh, Dương Tiêu cũng không muốn Chu Văn Cường chạm vào chuông xúc sắc, nếu Chu Văn Cường chơi bẩn vi phạm quy tắc thì sẽ rất tệ. Một điểm, ít nhất là ba điểm, chắc chắn đầu óc thằng nhóc này không bình thường. Đúng vậy, cậu ta thua là cái chắc, nhóc con, chờ khóc đi. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt vui tươi, như thể Dương Tiêu đã nhận thất bại thảm hại, sẽ không có ngày có thể ngẩng ngoắng đầu lên được. Thật sao? Dương Tiêu cầm chuông xúc sắc mở ra tại chỗ. Vút. Trong giây tiếp theo, tình hình bên trong của chuông xúc sắc hiện lên trong mắt mọi người. Nhìn kỹ hơn thì thấy ba viên xúc sắc đứng liền nhau, hai viên xúc sắc không nhìn thấy số điểm và viên xúc sắc trên cùng là một điểm. Cái gì? Nhìn rõ số điểm trên bàn, hiện trường rộng lớn bỗng chốc sôi trào. Đờ mò, thật sự là một điểm. Đây. Oh my god, một điểm, vậy mà thằng nhóc này lại có thể đoán đúng. Kỳ tích, đây nhất định là một kỳ tích. Nhìn chằm chằm ba viên xúc sắc nối liền cùng, những người vừa nãy chế giễu Dương Tiêu đều kinh ngạc đến đỏ mặt. Đường Mộc Tuyết sững sờ, cô biết Chu Văn Cường rất mạnh, nhưng cô không ngờ Chu Văn Cường lại mạnh như vậy. Đương nhiên, dưới sức mạnh mạnh mẽ của Chu Văn Cường, Dương Tiêu có thể đoán được chính xác số điểm trong chuông xúc sắc càng làm Đường Mộc Tuyết chấn động hơn. Này, này, Triệu Cầm lập tức sững sờ. Vừa nãy bà ta cho rằng Dương Tiêu mù mờ, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại đoán trúng. Dương Tiêu nhìn Chu Văn Cường cười nhẹ, ngại quá, xem ra vận may của tôi rất tốt. Nhóc con, đừng vội đắc ý, đến lượt cậu. Chu Văn Cường nhìn chằm chằm Dương Tiêu, trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Lúc này, Chu Văn Cường nhìn Dương Tiêu tràn đầy kiêng kỵ. Sau khi chơi xúc sắc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta thực sự gặp phải đối thủ của mình. Kỹ thuật lắc xúc sắc của ông ta vừa nãy là điều mà một thánh bạc bình thường có thể không làm được. Một thánh bạc bình thường có thể không đoán được điểm bên trong của chuông xúc sắc, mà điều khiến Chu Văn Cường khiếp sợ là một thằng nhóc vô danh tiểu tốt lại nhìn thấu chiến lược của ông ta. Dương Tiêu gật đầu, đúng, đến lượt tôi. Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Dương Tiêu, trong lòng Chu Văn Cường tràn ngập một dự cảm không rõ. Cọc cạch. Trong giây tiếp theo, Dương Tiêu cầm chuông xúc sắc che ba viên xúc sắc lại, lắc lư điên cuồng. Kỹ thuật, tốc độ và nhịp va chạm của viên xúc sắc trong chuông xúc sắc đều giống hệt Chu Văn Cường vừa nãy. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Chu Văn Cường sửng sốt, dựng tóc gáy, nổi da gà. Triệu Cầm đã sững sờ càng sững sờ hơn, bà ta lẩm bẩm, giống y hệt. Trời ạ, tất cả đều giống nhau hết, sao thằng nhóc này làm được vậy? Mọi người có mặt tại hiện trường đều ngắn ra. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu, trong lòng mọi người nổi lên sóng gió, không ai ngờ Dương Tiêu lại có thể lắc theo quỹ đạo dung chuyển như của Chu Văn Cường lúc nãy. Rốt cuộc thằng nhóc này muốn làm gì? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn bên trong chuông xúc sắc là một điểm, cậu ta điên rồi hả? Đúng thế, vừa nãy anh Cường lắc là một điểm, không lẽ thằng nhóc này cũng muốn lắc được một điểm? Đám người ngắn ra, đầu óc như hồ dán, không biết trong hồ lô của Dương Tiêu bán thuốc gì. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tràn đầy kinh ngạc, cô biết rất rõ, chắc chắn thực lực của Chu Văn Cường rất mạnh. Người bình thường khó có thể bắt chước quỹ đạo lắc viên xúc sắc như của Chu Văn Cường, nhưng Dương Tiêu có thể dễ dàng bắt chước, điều này đủ chứng minh sức mạnh của Dương Tiêu rất đáng kinh ngạc. Dương Tiêu chỉ cười, không giải thích nhiều. Khi thực hiện nhiệm vụ của mình, để truy bắt các loại trùm ma túy và tội phạm, anh đã lăn lộn nhiều năm ở các điểm ăn chơi lớn trên thế giới. Thường xuyên chiến đấu với các thần cờ bạc tầm cỡ thế giới, đối với Dương Tiêu bắt chước cách lắc xúc sắc của Chu Văn Cường không có gì là khó cả. Ta đang. Dưới vẻ mặt căng thẳng của mọi người, Dương Tiêu cầm chuông xúc sắc đặt xuống bàn. Có thể đoán rồi, Dương Tiêu cười nhạt nhìn Chu Văn Cường. Tí tách, tí tách. Nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt Dương Tiêu, mồ hôi trên trán Chu Văn Cường đổ lắm tắm không ngừng. Đoán, bảo ông ta đoán như thế nào. Quỹ đạo dung chuyển giống hệt nhau, ngay cả tiếng xúc sắc va vào chuông xúc sắc cũng giống hệt nhau, trong đầu Chu Văn Cường như rơi vào trạng thái trống rỗng. Trực giác mách bảo Chu Văn Cường rằng chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như ông ta nghĩ. Tuy nhiên, ngay lúc Dương Tiêu lắc chuông xúc sắc đã khiến ông ta sững sờ, rốt cuộc bên trong chuông xúc sắc có mấy điểm, ông ta không hề biết. Mọi người đều khóa chặt mắt lên người Chu Văn Cường, mong chờ câu trả lời của Chu Văn Cường. Tốt xấu gì ông cũng là vua cờ bạc.
không lẽ can đảm để đoán cũng không có. Dương Tiêu chế giễu nhìn chằm chằm Chu Văn Cường. Bị Dương Tiêu chế giễu, sắc mặt Chu Văn Cường trắng bệch. Vào lúc này, Chu Văn Cường đang phải chịu áp lực rất lớn. Nói trắng ra, ông ta không thể thua, thật sự không thể thua. Tuy chuyện đã đến bước này, Chu Văn Cường không thể không nói, ông ta căm tức nhìn Dương Tiêu, nhóc con, tôi đoán trong chuông xúc sắc này cũng là một điểm, muốn lừa tôi sao? Không có cửa đâu. Một điểm, ông chắc chắn, Dương Tiêu cười. Nụ cười của anh rất rực rỡ, Chu Văn Cường đang ngồi đối diện với anh thì vô cùng rùng rợn. Chu Văn Cường gượng cười, một điểm, tôi rất chắc chắn. Theo quan điểm của Chu Văn Cường, rõ ràng là Dương Tiêu đang kích động điểm máu chốt của ông ta, thử thách lòng can đảm thực sự của ông ta. Dựa vào kinh nghiệm chơi xúc sắc nhiều năm như vậy của mình, Dương Tiêu đã sao chép hết quỹ đạo lắc viên xúc sắc, chắc chắn trong đó là một điểm, ngoài cái đó ra, ông ta thực sự không nghĩ tới khả năng thứ hai. Sẽ là một điểm sao? Trái tim của mọi người đều treo ở cổ họng. Suy cho cùng Chu Văn Cường là đại diện cho một thời đại, đồng thời trận bài bạc này đến lớn mức kinh hãi. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Chu Văn Cường với vẻ vui đùa, ông chắc chắn không đổi. Tôi chắc chắn bên trong là một điểm, nhóc con giả thần giả quỷ. Chu Văn Cường như đã tìm được tự tin, ông ta cười khinh thường vươn tay trực tiếp mở chuông xúc sắc. Ôm ngay khi chuông xúc sắc mở ra, toàn bộ hiện trường tràn ngập tiếng cảm thán. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mò. Lúc này, mọi người nhìn chằm chằm vào mặt bàn, mắt như sắp rơi ra ngoài. Không chỉ biểu cảm của nhóm người chơi sững sờ, mà biểu cảm của những tên đàn em đứng phía sau Chu Văn Cường cũng thay đổi dữ dội. Đờ mò, nhìn chằm chằm mặt bàn, Triệu Cầm không khỏi bùng nổ. Nhìn thấy số điểm thật trên bàn, hơn trăm người há hốc mồm, chết lặng nhìn chằm chằm. Nhìn kỹ lại, trên bàn không có điểm nào, chỉ còn lại một đống bột trắng. Mọi người không biết. Vốn dĩ Dương Tiêu lắc theo quỹ đạo lắc của Chu Văn Cường là để tạo ảo giác, mục đích thực sự là làm cho trực giác của Chu Văn Cường bị nhầm lẫn. Trong lần lắc lư vừa rồi, Dương Tiêu đã đưa sức mạnh của mình vào, lúc này ba viên xúc sắc đã trở thành những mảnh vỡ rơi trên bàn. Mảnh vỡ, làm sao có thể là những mảnh vỡ? Nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, Chu Văn Cường như đã hứng chịu 1000 điểm sát thương, khuôn mặt tái nhợt không còn một chút máu. Dương Tiêu thờ ơ nói, ngại quá, ông thua rồi. Lời nói vừa rơi xuống, không kém gì một phiên tòa đưa ra một phán quyết, Chu Văn Cường đã rồi tung lên. Trong tích tắc, lòng tự trọng của ông ta bị giáng một đòn nặng nề. Trong khoảnh khắc này, Chu Văn Cường chỉ cảm thấy mình rơi từ trên tế đàn xuống. Không có khả năng, chuyện này là không có khả năng. Sao tôi có thể thua? Sao tôi có thể thua trong tay một thằng nhóc? Chu Văn Cường hét lên một cách cuồng loạn với đôi mắt đỏ ngầu. Là một vua cờ bạc. Lại bị đánh bại bởi Dương Tiêu, kết quả như vậy khiến Chu Văn Cường hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trời ơi, nhóm người xem đều than thở. Họ nhìn Dương Tiêu với ánh mắt như lửa đốt, như thể họ đang nhìn thần tượng của mình. Lúc này, họ mới thực sự hiểu được ý nghĩa của việc sóng sau đẩy sóng trước của sông Trường Giang, sóng sau vỗ sóng trước trên bãi biển. Suy cho cùng trong lòng bọn họ Chu Văn Cường là chiến thần bất khả chiến bại, nhưng bọn họ không ngờ cho dù Chu Văn Cường mạnh như vậy. Vẫn sẽ thua Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô đã thay. Dương Tiêu đổ mồ hôi lạnh. Cô nở nụ cười, khuôn mặt dịu dàng nhìn chằm chằm Dương Tiêu, cô biết người đàn ông của mình khi đã ra trận nhất định sẽ bất khả chiến bại. Dương Tiêu cầm thẻ ngân hàng trên bàn lắc vài cái trước mặt Chu Văn Cường, có chơi có chịu, thẻ này là của tôi. Nhìn thấy Dương Tiêu nhặt thẻ ngân hàng của mình, mắt Chu Văn Cường như thẻ sắp rách cả mí mắt. Bên trong thẻ ngân hàng này là tâm huyết cả đời của ông ta, tất cả tài sản của gia đình ông ta đều ở trong đó có 150 triệu tệ tròn. Nghĩ đến tôn nghiêm, danh tiếng vua cờ bạc của mình bị trà đạp tàn nhẫn bởi một thằng vô danh tiểu tốt, nghĩ đến hậu quả khủng khiếp của việc thua cuộc, Chu Văn Cường tức sủi bọt mép. Chu Văn Cường cười nhạo một tiếng, trực tiếp lấy từ dưới bàn ra một con dao, tức giận hét lên, dọn sạch hiện trường, người không có phận sự lập tức cút ngay cho tôi. Đạp đạp đạp. Ngay sau đó, 50-60 người xuất hiện bên trong địa điểm. Những người này trông âm u, trên người toát ra một loại hơi thở một ngạt mãnh liệt. Trên tay bọn họ đều cầm một con dao bóng loáng, như thể nhóm người chơi ở bên trong hiện trường không hợp tác, bọn họ sẽ bị tóe máu ngay tại chỗ. Đậu xanh rau má, đây là muốn vạch mặt hả? Mau chạy thôi. Nhìn thấy cảnh tượng này,
đám người chơi lão luyện không dám chần chừ, lập tức chạy về phía cửa. Sợ chạy chậm sẽ bị nhóm người Chu Văn Cường chặt thịt nát xương tan, như cá trong chậu gặp nạn. Ở những nơi như vậy, không hiếm người đen ăn đen. Bọn họ biết cú đánh hôm nay của Dương Tiêu không chỉ làm Chu Văn Cường mất mặt, mà còn hung hăng đập phá vùng thắng rất nhiều tiền, bất kể từ góc độ nào, Chu Văn Cường sẽ không dễ dàng để Dương Tiêu rời đi. Má ơi, chạy mau, cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh như băng, Triệu Câm suýt tè ra quần. Sắc mặt bà ta thay đổi dữ dội, bà ta kéo Đường Mộc Tuyết chạy về phía cửa hoàn toàn không để ý đến Dương Tiêu. Nhìn thấy Triệu Câm muốn chạy, vẻ mặt Chu Văn Cường nghiêm lại phất tay quát, bao vây ba người bọn họ lại cho tôi, kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ thì chém chết ngay. Vâng, anh Cường, nhóm người đồng thanh hét lên. Triệu Câm chưa kịp chạy thoát đã bị một nhóm người bao vây. Xong rồi, nhìn con dao sáng bóng, hai chân Triệu Câm mềm nhũ, ngã bệt xuống. Dương Tiêu không hề sợ nhìn Chu Văn Cường, sao? Dám chơi không dám chịu. Nhóc con, mày tìm chết, bị Dương Tiêu chế giễu, Chu Văn Cường cầm dao ăn nói thô bạo. Lúc này, trái tim Chu Văn Cường đang chảy máu dữ dội. Hôm nay, ông ta đã tổn thất lớn. Không chỉ mất mặt, mà còn làm xáo trộn địa điểm. Ông ta đã xé nát mặt theo cách này, sau này chắc chắn danh tiếng của địa điểm này sẽ xấu đi, hơn nửa sẽ không thể đi tiếp. Mà tất cả chuyện này đều là do thằng nhóc trước mặt gây ra, nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, Chu Văn Cường thật sự muốn nghiền nát Dương Tiêu ngay lập tức. Dương Tiêu cười khẩy, Mộc Tuyết, em và mẹ đứng gần anh sẽ xử lý. Vâng, Đường Mộc Tuyết chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu cô như được uống thuốc an thần lập tức cảm thấy an tâm. Triệu Câm nhìn chằm chằm Dương Tiêu điên cuồng nói, đều tại mày, nếu không phải do mày, bà đây đã không phải chịu khổ cùng mày. Dương Tiêu, đồ khốn kiếp, nếu hôm nay bà đây bị mất một miếng thịt nào, tao làm ma cũng sẽ không tha cho mày. Mẹ, Đường Mộc Tuyết vội vàng kéo Triệu Câm. Triệu Câm nhìn chằm chằm Dương Tiêu với vẻ mặt oán hận độc ác mạnh mẽ, Mộc Tuyết, đến bây giờ mà con vẫn còn muốn nói giúp cho thằng khốn kiếp này. Con không thấy hai mẹ con chúng ta sắp bị nó hại chết sao? Mày xử lý, nhóc con, xem ra mày bị điên rồi. Tao cho mày một cơ hội lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Có lẽ tao sẽ để cho mày chết toàn thây. Chu Văn Cường nhìn chằm chằm Dương Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười. Như thể Dương Tiêu là cá, ông ta là dao, muốn Dương Tiêu chết thì Dương Tiêu không thể không chết. Dương Tiêu thản nhiên nói, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Ông có tư cách đó. Nhìn thấy Dương Tiêu kiêu ngạo như vậy, Chu Văn Cường tức giận hung ác, giỏi lắm nhóc, chết đến nơi mà còn cứng miệng như vậy, lên, tất cả lên hết cho tôi. Chặt thằng nhóc này ra rồi ném ra ngoài cho chó ăn. Vâng, nhóm đàn em đồng thanh hét lên. Giết, trong phút chốc, mười mấy thanh niên hung ác lao về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu hơi nheo mắt lại, trên mặt dần dần lộ ra vẻ thù địch. Láo xược, con mẹ nó, dừng tay lại hết cho tôi. Ngay khi Dương Tiêu chuẩn bị ra tay, đột nhiên vang lên một tiếng hét như sấm rền. Đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một người đàn ông ở cửa đang tức giận mang một nhóm người lao vào. Nhìn rõ người đi tới, hai mắt Chu Văn Cường đờ đẫn nói, anh mặt sẹo, sao ngài lại tới đây? Người tới không phải ai khác mà chính là gã mặt sẹo bị Dương Tiêu dạy dỗ trước đó. Nhìn thấy Chu Văn Cường dẫn người tới đối phó với Dương Tiêu, gã mặt sẹo tức giận mũi như, muốn bốc khói, gã chỉ muốn tát Chu Văn Cường sống chết cũng không thể tự lo được. Có thể người khác không biết thực lực của Dương Tiêu đáng sợ như thế nào, nhưng gã mặt sẹo đã tận mắt nhìn thấy. Trong hai ngày qua mình được Lưu Chiến Thắng thuê làm tay chân, cưỡng chế chiếm đoạt tòa nhà Ngân Cơ, làm bị thương Long Ngũ. Dương Tiêu cứ thể xông vào một mình, mặt không chút thay đổi, một hơi đảnh ngất mấy chục anh em của gã mà không hề thở gấp. Lý Thần Chiến sát thần Trung Nguyên lại càng xưng hô với Dương Tiêu là điện hạ, đáng sợ nhất là Lưu Quyền người đứng đầu nhà họ Lưu lại thực sự đưa Lưu Chiến Thắng đến bệnh viện đích thân xin lỗi. Những hình ảnh đó, hiện ra rõ mồn một trước mắt gã mặt sẹo. Điều khiến gã mặt sẹo dùng mình là cái tên ngu dốt Chu Văn Cường lại tìm Dương Tiêu gây chuyện, đây chẳng phải là muốn hại chết gã sao? Bóp, gã mặt sẹo tức giận, bước tới tất vào mặt Chu Văn Cường một cái. Chu Văn Cường không kịp cảnh giác, bị cái tát trực tiếp của gã mặt sẹo làm cho hoa mắt, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Anh mặt sẹo, ngài đang làm gì vậy? Chu Văn Cường giật mình run rẩy nói. Gã mặt sẹo trực tiếp bỏ qua Chu Văn Cường. Lập tức đến chỗ Dương Tiêu cung kính nói,
mặt sẹo bái kiến cậu Dương. Cái gì, bái kiến cậu Dương? Bùm! Lời này vừa nói ra, Chu Văn Cường cảm thấy không khác gì bị sét đánh, cả người đều ngắn ra. Cậu Dương, đây, đây là cậu Dương nào? Chu Văn Cường hoảng sợ nói. Phải biết rằng, gã mặt sẹo là người nổi tiếng bên cạnh Phùng Tứ Gia, mà Phùng Tứ Gia là vua ngầm thực sự trong vùng đất xám ở thành phố Trung Nguyên. Ngay cả những người trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên cũng không đủ tư cách để gã mặt sẹo coi trọng như vậy, chẳng lẽ thằng nhóc này là con ngoài giá thú của Phùng Tứ Gia? Nhìn gã mặt sẹo, Dương Tiêu có hơi ngoài ý muốn, đây là chỗ của anh. Vâng, đây là chỗ của tôi. Gã mặt sẹo nịnh nọt. Gã mặt sẹo vội nói, xin lỗi cậu Dương, tôi thật sự không biết Chu Văn Cường gan lớn lại dám xúc phạm đến cậu, là thế này, cậu muốn chém, muốn giết, muốn róc xương Chu Văn Cường thì tùy theo ý của cậu. Gã mặt sẹo biết rất rõ ràng Dương Tiêu sở hữu loại năng lượng nào, mặc kệ vừa nãy xảy ra chuyện gì, gã cũng sẽ làm rõ quan hệ với Chu Văn Cường, muốn làm cho Dương Tiêu hài lòng. Đúng vậy, vùng này là vùng của gã, Chu Văn Cường là người gã mời đến trong vùng. Gã thật sự không ngờ Chu Văn Cường ăn gan hùm mật gấu gì mà lại dám đối phó với Dương Tiêu, nghĩ đến điều này, gã mặt sẹo đã có ý nghĩ của chó Husky. Cái gì, anh mặt sẹo, ngài không quan tâm tôi. Thằng nhóc này đến đây là để đập phá vùng, Chu Văn Cường lo lắng nói. Gã mặt sẹo quay đầu lại, đá mạnh vào Chu Văn Cường rồi nói, cho dù cậu Dương tới đây đập phá thì cũng là để mắt đến mặt sẹo tôi, một tên không ra hồn như ông lại dám xúc phạm cậu Dương, con mẹ nó thật sự là chê sống lâu mài. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Đường Mộc Tuyết tràn đầy kinh ngạc. Triệu Cầm há to miệng, sắc mặt muốn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Bà ta thường xuyên đánh bài ở các nơi bài bạc như kỳ bài lạc, trong khoảng thời gian này bà ta ngâm mình ở Đại Phú Hào, tự nhiên bà ta cũng đã nghe đến gã mặt sẹo ở đây. Gã mặt sẹo là người nổi tiếng bên cạnh Phùng Tứ Gia, vị vua ngầm của thành phố Trung Nguyên, gã mặt sẹo lại rất tôn trọng Dương Tiêu, điều này đã làm lật đổ tam quan của Triệu Cầm. Dương Tiêu này thật sự là phế sao? Anh có thể hỏi một chút về tình huống, dựa theo thỏa thuận đánh bạc trước đó mà làm. Dương Tiêu nhàn nhạt nói. Vâng, gã mặt sẹo cung kính đáp. Ngay sau đó, gã mặt sẹo nhìn về phía một người trung niên lạnh lùng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trung niên đâu dám chần chừ, lập tức nói hết mọi chuyện cho gã mặt sẹo nghe. Gã mặt sẹo nghe xong lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ở những nơi như này quả thật đen ăn đen là chuyện thường tình, nhưng có tình lần này lại xúc phạm đến trên người Dương Tiêu, có thể nói là nước lũ xông thẳng vào Miêu Long Vương. Cậu Dương, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ quy đổi những thẻ chip đã thua đưa cho cậu. Gã mặt sẹo trịnh trọng nói. Nghĩ đến mất hơn 100 triệu tệ gã mặt sẹo đau không thôi. Gã ta lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, tổng tài sản không nhiều lắm, hơn 100 triệu tệ cũng đủ khiến gã cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, để xoa dịu cơn tức giận của Dương Tiêu, gã ta không còn lựa chọn nào khác. Dương Tiêu hướng về Đường Mộc Tuyết dịu dàng cười nói. Mộc Tuyết, em đưa mẹ ra ngoài trước đi, anh còn có chuyện muốn bàn với mặt sẹo. Vâng, Đường Mộc Tuyết gật đầu. Cô là một người phụ nữ thông minh, cô biết tiếp theo Dương Tiêu vẫn còn có chuyện phải làm. Mau đi thôi. Sắc mặt Triệu Cầm tái nhợt như một bóng ma liều mạng nhanh chóng chạy trồn. Nhìn thấy ở hiện trường có nhiều đau như vậy, bà ta bị dọa sợ suýt hồn bay phách lạc. Khi Đường Mộc Tuyết và Triệu Cầm rời đi, Dương Tiêu đưa tay ra, gã mặt sẹo ra hiệu. Một tên đàn em lập tức đưa một thanh đao cho Dương Tiêu. Dương Tiêu cầm theo một con dao đi về phía Chu Văn Cường với vẻ mặt lạnh lẽo. Chu Văn Cường sợ tới mức gần như nằm liệt trên mặt đất, vội vàng nói, cậu Dương, tôi có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm cậu, xin cậu đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân tha cho tôi một con đường sống, trên tôi có cha mẹ già dưới có con nhỏ, tôi không thể chết. Ngay cả gã mặt sẹo cũng phải cung kính với người này, Chu Văn Cường hối hận như điên. Nếu ông ta biết Dương Tiêu kinh người như vậy, cho ông ta 100 lần can đảm ông ta cũng không dám xúc phạm đến Dương Tiêu. Vẻ mặt Dương Tiêu uy nghiêm, nhìn chằm chằm Chu Văn Cường, lạnh lùng nói, ông cho mẹ vợ tôi vay nặng lãi, tôi tới đập phá vùng ông phục không? Phục, tôi phục, Chu Văn Cường vội nói, nào dám cự tuyệt. Dương Tiêu lạnh lùng tiếp tục nói, ông chơi với tôi, thua trong tay tôi, ông phục không? Phục, tôi phục, Chu Văn Cường vội vàng nói nhỏ như hến. Dương Tiêu hỏi, ông thua tôi lầy 150 triệu tệ, ông phục không? Lúc này,
loại hơi thở mạnh mẽ trên người Dương Tiêu hiện lên sinh động, ở trước mặt Dương Tiêu, Chu Văn Cường đổ mồ hôi như mưa, ông ta chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông. Phục, tôi phục, hoàn toàn phục, xin cậu Dương tha thứ, cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Chu Văn Cường run rẩy. Tốt lắm, Dương Tiêu nhìn chằm chằm Chu Văn Cường có sắc mặt như gan lợn, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia sáng lạnh. Phút phút, thanh đao trong tay hóa thành hư không, chỉ thấy hai cánh tay đột nhiên bay lên không trung. A an, L đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên trong sảnh lớn. Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh nhạt nói, nếu đã có chơi có chịu, vậy thì thực hiện thỏa thuận, hai tay của ông, tôi nhận. Lời nói vừa dứt, Dương Tiêu không hề chần chừ, xoay người rời đi. Cung tiến cậu Dương, gã mặt sẹo đâu dám chậm trễ, cung kính kêu lên. Khi Dương Tiêu rời đi, gã mặt sẹo cảm thấy lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh, nghĩ đến Dương Tiêu đã nhẫn tâm chặt tay Chu Văn Cường, gã mặt sẹo đã hạ quyết tâm đời này sẽ không bao giờ khiêu khích nhân vật tàn nhẫn này. Oilo, đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi báo động, rất đông cảnh sát ập vào. Chỉ thấy Hình Kiến mặc quân phục dẫn đầu một số lượng lớn cảnh sát đến hiện trường, Hình Kiến hét lên, tất cả ôm đầu ngồi xổm xuống. Ai dám chống lại sẽ bắn chết ngay. Không ai biết, trước khi Dương Tiêu đến đây anh đã liên lạc với Hình Kiến. Một nơi như thế này đã làm hại con người, đơn giản là một căn bệnh ung thư của xã hội, làm sao Dương Tiêu có thể để bọn họ phát triển được. Hình Kiến nhận được cuộc gọi từ Dương Tiêu đã lập tức huy động một số lượng lớn cảnh sát ở thành phố Trung Nguyên đến bao vây bắt giữ bọn tội phạm. Nhìn thấy nhiều lực lượng cảnh sát ập vào, gã mặt sẹo hoàn toàn hiểu đây là chiêu sau của Dương Tiêu. Một khi bị bắt, gã ta tuyệt đối sẽ phải ngồi tù cả đời. Thằng chó Dương Tiêu, chó má tổ tiên nhà mày, thằng chó mày quá độc ác. Ngay lúc bị bắt, gã mặt sẹo đã hét lên với vẻ mặt uất hận tức giận, gã ta thực sự không ngờ Dương Tiêu sẽ gọi cảnh sát. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, bọn gã mặt sẹo này là phần tử ngoài vòng pháp luật vì xúc phạm đến Dương Tiêu mà hoàn toàn bị bắt. Sau khi rời khỏi Đại Phú Hào, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đưa Triệu Cầm đến bệnh viện kiểm tra. Triệu Cầm không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị thương nhẹ ngoài da, bôi một số loại thuốc chống viêm, nghỉ ngơi trong vài ngày là khỏe. Bu ỏi chiều Đường Mộc Tuyết phải đi làm, Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty trước, sau đó trở về nhà. Vừa bước vào phòng khách, Triệu Cầm đã nhìn chằm chằm Dương Tiêu, trong mắt lộ ra vẻ u ám, vẻ mặt bà ta u ám lạnh lùng nói, Dương Tiêu, xem ra chúng ta cần phải nói chuyện. Mẹ muốn nói chuyện gì với con? Dương Tiêu hơi kinh ngạc. Triệu Cầm chế nhạo ngồi ở trên sofa, bà ta chỉ vào ghế đối diện bảo Dương Tiêu ngồi xuống, cậu ngồi trước đi. Dương Tiêu sờ mũi, cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Triệu Cầm đã biết thân phận thật của mình rồi sao? Không thể nào. Anh chỉ nói với một mình với Đường Mộc Tuyết về thân phận của anh khi ở Tây Song Bản Nạp, Đường Mộc Tuyết sẽ không hấp tấp tiết lộ thân phận của anh. Mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ nói thẳng. Dương Tiêu ngồi đối diện với Triệu Cầm. Triệu Cầm nhìn Dương Tiêu cẩn thận, vẻ mặt ảm đạm nói, hay cho Dương Tiêu cậu, không ngờ cậu lại che giấu sâu như vậy. Nói, có phải cậu thường xuyên đánh bài sau lưng Mộc Tuyết không? Những khoản tiền mà cậu lấy ra trước đây đều là cậu đánh thắng đúng không? Nghe vậy, khóe miệng Dương Tiêu khế co giật, anh còn tưởng Triệu Cầm muốn nói chuyện quan trọng gì với mình. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Trước đây con rất thích xem những bộ phim thần bài và bài bạc, thuận tay học theo, cũng chỉ lừa được mấy người bình thường, không thể thoát khỏi con mắt của các cao thủ. Dương Tiêu thờ ơ nói. Dương Tiêu biết hôm nay mình ra tay trước mặt Triệu Cầm, có lẽ đã khiến Triệu Cầm kinh ngạc. Triệu Cầm giễu cợt nhìn Dương Tiêu, thật sao? Chu Văn Cường là vua cờ bạc, cậu cho rằng bà đây ngu hả? Mau đưa hết tiền cậu tiết kiệm đưa cho bà đây, nếu không hôm nay bà đây sẽ lột da của cậu. Không có tiền, vừa rồi chuộc mẹ đã tiêu hết rồi. Dương Tiêu cười khổ nói. Anh biết Triệu Cầm tìm mình hoàn toàn không có chuyện tốt gì, quả nhiên mình đã đoán đúng, bà ta nhớ thương đến tiền của mình. Triệu Cầm là người thế nào Dương Tiêu đã biết quá rõ, không giữ được tiền, cho dù có đưa cho bà ta 10 tỷ tệ thì Triệu Cầm cũng sẽ tiêu sạch trong thời gian rất ngắn. Phút nghe vậy, Triệu Cầm sững sờ, đột nhiên bà ta đứng dậy, cầm tách trà trên bàn đổ hết trà lên mặt Dương Tiêu, Dương Tiêu mắt cảnh giác bị nước trà làm ướt mặt. Không có tiền, cậu giả vờ cái nỗi gì? Dương Tiêu, tôi nói rõ cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không đưa tiền ra thì cậu lập tức cút khỏi đây, gia đình này không chứa nổi cậu. Triệu Cầm hung ác nói. Trước kia Dương Tiêu bỏ ra rất nhiều tiền, Triệu Cầm luôn cho rằng là Lý Minh Hiên đã đưa tiền cho Đường Mộc Tuyết.
Bây giờ xem ra tên khốn kiếp Dương Tiêu này che giấu, giấu bọn họ đi đánh bài thắng tiền, sau 5 năm, với bản lĩnh của Dương Tiêu, không biết cậu ta đã cất giấu bao nhiêu dương nhỏ. Hơn nữa, theo quan sát của Triệu Cầm, khi Dương Tiêu chuộc bà ta, cậu ta đưa 3 triệu tệ ra mà không hề chớp mắt. Dương Tiêu lại cười khổ, mẹ, con thật sự không có tiền, cho dù con chơi bài siêu phàm thì như thế nào. Mẹ cho rằng nếu con thắng lớn, những người trong vùng này sẽ dễ dàng buông tha con sao. Đen ăn đen ở khắp nơi, nếu con dám thắng số tiền lớn, e rằng con đã xong đời từ lâu rồi. Đừng nói với tôi về những thứ vô dụng này. Bây giờ Mộc Tuyết không ở nhà, không ai có thể bảo vệ cậu. Tốt nhất là cậu nên giải thích thành thật. Triệu Cầm chẳng quan tâm dáng vẻ của Dương Tiêu, bà ta xác định là Dương Tiêu có rất nhiều tiền. Dương Tiêu thật sự hiểu sâu hơn về bộ mặt không biết xấu hổ của Triệu Cầm. Tốt xấu gì mình cũng đã bỏ ra 3 triệu tệ chuộc Triệu Cầm, không ngờ Triệu Cầm này lại không tốt xấu cho cắn lã động tân. Nếu không phải nể mặt Triệu Cầm là mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu thật sự không muốn ra tay giúp. Dưới cái nhìn hằm hằm của Triệu Cầm, Dương Tiêu nhún vai, mẹ, con thật sự không có tiền, mẹ tin hay không thì tùy. Thằng khốn nạn, mày có cho không? Thấy Dương Tiêu không đưa một xu nào, Triệu Cầm tức giận túm lấy cổ áo Dương Tiêu. Trong lòng Dương Tiêu cũng rất tức giận, anh thực sự khó chịu trước hành vi gây rồi vô lý của Triệu Cầm. Không có tiền, Dương Tiêu tự tin nói. Không cho đúng không, đôi mắt Triệu Cầm lộ ra vẻ dữ tợn, bà ta vung tay tát vào mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu đã chán ngấy sự hung hăng của Triệu Cầm từ lâu rồi, bây giờ Triệu Cầm lại không biết tốt xấu nên Dương Tiêu thực sự tức giận. Ngay lúc cái tát của bà ta sắp rơi xuống, tay phải của Dương Tiêu đã hóa thành hư không cầm lấy cổ tay của Triệu Cầm. Khi Dương Tiêu nắm cổ tay bà ta, Triệu Cầm sững sờ. Đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy Dương Tiêu chống cự trong 5 năm kể từ khi Dương Tiêu vào nhà của bà ta. Dương Tiêu, phế vật mày cũng dám động tay động chân với tôi. Triệu Cầm hét lên. Bà ta cố gắng thoát ra, nhưng phát hiện cổ tay của bà ta như bị kẹp bởi những chiếc kẹp lớn, bà ta không thể thoát ra được. Ánh mắt Dương Tiêu đột nhiên trở nên vô cùng sâu thẳm. Một loại hơi thở ác độc dâng trào từ trong cơ thể anh toát ra khiến Triệu Cầm kinh ngạc. Cậu phế vật, cậu muốn làm gì? Tôi là mẹ ruột của Mộc Tu, cậu dám đại nghịch bất đạo. Triệu Cầm kinh hãi nói. Giờ phút này, Dương Tiêu ở trước mặt bà ta cho bà ta cảm giác không phải là phế vật tùy ý bắt nạt, mà là thần chết có thể giết bà ta bất cứ lúc nào. Dương Tiêu trực tiếp mở tay Triệu Cầm đang nắm cổ áo của mình, lạnh lùng nói. Chính là bởi vì bà là mẹ ruột của Mộc Tuyết nên tôi mới nhân nhượng bà hết lần này tới lần khác. Tôi cảnh cáo bà đừng đi quá xa, nếu không, tôi sẽ không khách sáo với bà nữa. Nói xong, Dương Tiêu buông cổ tay Triệu Cầm ra. Triệu Cầm vừa sợ vừa giận, phổi như muốn nổ tung, Triệu Cầm xông vào phòng bếp lấy ra một con dao làm bếp nhằm vào Dương Tiêu. Được lắm, Dương Tiêu cậu thật sự dám dọa tôi. Tưởng bà đây sợ sao? Xem ra cái nhà này thật sự không chứa nổi cậu, ly hôn. Mộc Tuyết cần phải ly hôn với cậu, cút, cút ngay cho tôi. Đừng đi quá xa, Dương Tiêu tức giận nắm chặt tay. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Triệu Cầm sờn tóc gáy, bà ta chỉ cảm thấy không phải bị người nhìn chằm chằm mà là dã thú, thật sự khiến người khác kinh hãi. Triệu Cầm tức giận nói, được lắm, cậu không cho tôi tiền phải không? Được lắm, bây giờ tôi sẽ đến gặp Lý Minh Hiên, cậu chủ Lý rất thích Mộc Tuyết, nhất định cậu ấy sẽ cho tôi rất nhiều tiền. Đồ keo kẹt nhà cậu chờ chết ôm xuống quan tài đi. Vừa nói xong, Triệu Cầm tức giận xách túi chạy ra khỏi nhà. Dương Tiêu lắc đầu, anh đã chịu đựng hết lần này tới lần khác, sau này anh thật sự không có ý định tiếp tục chịu đựng nữa. Lần trước đến huyện Thiên Sơn, hay lần này ở sòng bạc Đại Phú Hào, anh đã cho Triệu Cầm rất nhiều thể diện rồi, ai biết đổi lại là Triệu Cầm càng ghê gớm hơn. Dương Tiêu, đồ phản nghịch bát đạo vô dụng, chờ chết đi. Triệu Cầm chạy ra khỏi khu biệt thự bên Hồ Nhãn Minh. Lúc này, trong lòng Triệu Cầm tràn đầy tức giận, bà ta đã hạ quyết tâm làm mọi cách để Đường Mộc Tuyết ly hôn với Dương Tiêu. Bây giờ phế vật này dám phản công lại mình, thật sự muốn lật trời. Bịch! Triệu Cầm tức giận thân thể run lên, bà ta không thèm nhìn đường, đâm sầm vào một người phụ nữ mặc đồ đen trước mặt, suýt đã ngã xuống đất. Triệu Cầm càng khó chịu hơn, bà ta không thèm nhìn đó là ai đã chửi rủa. Mắt mọc ở đúng quần hả? Không thấy người hả? Mắt mọc ở đúng quần. Triệu Cầm, xem ra trong khoảng thời gian này bà càng trở nên kiêu ngạo ngang ngược hơn. Người phụ nữ mặc đồ đen mặt lạnh như băng nói. Giọng nói của người phụ nữ mặc đồ đen giống như một trận bão tuyết tháng 2,
lạnh đến thấu xương, khiến người ta không khỏi rùng mình. Nghe thầy giọng nói này, hơi thở lạnh lẽo từ gót chân đi thẳng lên đỉnh đầu Triệu Cầm. Là cô, con người của Triệu Cầm co rút lại, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía trước. Nhìn rõ ràng gương mặt trước mặt, Triệu Cầm hết hồn. Bởi vì người phụ nữ mặc đồ đen này không phải ai khác, mà chính là Lăng Ảnh Huyên đã đánh Triệu Cầm trước cửa Kỳ Bài Lạc. Từ đầu đến cuối, Lăng Ảnh Huyên vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Dương Tiêu, chỉ là Dương Tiêu không hề biết điều đó mà thôi. Lăng Ảnh Huyên đã chú ý đến mọi chuyện vừa xảy ra trong biệt thự, khi thấy Triệu Cầm đổ trà lên người anh Dương Tiêu, thấy Triệu Cầm túm cổ anh Dương Tiêu, cầm con dao trong nhà bếp đe dọa anh Dương Tiêu. Những chuyện này đã khiến Lăng Ảnh Huyên tức giận. Dương Tiêu là vảy ngược của cô ấy, Dương Tiêu bị Triệu Cầm bắt nạt, Lăng Ảnh Huyên tức giận đặc biệt chờ ở đây khiến Triệu Cầm chịu trừng phạt. Bà đã quên những gì tôi đã cảnh cáo bà trước đây rồi sao? Lăng Ảnh Huyên lạnh lùng nói. Cảm nhận được hơi lạnh buốt tỏa ra từ cơ thể Lăng Ảnh Huyên, sắc mặt của Triệu Cầm lập tức tái mét, ánh mắt tràn đầy kinh hãi vô hạn. Không lâu trước đó, bà ta đã bị người phụ nữ trước mặt này dạy dỗ một trận trước Kỳ Bài Lạc, ở trước mặt người phụ nữ mặc đồ đen này Triệu Cầm không có chút lòng phản kháng nào. Bà ta biết người phụ nữ mặc đồ đen trước mặt này nhất định là một nhân vật tàn nhẫn, không phải người bà ta có thể chống lại, đối phương không quan tâm đến dáng vẻ khóc lóc om sòm của bà ta. Cô muốn làm gì? Giọng Triệu Cầm run lên. Lăng Ảnh Huyên nhìn chằm chằm vào Triệu Cầm nói, đồ đàn bà chanh chua, tôi muốn làm gì không lẽ bà còn không biết sao? Không, đừng, tôi biết sai rồi, tôi không dám nhắm vào Dương Tiêu nữa. Triệu Cầm sắp khóc đến nơi. Trước đó người phụ nữ mặc đồ đen này đã cảnh cáo bà ta nếu bà ta dám nhắm vào Dương Tiêu, cô ta sẽ giết bà ta. Mọi chuyện đã qua được một thời gian, Triệu Cầm không hề để trong lòng, ai biết hôm nay người phụ nữ mặc đồ đen giống như gặp ác mộng của bà ta lại tìm tới cửa. Thật sao, vẻ mặt của Lăng Ảnh Huyên vô cùng u âm. Chát! Ngay sau đó, cô ấy bất ngờ vung tay, tát mạnh vào mặt Triệu Cầm. Khi cái tát rơi xuống, trên mặt Triệu Cầm lập tức hiện lên dấu vết năm ngón tay, Triệu Cầm đau đớn suýt chút nữa đã ngất xỉu. Phút! Lăng Ảnh Huyên không ngần ngại đưa con dao quân dụng lên, cô ấy cầm con dao quân dụng liên tục áp sát cổ họng của Triệu Cầm. Nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đen muốn làm thật, Triệu Cầm bị dọa suýt tè ra quần, bà ta trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, khóc lóc sám hối, nữ hiệp, tôi thật sự biết sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Tôi là mẹ vợ của Dương Tiêu, nếu tôi chết, Mộc Tuyết biết được chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu ta. Bà đang đe dọa tôi, ánh mắt Lăng Ảnh Huyên tràn đầy chán ghét. Loại đàn bà đanh đá như Triệu Cầm này, Lăng Ảnh Huyên không muốn nhìn nhiều thêm một chút nào, bởi vì nhìn thêm sẽ khiến đôi mắt cô ấy bị vấy bẩn. Triệu Cầm lắc đầu như trống bỏi, vội vàng nói, tôi đâu dám đe dọa nữ hiệp. Tôi thật sự biết sai rồi. Ông chủ, cho tôi một gói thuốc lá. Đúng lúc này, Dương Tiêu xuất hiện ở trước cửa siêu thị. Nhìn thấy bóng dáng của Dương Tiêu, gương mặt xinh đẹp của Lăng Ảnh Huyên thay đổi, cô ấy nhìn chằm chằm vào Triệu Cầm căm hận nói, đừng để tôi phát hiện ra có lần khác, nếu không, tôi bảo đảm sẽ khiến bà sống không bằng chết. Vâng vâng vâng, nữ hiệp yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần nào nữa. Cả người Triệu Cầm đổ mồ hôi nhễ nhại. Gương mặt của Lăng Ảnh Huyên bị hủy dung, trông gớm ghiếc đáng sợ, cô không muốn đối mặt với Dương Tiêu bằng gương mặt xấu xí này, cô liếc nhìn Triệu Cầm. Thân hình mềm mại của Lăng Ảnh Huyên nhảy lên biến mất tại chỗ. Dương Tiêu không hề biết rằng Lăng Ảnh Huyên lại xuất hiện một lần nữa, giúp anh chút giận. Bị Triệu Cầm nhắm đến, Dương Tiêu chán nản, đến trước cửa khu biệt thự mua một bao thuốc lá cho đỡ buồn chán. Biết Triệu Cầm đang đến tìm Lý Minh Hiên, Dương Tiêu lấy điện thoại di động của mình ra liên lạc với Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên là người sáng suốt, nghe xong vội kính cẩn nói, điện hạ yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng. Lần này không cần khách sáo, có thể cho Triệu Cầm một trận chấn động. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Vâng, điện hạ, Lý Minh Hiên trịnh trọng nói. Những gì Triệu Cầm làm lần này hoàn toàn chọc giận Dương Tiêu, trong khoảng thời gian này, sức lực của anh đã không ngừng khôi phục, sở dĩ anh nhân nhượng là bởi vì Triệu Cầm là người lớn, mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết, ai mà ngờ Triệu Cầm lại không biết tốt hay xấu như vậy, liên tục làm những việc khiến cả con người và thần linh đều tức giận. Đối với những người lớn tuổi, không thể cứ khoan nhượng, nếu không đây sẽ trở thành vốn liếng để họ tệ hơn. Cái gọi là đạo hiếu được thực hiện dựa theo lẽ thường, mà không phải là ngu hiếu. Giờ đây, những gì mà Triệu Cầm đã làm với anh không còn đáng để Dương Tiêu tôn trọng nữa.
lại bị Lăng Ảnh huyên tát, trong lòng Triệu Cầm vô cùng uất ức. Vừa nãy trong biệt thự bà ta đã bị Dương Tiêu thô lỗ xúc phạm, bây giờ vừa ra khỏi cửa đã bị người phụ nữ mặc đồ đen tát, suýt nữa thì mất mạng, điều này khiến Triệu Cầm rất khó chịu. Chờ đấy, tất cả các người chờ đó cho tôi, chờ tôi đi tìm Lý Minh Hiên cậu chủ lý, đồ khốn nạn chúng mày sẽ xong đời. Triệu Cầm tức giận nói. Theo quan điểm của ba ta, biết Lý Minh Hiên đứng về phía mình, người phụ nữ mặc đồ đen là cái thá gì, cho dù giỏi thế nào, cũng sẽ quỳ xuống trước mặt bà ta cúi đầu sám hối. Dù sao Lý Minh Hiên cũng là cậu chủ của gia tộc lớn số 1 ở Đông Hải, xung quanh có vô số cao thủ, bà ta không tin không ai có thể khuất phục được một người phụ nữ mặc đồ đen. Thậm chí Triệu Cầm còn mơ tưởng thấy người phụ nữ mặc đồ đen bị đánh sưng cả mặt, người phụ nữ mặc đồ đen vừa khóc gọi cha gọi mẹ nói tôi đã sai với bà ta. Ly hôn, cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn. Triệu Cầm lại nói. Lúc này, Triệu Cầm chán ghét Dương Tiêu đến cực điểm, nghĩ đến Dương Tiêu bà ta sẽ cảm thấy buồn nôn. Lần này, phải nắm bắt cơ hội để con gái ly hôn với Dương Tiêu, thúc đẩy Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên đến với nhau. Trong mắt Triệu Cầm, chắc chắn người phụ nữ mặc đồ đen là tình nhân của Dương Tiêu, nếu không cô ta đã không ra tay trưởng nghĩa giúp đỡ Dương Tiêu. Triệu Cầm bắt xe trực tiếp đến chỉ nhánh ở thành phố Trung Nguyên của nhà họ Lý ở Đông Hải. Vừa đến nơi, bảo vệ đã ngăn Triệu Cầm lại. Triệu Cầm mắng, cho tôi vào, tôi tìm Lý Minh Hiên. Bà chính là bà Triệu Cầm, đội trưởng đội bảo vệ ngạc nhiên hỏi. Triệu Cầm kinh ngạc, sao cậu lại biết tên của tôi? Hóa ra là bà Triệu, Lý Tổng nói, nếu bà Triệu tới thì có thể trực tiếp vào. Đội trưởng đội bảo vệ cung kính nói. Nhìn thấy đội trưởng đội bảo vệ coi trọng mình như vậy, lòng tự tin của Triệu Cầm càng tăng lên, bà ta tin chắc chắn Lý Minh Hiên có quan hệ với Đường Mộc Tuyết, xem ra không bao lâu nữa bà ta sẽ lên chức mẹ vợ của cậu chủ nhà họ Lý ở Đông Hải. Đến lúc đó, một Dương Tiêu nhỏ bé, mình muốn bắt nạt lúc nào chẳng được. Với những tưởng tượng này, Triệu Cầm tàn nhẫn nói, Dương Tiêu cùng con tình nhân kia, dám nhằm vào bà đây, các người chờ chết đi. Triệu Cầm vào công ty. Đến phòng làm việc riêng của Lý Minh Hiên trong một hơi thở. Xin chào bà Triệu, không biết lần này bà Triệu tới đây làm gì? Lý Minh Hiên nói thẳng. Nhìn thấy khí chất của Lý Minh Hiên, Triệu Cầm càng mãn nguyện hơn. So với Lý Minh Hiên, Dương Tiêu đơn giản là khó coi. Triệu Cầm cười nịnh nọt nói, cậu chủ Lý, tôi là người thô tục, có chuyện tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Bà Triệu cứ nói thẳng là được, Lý Minh Hiên cười nói. Nhìn thấy Lý Minh Hiên lễ phép, Triệu Cầm nói đùa, cậu chủ Lý, nói thật cho cậu biết, tôi đã biết chuyện của cậu và Mộc Tuyết rồi. Tôi và cô Đường có chuyện gì? Lý Minh Hiên ngạc nhiên hỏi. Triệu Cầm híp mắt nói, cậu chủ Lý, cậu không cần phải giả vờ, chính là loại chuyện kia. Đã nói như vậy, bất cứ ai không phải kẻ ngốc đều có thể hiểu được Triệu Cầm đang ám chỉ đến phương diện nào. Bà Triệu, bà đang phỉ báng nhân cách của tôi sao? Ngay sau đó. Lý Minh Hiên lạnh lùng vỗ bàn. Nhìn thấy Lý Minh Hiên tức giận, thân thể Triệu Cầm rùng mình, bà ta ngắn người. Phỉ báng nhân cách của Lý Minh Hiên. Chuyện này, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không phải sao? Vẻ mặt Triệu Cầm sững sờ hỏi lại. Lý Minh Hiên trực tiếp đứng lên, nghiêm mặt nhìn Triệu Cầm, bà Triệu, tôi nói rõ với bà, tôi với cô Đường chỉ là quan hệ hợp tác, không có quan hệ xấu hổ bẩn thỉu như bà nghĩ. Hôm nay nếu không phải nẻ mặt cô Đường, bà đã bị nhân viên bảo vệ ném ra ngoài cái gì? Nhìn thấy Lý Minh Hiên vô tâm như vậy, Triệu Cầm như bị sét đánh, cả người vô cùng hoang mang. Từ đầu đến cuối bà ta đều cho rằng Đường Mộc Tuyết và Lý Minh Hiên có một chân, sở dĩ Đường Mộc Tuyết có tiền, phiền phức nào cũng giải quyết được, nhất định là Lý Minh Hiên giúp đỡ. Bây giờ xem ra, chuyện này hoàn toàn là do bà ta tự mình đa tình. Thái độ của Lý Minh Hiên đã quá rõ ràng. Nếu Lý Minh Hiên thật sự có một chân với Đường Mộc Tuyết, thì thái độ của Lý Minh Hiên đối với bà ta chắc chắn sẽ không mạnh mẽ như vậy. Sao lại như vậy? Làm sao có thể? Vẻ mặt Triệu Cầm cứng ngắc hoảng loạn. Trong lòng Triệu Cầm, Lý Minh Hiên chính là chỗ dựa lớn nhất của bà ta, điều mà Triệu Cầm không bao giờ ngờ tới là Lý Minh Hiên lại không hề cho bà ta chút tình cảm nào. Ánh mắt Lý Minh Hiên khinh thường nói, nếu bà Triệu không có việc gì khác, thì không tiễn. Lúc này, Lý Minh Hiên lộ ra vẻ không vui, như thể lời nói vừa nãy của Triệu Cầm là một loại sỉ nhục nhân cách của anh ta. Sao lại như thế này? Triệu Cầm cảm thấy trời đất sụp đổ. Vốn bà ta muốn dùng sức mạnh của Lý Minh Hiên dạy dỗ Dương Tiêu và người phụ nữ mặc đồ đen,
nhưng hiện tại thái độ lạnh nhạt của Lý Minh Hiên không khác gì đẩy bà ta xuống vực sâu. Ngay lúc Triệu Cầm mở cửa phòng làm việc, Lý Minh Hiên thờ ơ nói, bà Triệu, tôi cho bà một lời khuyên cuối cùng. Cậu Dương Dương Tiêu không đơn giản như bà nghĩ, bà đừng tiếp tục ngu ngốc nữa, nếu không bà sẽ hối hận. Nghe vậy, Triệu Cầm loạng choạng suýt ngã xuống. Bà ta không dám tin Lý Minh Hiên cao cao tại thượng như, vậy lại sẽ nói giúp cho Dương Tiêu. Không đơn giản như mình nghĩ. Dương Tiêu không phải phế vật sao? Không phải là phế vật bị nhà bọn họ áp bức suốt 5 năm sao? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Đường Đường đang ở nơi làm việc kinh ngạc khi nhận ra Triệu Cầm. So ra thì Triệu Cầm càng sửng sốt hơn, Đường Đường, con đây là... Mẹ, con đang làm việc hè ở đây, sao mẹ lại tới phòng làm việc của Lý Tổng? Đường Đường tò mò hỏi. Triệu Cầm nói rõ với Đường Đường mọi chuyện với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, căm hận nói, Đường Đường, con nói xem không lẽ Dương Tiêu không phải phế vật? Cậu ta có thân phận không thể gặp người khác sao? Đời này bà đây coi thường cậu ta đừng mơ tưởng có thể ngóc đầu lên làm người ở trước mặt bà này. Cho dù là như vậy, Triệu Cầm vẫn xem thường Dương Tiêu từ tận đáy lòng. Mẹ, có lẽ mẹ có một số hiểu lầm về anh rể. Có lẽ Lý Tổng nói đúng, chắc hẳn anh rể không đơn giản như những gì chúng ta đã thấy, chỉ là bây giờ anh ấy có khó khăn riêng không thể tiết lộ thân phận mà thôi. Đường Đường nói thẳng, kể từ khi Dương Tiêu bại lộ là thân phận tiểu hoàng tử bao phòng lớn ở khách sạn Dream Paradise, giác quan thứ 6 của con gái đã nói với Đường Đường rằng Dương Tiêu thực sự không đơn giản. Triệu Cầm nghi ngờ nhìn Đường Đường, cái gì? Ngay cả con cũng tin tưởng Dương Tiêu không phải phế vật. Mẹ, tuy rằng con biết mẹ không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng con phải nói cho mẹ biết, anh dễ thật sự không đơn giản như mẹ đã thấy. Đường Đường lại nói, các người, Triệu Cầm suýt bị nhồi máu cơ tim khi thấy cô con gái nhỏ của mình bênh vực Dương Tiêu. Nhiều năm qua, tuy nhà nghèo nhưng hai cô con gái là niềm tự hào của bà ta, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay. Điều khiến Triệu Cầm suy sụp là bây giờ con gái lớn và con gái nhỏ lại đứng về phía Dương Tiêu chống lại mình, điều này khiến Triệu Cầm gần như phát điên. Đường Đường trịnh trọng nói, mẹ, sau này mẹ đừng làm anh dễ khó xử anh nữa. Có ngày anh rể sẽ nói cho mẹ biết thân phận thật của anh ấy. Nói cho mẹ biết thân phận thật của cậu ta là phế vật vô dụng, cả hai chị em con đều bị cậu ta cho uống bùa mê thuốc lú, các con đang muốn làm cho mẹ còn sống tức chết hả? Triệu Cầm run rẩy rời khỏi công ty chỉ nhánh của nhà họ Lý ở Đông Hải. Khi trở về nhà, Triệu Cầm chỉ cảm thấy thế giới của mình thật u ám. Bây giờ, vậy mà bà ta lại không có cách đối phó với một thằng phế vật bị bắt nạt 5 năm, Triệu Cầm gần như mắc chứng tự kỷ. Sau khi chợp mắt ở nhà, Dương Tiêu đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đến công ty đón Đường Mộc Tuyết đi làm về. Nhìn thấy Dương Tiêu, Triệu Cầm nổi giận đùng đùng, chỉ vào Dương Tiêu tức giận nói, phế vật cậu. Sao? Dương Tiêu quay đầu liếc nhìn Triệu Cầm. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Triệu Cầm không khỏi nghĩ đến người phụ nữ đồ đen và thái độ lạnh nhạt của Lý Minh Hiên đối với mình. Đặc biệt là người phụ nữ mặc đồ đen suýt chút nữa đã giết bà ta khiến Triệu Cầm thấp thỏm lo âu nhất. Triệu Cầm khó khăn nuốt nước bọt, đâu còn uy phong như ngày thường. Bà ta nhìn Dương Tiêu uất ức nói, về sớm nấu cơm. Con biết rồi, sau khi đón Mộc Tuyết về con sẽ nấu cơm. Dương Tiêu đáp, nhìn thấy thái độ của Triệu Cầm thay đổi nhanh như vậy, khóe miệng Dương Tiêu nở một nụ cười, xem ra Triệu Cầm đã ăn quả đắng ở chỗ Lý Minh Hiên rất nặng, không còn kiêu ngạo như trước nữa. Dương Tiêu không hề biết Lăng Ảnh Huyên người đã khiến anh mất ngủ cả ngày lẫn đêm, lại xuất hiện suýt giết chết Triệu Cầm. Khiến Triệu Cầm sửng sốt, như vậy cũng tốt, tiết kiệm cho tương lai Triệu Cầm sẽ không được đà lắn tới nữa. Đối với Dương Tiêu, nếu anh đã lựa chọn dành phần đời còn lại cho Đường Mộc Tuyết, tự nhiên anh sẽ chấp nhận tất cả những gì không hoàn hảo xung quanh Đường Mộc Tuyết. Triệu Cầm là mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết, là trưởng bối của anh nên kính trọng. Chỉ là những gì mà Triệu Cầm làm hoàn toàn không phải là chuyện của con người, Dương Tiêu sẽ không dung túng nữa. Từ nay về sau, chỉ cần Triệu Cầm không gây chuyện, Dương Tiêu sẽ tôn Triệu Cầm như trưởng bối. Đương nhiên, nếu Triệu Cầm vẫn như trước, Dương Tiêu sẽ không cho Triệu Cầm sắc mặt tốt. Đến rồi, ngay khi Maserati sắp đến tập đoàn Y, Dược Đường Nhân, một thanh niên ngồi trên chiếc Lamborghini gần đó đã reo lên. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái đang tuổi thanh xuân mặc đồ thể thao tràn đầy lạnh lùng, anh chắc chắn. Cô Lam, tôi rất chắc chắn. Người thanh niên ngồi ghế chính cười nói.
Người phụ nữ tuổi thanh xuân xoa nắm bột, lạnh lùng nói, tốt lắm. Ngăn anh ta lại, hôm nay tôi sẽ giết chết tên cặn bã này. Đúng vậy, người thanh niên đạp ga chặn Maserati. Dương Tiêu trầm mặc, đây là ai? Sao lại chặn xe của mình? Nhìn kỹ hơn, chiếc Lamborghini này có chút quen thuộc. Anh nhìn sang người ngồi ghế chính, đó là người theo đuổi Đường Mộc Tuyết nhiệt tình nhất Triệu Vô Cực trở về từ nước ngoài. Dương Tiêu ngoài ý muốn hỏi, Triệu Vô Cực, tên này muốn làm gì? Người phụ nữ trẻ ngay lập tức bước xuống xe, đến đập cửa kính xe Maserati. Nhìn kỹ một chút, cô gái này trạc tuổi Đường Mộc Tuyết, nhan sắc hạng nhất, dáng người khỏe mạnh cân đối, nhưng lúc này lại toát ra khí chất sâu thẳm. Dương Tiêu mở cửa kính xe, nghi ngờ nói, các người đang chặn xe của tôi, mau tránh ra, tôi phải đón vợ tan làm. Người phụ nữ trẻ không quan tâm Dương Tiêu nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói, thằng cặn bã anh là Dương Tiêu. Bị người phụ nữ trẻ chất vấn, Dương Tiêu đã vô cùng sửng sốt. Cặn bã? Rõ ràng là mình trung thành với gia đình không đổi, sao lại trở thành một tên cặn bã? Nhìn Triệu Vô Cực đang hả hê cách đó không xa, Dương Tiêu biết rằng đây hẳn là chiêu trò của Triệu Vô Cực. Lần trước ở khách sạn, anh không chỉ làm rơi chiếc đồng hồ Rolex trị giá hàng triệu tệ của Triệu Vô Cực mà còn khiến Triệu Vô Cực say xỉn. Sau khi say xỉn, Triệu Vô Cực hét lên tình trạng thận yếu của mình ở sảnh khách sạn, hoàn toàn xấu hổ trước mặt Đường Mộc Tuyết. Triệu Vô Cực sinh ra trong nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên, ở nước ngoài 6 năm, tính tình kiêu ngạo, ngạo mạn, lời nói độc ác không nuốt trôi được. Có lẽ người phụ nữ trẻ này là người mà Triệu Vô Cực tìm đến, cố tình vu khống mình ngoại tình khiến Đường Mộc Tuyết nghi ngờ tình cảm của mình. Nghĩ đến đây, Dương Tiêu nhìn người phụ nữ trẻ với ánh mắt cảnh giác, người đẹp, hình như chúng ta không quen biết nhau. Không biết, Dương Tiêu, tên cặn bã này dám nói chúng ta không quen biết. Nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ trẻ tràn đầy lửa giận. Dương Tiêu càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình là đúng, anh thật sự không biết người phụ nữ trẻ tuổi này. Sao đối phương có thể quen biết anh? Thật là nực cười. Dương Tiêu nói không nên lời, người đẹp, Triệu Vô Cực cho cô bao nhiêu tiền để cô bán nhân cách của mình? Tôi sẽ cho cô gấp đôi, mong cô đừng gây phiền phức cho tôi. Triệu Vô Cực không phải là người tốt, anh ta có thể làm mọi cách để theo đuổi Đường Mộc Tuyết. Đợi sau khi Đường Mộc Tuyết tan làm, cảnh tượng người phụ nữ trẻ này la hét cô ta đang mang thai đứa con của mình thì đó càng máu chó hơn. Cái gì, anh đưa gấp đôi? Coi bà đây là người bán thịt hả? Vừa nghe lời này, người phụ nữ trẻ chỉ muốn lập tức kéo Dương Tiêu xuống xe. Dương Tiêu chắc chắn đối phương là người Triệu Vô Cực tìm đến có tình để gây rắc rối, vì vậy anh đã đóng cửa kính xe, phớt lờ người phụ nữ trẻ. Nhất định không thể xuống xe, nếu xuống xe bị người phụ nữ trẻ này nhảy vào ôm bị Đường Mộc Tuyết nhìn thấy, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nhìn thấy Dương Tiêu thật sự đóng cửa kính xe. Người phụ nữ trẻ tức giận gõ cửa kính xe, đi ra, thằng cặn bã, mau cút ra cho tôi. Hôm nay bà cô đây phải đập anh thành bánh mì thịt, tịch thu công cụ phạm tội của anh. Đậu xanh rau má, cảm nhận được sát khí rào rạt tỏa ra từ người phụ nữ trẻ, mặt Dương Tiêu đanh lại. Rõ ràng anh không làm điều gì xấu, tại sao lại phải tịch thu công cụ phạm tội của mình? Hơn nữa anh còn chưa nối dõi tông đường, đến bây giờ vẫn là xử nam, muốn thu thập linh vật của mình, không có cửa đâu. Đi ra cho tôi. Thân thể của người phụ nữ trẻ run lên. Ở đây cách tập đoàn y dược Đường Nhân không xa, khi ra khỏi công ty Đường Mộc Tuyết có thể nhìn thấy xe mình, Dương Tiêu mặc kệ bật nhạc lên, nheo mắt không để ý. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu ở trong xe nghe nhạc, người phụ nữ trẻ thực sự tức giận. Đáng tiếc Dương Tiêu không cử động mà cũng không đi ra, khiến cô ấy rất bất lực. Anh có gan thì đừng ra, nếu không tôi lập tức thiến anh cho anh vào cung làm thái giám tại chỗ. Người phụ nữ trẻ tức giận nói. Triệu Vô Cực chế nhạo, Dương Tiêu à Dương Tiêu, lần này tôi tìm cho anh một người phụ nữ khủng long bạo chúa, anh chết chắc rồi. Hử, Vi Vi, sao cậu lại tới đây? Đột nhiên, một giọng nói tràn đầy kinh ngạc vang lên, không biết lúc nào thì Đường Mộc Tuyết đã đi tới. Người phụ nữ trẻ nhìn thấy Đường Mộc Tuyết lập tức tức giận nói, Mộc Tuyết, tên cặn bã này dám làm chuyện có lỗi với cậu, hôm nay tớ nhất định phải đánh vỡ đầu chó của anh ta. Hả, Dương Tiêu bị sốc khi thấy người phụ nữ trẻ lại quen biết Đường Mộc Tuyết. Ngay sau đó, Dương Tiêu kinh ngạc, chẳng lẽ cô gái này là Lam Vĩ Vi? Kết hôn với Đường Mộc Tuyết được 5 năm, Dương Tiêu biết Đường Mộc Tuyết có một người bạn thân nhất tên là Lam Vi Vi. Lam Vi Vi tham gia vào ngành võ thuật,
là võ sư thái cực quyền trẻ nhất ở thành phố Trung Nguyên, kế thừa đại sư thái cực đứng đầu trong nước, thiếu niên đắc chí. Chỉ là Lam Vi Vi không có nhiều thời gian ở thành phố Trung Kính, phần lớn thời gian đều ở thủ đô, cộng thêm trước đây Đường Mộc Tuyết không có ấn tượng tốt với mình, mỗi lần ra ngoài đều không đưa mình theo. Cho nên, Dương Tiêu chỉ biết Lam Vi Vi là bạn thân nhất của Đường Mộc Tuyết, nhưng anh không biết người ta trông như thế nào. Vừa rồi người phụ nữ nói cô ấy biết mình, xem ra chắc hẳn cô ấy là Lam Vi Vi, bạn thân nhất của Đường Mộc Tuyết. Hả, làm chuyện có lỗi với tớ, Đường Mộc Tuyết giật mình. Sau đó, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu trong xe với ánh mắt kỳ lạ, giống như đang hỏi đang xảy ra chuyện gì. Dương Tiêu không hề chậm trễ vội xuống xe, lập tức giải thích, Mộc Tuyết, đây là cô Lam Lam Vi Vi phải không? Vừa rồi cô Lam và Triệu Vô Cực xuất hiện cùng nhau, không chỉ ngăn cản anh mà còn luôn miệng nói anh là một tên cặn bã. Anh cũng chẳng hiểu gì cả. Anh ra ngoài tìm phụ nữ, còn dám nói mình không phải cặn bã sao? Lam Vi Vi tức giận nói. Triệu Vô Cực xuống xe, chế nhạo, Mộc Tuyết, em đừng để bản thân bị ấm ức, loại cặn bã này không hề xứng với em. Chúng tôi đều biết chuyện lúc trước Dương Tiêu đến Xuân Thượng Nhân Gian buông thả. Kể từ lần trước làm trò hề trong khách sạn, Triệu Vô Cực đã hận Dương Tiêu đến xương tủy. Khi về việc lần đầu tiên anh ta làm là thu thập tất cả thông tin về Dương Tiêu và tất cả những phát triển gần đây ở thành phố Trung Nguyên, phát hiện ra Dương Tiêu đã thực sự đến một nơi ăn chơi đàn đúm giống như Xuân Thượng Nhân Gian. Đúng lúc Lam Vi Vi từ thủ đô về để mở võ quán ở thành phố Trung Nguyên, Triệu Vô Cực tiếp cận Lam Vi Vi, chuẩn bị mượn tay Lam Vi Vi dạy dỗ Dương Tiêu. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Đường Mộc Tuyết đột nhiên hiểu ra. Đây rõ ràng là Triệu Vô Cực ghét Dương Tiêu, mượn tay. Lam Vi Vi như một khẩu súng đối phó với Dương Tiêu. Lam Vi Vi căm hận nói, Mộc Tuyết, cậu đừng bênh vực thằng đàn ông cặn bã này. Đàn ông đều là những móng heo lớn. Không ai trong số họ đáng tin cậy. Là bạn thân nhất của Đường Mộc Tuyết, Lam Vi Vi biết rất rõ hoàn cảnh của Đường Mộc Tuyết trong nhà họ Đường. Mặc dù cô là võ sư thái cực quyền trẻ tuổi nhất ở thành phố Trung Nguyên nhưng tài sản có hạn, nếu không cô sẽ đưa Đường Mộc Tuyết rời khỏi nhà họ Đường không cần phải chịu cảnh khốn cùng. Bốn mối quan hệ chính trong cuộc đời bao gồm tình đồng đội, cùng nhau chia sẻ những điều bản thiểu, mối quan hệ thịnh vượng và sung túc, tình bạn. Lam Vi Vi là mối quan hệ bạn bè với Đường Mộc Tuyết từ khi còn nhỏ, cô ấy yêu quý người bạn thân nhát của mình. Năm năm qua, Đường Mộc Tuyết chịu uất ức ở nhà họ Đường thì không nói, còn gả cho một tên phế vật, liên tiếp bị sỉ nhục, đến chỗ nào cũng vì Dương Tiêu mà bị kém một bậc. Năm năm trước, Lam Vi Vi không hài lòng về Dương Tiêu, nếu không phải Đường Mộc Tuyết can ngăn, cô ấy đã tìm đến tận cửa đánh Dương Tiêu một trận như tử. Bây giờ khi cô ấy trở lại, Lam Vi Vi như muốn nổ tung khi biết Dương Tiêu đã đến nơi ăn chơi đàn đúm. Cô Lam, tôi nghĩ cô thật sự hiểu lầm, chuyện ở Xuân Thượng Nhân Gian là tôi bị người khác hãm hại. Dương, Tiêu rất bất lực. Anh thực sự không ngờ Triệu Vô Cực lại vô liêm sỉ bỉ ổi đến mức lật lại chuyện anh đến Xuân Thượng Nhân Gian chọc tức Lam Vi Vi khiến cô ấy đến gây rắc rối cho mình. Đường Mộc Tuyết gật đầu nói, Vi Vi, trong chuyện đó Dương Tiêu thực sự đã bị hãm hại. Hãm hại, Mộc Tuyết. Tôi và cô Lam đều biết em lòng dạ tốt, em không cần phải biện hộ cho tên cặn bã này. Triệu Vô Cực xem trò vui không sợ chuyện lớn thêm. Đúng vậy, Mộc Tuyết mấy năm qua cậu phải chịu bao nhiêu là ấm ức tớ đều thấy cả, cậu không cần phải nói nhiều, hôm nay tớ sẽ giúp cậu dạy dỗ nghiêm khắc tên cặn bã này. Sau khi nói xong, Lam Vi Vi nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu với ánh mắt chán ghét, đôi chân dài của cô ấy lập tức đá về phía đũng quần của Dương Tiêu. Chơi thật à! Nhìn thấy Lam Vi Vi thật sự muốn mình đoạn tử tuyệt tôn, sắc mặt Dương Tiêu thay đổi tại chỗ. Không thể không nói, Lam Vi Vi là võ sư thái cực quyền trẻ nhất trong thành phố Trung Nguyên, tên tuổi này không phải dùng để trưng bày, đôi chân của cô ấy tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh bá đạo. Nếu thật sự đá chúng vào đúng quần của mình, cho dù anh đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước thì e rằng cũng không chịu nổi sức mạnh khổng lồ này. Giết anh ta đi, nhìn thấy Lam Vi Vi ra tay. Triệu Vô Cực phần khích như được tiêm máu gà. Nghĩ đến sự sỉ nhục mà Dương Tiêu đã mang đến cho mình trước đó, Triệu Vô Cực nóng lòng muốn trở thành Lam Vi Vi, tự tay khiến Dương Tiêu đoạn tử tuyệt tôn. Dương Tiêu đâu sẽ để Lam Vi Vi được như ý muốn, anh hơi xoay người tránh cú đá lạnh thấu xương của Lam Vi Vi. Đồ cặn bã còn dám tránh, khi thấy Dương Tiêu khéo léo. Tránh đi, Lam Vi Vi càng tức giận hơn. Đường Mộc Tuyết biết chắc chắn là do Triệu Vô Cực cố tình tìm Lam Vi Vi gây rắc rồi.
Bạn thân của cô cái gì cũng giỏi, nhưng tính tình lại cáu kỉnh và bốc đồng. Lam Vi Vi đã có thành kiến với Dương Tiêu từ 5 năm trước, chứ đừng nói là bây giờ. Bị Triệu Vô Cực kích thích, sợ rằng bây giờ Lam Vi Vi chỉ muốn chặt Dương Tiêu thành 8 mảnh, cô biết kỹ năng của Lam Vi Vi tài giỏi, cô phải ngăn Lam Vi Vi lại. Đường Mộc Tuyết lập tức tiến lên ngăn Lam Vi Vi lại, Vi Vi, đừng gây chuyện nữa, thật sự là hiểu lầm. Mộc Tuyết, cậu tránh ra, đừng để bản thân phải chịu ấm ức, hôm nay tớ sẽ dạy dỗ anh ta nghiêm khắc cho cậu. Vẻ mặt Lam Vi Vi lạnh lùng nói. Theo quan điểm của cô ấy, người bạn tốt của cô ấy là Đường Mộc Tuyết luôn tốt bụng, cho dù phải chịu thiệt thòi cô cũng không nói ra mà chọn cách chôn chặt trong lòng. Điều mà Lam Vi Vi ghét nhất là đàn ông đến những nơi ăn chơi đàn đúm, hành vi của Dương Tiêu đã khiến Lam Vi Vi vô cùng tức giận. Xê ti đôi mắt Lam Vi Vi lóe lên tia sáng lạnh, đôi chân dài của. Cô ấy lại đá về phía đúng quần của Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng rất tức giận. Nghe nói người ngực lớn đều không có não, cô cũng đâu có lớn, sao lại không có não? Chẳng lẽ cô còn không rõ Triệu Vô Cực là loại người gì à? Uổng công cho cô còn là bạn thân nhất của Mộc Tuyết. Anh nói tôi ngực nhỏ, nghe thấy vậy Lam Vi Vi càng tức giận hơn. Đúng, cô ấy là sân bay, nhưng Dương Tiêu đã chỉ ra điều này khiến Lam Vi Vi không thể chấp nhận được. Bởi vì, trong lòng của cô ấy, Dương Tiêu là phế vật thì không có tư cách nói cô ấy. Dương Tiêu càng không nói nên lời, tôi không nói ngực của cô nhỏ, tôi chỉ là làm rõ một chuyện. Đây là lần đầu tiên anh gặp Lam Vi Vi, nói anh là cặn bã thì cũng thôi đi, còn muốn anh đoạn tử tuyệt tôn, điều này khiến Dương Tiêu hơi tức giận. Rốt cuộc, không một người đàn ông nào có thể chấp nhận việc linh vật của mình bị đánh gà bay trứng vỡ. Bất ngụy biện, ý của anh là như vậy, Mộc Tuyết, cậu nhìn thấy chưa, tên phế vật này dám sỉ nhục tớ, cậu nói xem có nên đánh không? Lam Vi Vi tức giận lại giơ chân đá về phía Dương Tiêu. Mặc dù Lam Vi Vi mạnh mẽ và nhanh nhẹn, nhưng Dương Tiêu cũng không phải là người ăn chay. Dương Tiêu có thể thấy rõ kỹ năng của Lam Vi Vi rất tốt, bình thường 20-30 người không đủ để Lam Vi Vi chiến đấu, võ sư thái cực quyền trẻ tuổi nhất ở thành phố Trung Nguyên quả thực là danh bắt hư truyền. Tuy nhiên, Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, mặc dù anh vẫn còn cách rất xa thời kỳ đỉnh cao. Nhưng việc khôi phục chút sức mạnh cũng không phải là điều mà Lam Vi Vi có thể xúc phạm. Phải biết rằng, ở thời kỳ đỉnh cao của mình Dương Tiêu toàn đầu với những cao thủ đẳng cấp thế giới. Võ sư thái cực quyền giống như Lam Vi Vi này đấu ở trong nước còn có thể, nếu ra nước ngoài thì là hàng thông thường không có gì đáng nói. Dương Tiêu né tránh, cảnh cáo, tạm được rồi, nếu cô tiếp tục động tay động chân với tôi thì đừng trách tôi không khách sáo, tôi cũng đã từng luyện qua. Ha, luyện qua. Vậy thì đúng lúc lắm, để tôi xem rốt cuộc anh có năng lực gì. Trong nháy mắt Lam Vi Vi đã tràn đầy tinh thần chiến đấu. Nói xong, Lam Vi Vi dùng chiêu 16 phong 4 đóng. Trong thái cực quyền hướng về phía Dương Tiêu. Nhìn thấy Lam Vi Vi không buông tha, Dương Tiêu đau đầu, Lam Vi Vi này là bạn thân nhất của Đường Mộc Tuyết, còn là phụ nữ, anh thật sự không thể ra tay. Đôi tay của đàn ông là để đánh thế giới, không phải để đánh phụ nữ. Tất nhiên. Đàn bà đanh đá là một ngoại lệ. Thiến anh ta, thiến chết anh ta đi. Triệu Vô Cực hào hứng khoa tay múa chân. Anh ta biết thân thủ của Lam Vi Vi giỏi như thế nào. Không một vệ sĩ chuyên nghiệp nào xung quanh anh ta là đối thủ của Lam Vi Vi, ngay cả một nhóm người của anh ta cùng nhau bao vây Lam Vi Vi cũng không thể hạ gục Lam Vi Vi. Lam Vi Vi đã học võ từ khi còn nhỏ, cô ấy có một nền tảng tốt, lại kế thừa đại sư đứng đầu thái cực quyền ở trong nước. Bây giờ cho dù là đại sư học võ lâu năm cũng không phải là đối thủ của Lam Vi Vi. Hơn nữa, lần này Lam Vi Vi từ đế đô trở về, vừa mới đến thành phố Trung Nguyên, cô ấy đã được Hiệp hội Võ thuật ở thành phố Trung Nguyên trao tặng danh hiệu Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ thuật, điều này đã thể hiện hết sức mạnh của Lam Vi Vi. Lúc này, trong lòng Triệu Vô Cực vui vẻ như nở hoa, như thể chỉ cần Lam Vi Vi ra tay, cuối cùng chắc chắn Dương Tiêu sẽ bị đánh thành đầu heo. Hai người đừng đánh nhau. Đường Mộc Tuyết lo lắng không thôi. Tiếc là cô không biết võ nên chẳng ngăn được bọn họ. Lam Vi Vi như vừa ăn phải thuốc súng gắt gỏng. Mộc Tuyết, tớ đã nhịn tên phế vật này lâu rồi, vậy mà anh ta dám đến những nơi ăn chơi đàn đúm buông thả. Điều này đã xúc phạm nghiêm trọng đến điểm má ấu chốt của tớ, dám có lỗi với bản thân của tôi, hôm nay tôi sẽ giết anh. Lam Vi Vi căm tức chán ghét chừng mắt nhìn Dương Tiêu, tung ra một cú đấm dài. Dương Tiêu khoanh tay trước ngực chống lại cú đánh mạnh của Lam Vi Vi. Gây chuyện đủ chưa? Tôi nói cho cô biết,
tôi thực sự đã luyện qua, đừng có quá đáng. Dương Tiêu rất tức giận. Anh có thể thấy được Lam Vi Vi này có thành kiến lớn với mình, hôm nay Lam Vi Vi chủ yếu tìm tới cửa là để chút giận thay Đường Mộc Tuyết. Tuy nhiên, anh bị hãm hại là điều rõ ràng, Lam Vi Vi này lại không tin, chuyện này rất phiền phức. Nếu không phải Lam Vi Vi có xuất phát điểm tốt, thì có lẽ Dương Tiêu đã đánh trả từ lâu rồi. Luyện qua, thật sao, tới, đánh trả đi. Lam Vi Vi tức giận chân dài như sắt thép lại đá về phía Dương Tiêu một lần nữa. Lam Vi Vi có thể thấy được Dương Tiêu là một người luyện võ, người bình thường sẽ không có phản ứng nhạy bén như vậy. Tuy nhiên, Lam Vi Vi vô cùng căm ghét Dương Tiêu, cô ấy cực kỳ ghét những tên cặn bã, dám bắt nạt bản thân của mình, hôm nay Dương Tiêu cần thiết phải bị dạy dỗ. Dương Tiêu tức giận nói, nếu đã như vậy thì tôi sẽ mạo phạm. Phút, ngay khi chân dài của Lam Vi Vi chuẩn bị đá vào người của Dương Tiêu, hai tay của Dương Tiêu như đã bắn ra một con rồng điên. Giữ lấy chân dài trắng như tuyết trắng của Lam Vi Vi. Lam Vi Vi quá tức, đã dùng hết sức cho cú đá này. Bị Dương Tiêu giữ chặt chân dài trắng như tuyết, Dương Tiêu hơi dùng sức muốn cho Lam Vi Vi một chút chấn động, nhưng Lam Vi Vi đã mất khống chế trọng tâm của cô ấy ngay tại chỗ. Điều quan trọng nhất chính là làn da của Lam Vi Vi trơn tuột, lúc nãy Dương Tiêu giữ không phải chỗ, vô tình dùng tay đè trên đùi của Lam Vi Vi. Bốn mắt đối diện nhau. Trong phút chốc toàn bộ bầu không khí bỗng yên tĩnh lại. Lúc này, Dương Tiêu sững sờ, anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết đóng băng, Triệu Vô Cực trợn mắt như sắp rơi ra ngoài. Không thể phủ nhận Lam Vi Vi này là đỉnh cao ngoại trừ bộ ngực và thân hình nhỏ nhắn, vốn dĩ anh ta muốn Lam Vi Vi dạy cho Dương Tiêu một bài học, nhưng không ngờ, cuối cùng Lam Vi Vi lại bị Dương Tiêu chiêm tiện nghỉ. Bị Dương Tiêu giữ đùi. Lam Vi Vi chưa từng bị đàn ông xâm phạm trong đầu bỗng trở nên trống rỗng. Trong chốc lát bầu không khí truyền đến hơi thở mập mờ. Ao! Ngay sau đó, một tiếng hét hơn 120 decibel vang lên bầu trời. Lam Vi Vi điên cuồng trừng mắt nhìn Dương Tiêu, anh! Tên lưu manh dám chiếm tiện nghỉ của tôi! Ti ti, tôi có thể nói đây là một tai nạn không? Dương Tiêu nở một nụ cười gượng gạo. Anh chỉ muốn làm cho Lam Vi Vi sợ hãi. Nhưng không ngờ. Cuối cùng lại xảy ra một sự hiểu lầm đẹp đẽ, điều khiến Dương Tiêu khóc không ra nước mắt chính là Đường Mộc Tuyết đã nhìn thấy cảnh này ngay tại chỗ. Nếu Đường Mộc Tuyết ghen thì chẳng khác gì tai họa trời sập. Tôi muốn giết anh, thằng du côn bản thỉu. Lam Vi Vi vô cùng tức giận. Từ nhỏ cô đã giữ mình trong sạch, tay không được để đàn ông sờ soạng, càng không kể đến bộ phận nhạy cảm trên đùi. Lúc này, Lam Vi Vi vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô ấy thật sự nóng lòng muốn chặt Dương Tiêu thành tám khúc ngay lập tức. Chờ đã, Dương Tiêu vội vàng ngăn cản. Lam Vi Vi trừng mắt nhìn Dương Tiêu, sao, anh lại muốn giở trò gì? Không, hình như kỳ kinh nguyệt của cô đến. Dương Tiêu chỉ vào chiếc quần đùi màu trắng của Lam Vi Vi. Hôm nay, ở phần trên Lam Vi Vi mặc một chiếc áo phông màu hồng, phần dưới là một chiếc quần đùi ngắn màu trắng và đôi chân trắng đi một đôi giày chạy bộ màu trắng. Hiện tại trên người Lam Vi Vi toát ra một mùi đặc biệt, mùi này Dương Tiêu thường ngửi thấy từ trên người Đường Mộc Tuyết, chính là mùi đặc biệt của kỳ kinh nguyệt. Hơn nữa, chiếc quần đùi màu trắng của Lam Vi Vi đã dính đầy máu ở nhiều nơi, rõ ràng là kỳ kinh nguyệt của Lam Vi Vi tới. Lam Vi Vi cúi đầu, liếc nhìn chiếc quần đùi màu trắng của mình. Quả nhiên, kỳ kinh nguyệt của cô ấy đã đến, trong cú đá lộn xộn vừa rồi, kỳ kinh nguyệt đã nhuộm đỏ chiếc quần đùi màu trắng của mình. Trong phút chốc, mặt Lam Vi Vi đỏ bừng, như có thể vắt ra nước. Cô ấy thật sự quên mất hai ngày này là kỳ kinh nguyệt của mình, đối với những người luyện võ mà nói, kỳ kinh nguyệt đối với họ chẳng có chút ảnh hưởng nào, cho nên vừa rồi Lam Vi Vi cũng không đặc biệt quan tâm. Vừa rồi mình đã liên tục tung ra những cú đá, vậy thì chẳng phải kinh ngạc của mình văng lung tung sao? Nghĩ đến kinh nguyệt của mình văng lung tung, Lam Vi Vi xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một nơi chui vào. Xấu hổ, thực sự rất xấu hổ. Cũng may là Dương Tiêu nhắc nhở mình, nếu không thì chẳng phải kinh nguyệt của mình sẽ văng ra sao. Dương Tiêu buông ra chân dài trắng như tuyết của Lam Vi Vi, lộ ra nụ cười vô hại, nếu không thì cô nghỉ ngơi trước. Tên du côn anh giỏi lắm, anh dám trêu chọc tôi. Được lắm, Dương Tiêu, anh không xong với tôi đâu. Một tuần sau là ngày khai trương võ quán của tôi, nếu anh là đàn ông thì một tuần sau chúng ta gặp lại trong võ quán, tôi muốn tất cả những người có mặt nhìn thấy tôi đánh anh thành bánh mì thịt. Lam Vi Vi vừa xấu hổ vừa tức giận. Kỳ
tinh nguyệt của mình văng lung tung trước mặt bản thân. Và Triệu Vô Cực, thực sự rất xấu hổ. Nói xong, Lam Vi Vi nhẹ nhàng kéo Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, chúng ta đi thôi. Đường Mộc Tuyết mở miệng như muốn nói gì đó với Dương Tiêu, nhưng lại bị Lam Vi Vi dùng sức kéo đi. Thật sự mất hứng, kỳ của Lam Vi Vi đến, nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại, Triệu Vô Cực cũng đang cảm thấy chán nản, anh ta đang chờ xem khoảnh khắc Dương Tiêu bị đánh bầm tím mặt mũi. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực lạnh giọng nói, anh xúi dục Lam Vi Vi gây chuyện với tôi đúng không? Phải thì sao, không phải thì sao, Triệu Vô Cực khinh thường nói. Dương Tiêu cũng lười nói nhảm với Triệu Vô Cực, anh trực tiếp vỗ vào cửa sổ Lamborghini, sau này không có việc gì thì đừng gây chuyện, nếu không số phận của anh sẽ giống như mảnh thủy tinh này. Lam Vi Vi từ Đế Đô trở về, tối nay chắc chắn Đường Mộc Tuyết sẽ không về sớm. Lời vừa dứt, Dương Tiêu không muốn quan tâm đến Triệu Vô Cực, anh xoay người lên xe rời đi. Nhìn bóng lưng của Dương Tiêu, Triệu Vô Cực cười khinh thường, ha! Giả vò cái nỗi gì, lại còn sẽ giống như mảnh thủy tinh này. Anh dọa ai hả? Anh ta hoàn toàn không để mắt đến Dương Tiêu, xe của. Anh ta là một chiếc Lamborghini, đương nhiên độ cứng của kính cửa sổ không có gì phải đáng nói. Tách tách, tách tách. Đột nhiên, vào lúc Triệu Vô Cực mở cửa xe, cửa sổ Lamborghini bị Dương Tiêu vỗ đã liên tục nứt vỡ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sau đó biến thành những mảnh vỡ rơi rải rác trên mặt đất. Đờ mờ, mí mắt của Triệu Vô Cực nhảy loạn xạ khi anh ta nhìn thấy cửa kính xe của mình biến thành nhiều mảnh. Phải biết rằng, xe của anh ta là một chiếc Lamborghini máy chục triệu tệ, có tính năng chống đạn, vậy mà Dương Tiêu đã đập cửa kính xe của mình ra thành từng mảnh. Đây, mẹ nó là một con quái vật hả? Lúc trước Triệu Vô Cực chế nhạo Dương Tiêu, bây giờ xem ra Dương Tiêu này không đơn giản như anh ta nghĩ. Triệu Vô Cực hơi nheo mũi vội vàng lên xe chạy khỏi hiện trường, sợ Dương Tiêu sẽ quay lại đánh mình một trận. Khoảng 10 giờ tối Đường Mộc Tuyết mới về nhà, cô trở về phòng nhìn Dương Tiêu bắt lực nói, hôm nay Vi Vi ghi hận anh rồi, em nói gì cũng vô dụng. Tính tình của Vi Vi không tốt lắm, dễ hành động bốc đồng, anh đừng để ý. Mộc Tuyết, sao anh có thể so đo với một cô gái chứ? Em nghỉ ngơi sớm đi. Dương Tiêu cười dịu dàng. Đối với việc Lam Vi Vi nói về cuộc hẹn một tuần sau, Dương Tiêu càng không quan tâm đến nó. Ngày hôm sau, Dương Tiêu vừa thức dậy đã thấy một cuộc gọi, người gọi là Cung Linh Nhi. Nhìn tên người gọi, Dương Tiêu kinh ngạc nói, con nhóc này lại muốn làm gì? Nghĩ đến lúc trước Cung Linh Nhi một mực la hét muốn kiểm tra độ sâu của giọng nói của cô ấy, khóe miệng Dương Tiêu hơi giật. Anh cúp điện thoại của Cung Linh Nhi. Cung Linh Nhi lại gọi tới. Vẻ mặt Dương Tiêu nghỉ hoặc, anh tưởng Cung Linh Nhi gặp chuyện gì đó, vội kết nối điện thoại hỏi, nhóc con, mới sáng sớm có chuyện gì mà quấy rầy giấc ngủ của người ta vậy? Dương Tiêu, hôm nay tại triển lãm quần áo ở Trung Nguyên, có rất nhiều ông lớn ở Trung Nguyên sẽ đến, anh có muốn đến không? Cung Linh Nhi nhiệt tình hỏi. Dương Tiêu tức giận nói, không đi. Nghe được lời từ chối thẳng thừng của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi khịt mũi kiêu ngạo nói, người gì đâu? Người ta có lòng tốt mời anh tới, sao anh lại không có phong thái lịch lãm? Tại hiện trường có rất nhiều quần áo đẹp, chị Mộc Tuyết gả cho anh nhiều năm như vậy, anh không định mua một vài bộ quần áo đẹp tạo cho chị Mộc Tuyết một sự bất ngờ sao? Địa điểm ở đâu? Dương Tiêu hỏi. Cung Linh Nhi nói không sai, Đường Mộc Tuyết chẳng có bộ quần áo nào đẹp để mặc, ngoại trừ chiếc váy trị giá 180.000 tệ anh mua cho cô trước đó. Là một người chồng, mình quá không có trách nhiệm. Nghe vậy, trong lòng Cung Linh Nhi vui mừng, ở tòa nhà Trung Nguyên, thời gian triển lãm quần áo là 8:30 sáng. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty, sau đó lái xe đến tòa nhà Trung Nguyên. Vị trí của tòa nhà Trung Nguyên nằm ở trung tâm thành phố, là tòa nhà thương mại lớn nhất ở thành phố Trung Nguyên, bên trong toàn là quần áo hàng hiệu. Bên cạnh tòa nhà Trung Nguyên là một nơi chơi bia ngoài trời. Lúc này, Cung Minh người đứng đầu nhà họ Cung đang chơi bia với vẻ mặt buồn bực, một người đàn ông trung niên đứng trước mặt đắc thắng nói, Cung Minh, xem ra mảnh đất ở ngoại thành phía Bắc thuộc về nhà họ Triệu tôi. Vẻ mặt của Cung Minh rất khó coi, ngay khi Cung Minh đang chán nản, Dương Tiêu bước tới nói, đang chơi trò gì vậy? Tại sao còn nói đến chuyện đất đai hai? Cậu Dương, khi nhìn thấy người tới, Cung Minh ngạc nhiên nói. Dương Tiêu cười nói, tình huống gì? Chuyện này, sau khi do dự, Cung Minh vẫn nói cho Dương Tiêu biết sự việc. Sau khi Dương Tiêu nghe xong thì đã hoàn toàn hiểu,
thì ra trong khoảng thời gian này nhà họ Triệu và nhà họ Cung trong tứ đại gia tộc đang tranh giành một mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc, hai nhà tranh chấp không ngừng. Tại triển lãm quần áo ở Trung Nguyên, Cung Minh và Triệu Tín người đứng đầu nhà họ Triệu chạm mặt, hai người quyết định chơi bia để quyết định mảnh đất sẽ về tay ai. Không ngờ Triệu Tín người đứng đầu nhà họ Triệu đã sắp xếp trước một cao thủ bia, Cung Minh bị Triệu Tín gài bẫy, lúc này ông ta đang trong tình trạng nguy hiểm. Hay là để tôi thử xem, Dương Tiêu nhìn Cung Minh. Triệu Tín là cha của Triệu Vô Cực, hôm qua Triệu Vô Cực đã xúi dục Lam Vi Vi đến gây rắc rối cho mình, điều này khiến Dương Tiêu vô cảm với nhà họ Triệu. Cung Minh đã từng giúp đỡ anh vài lần, anh chỉ tận dụng cơ hội này trả một lần nhân tình cho Cung Minh. Cậu tới thử, Triệu Tín người đứng đầu nhà họ Triệu chế nhạo, vẻ mặt khinh thường sâu đậm. Lần này, để đối phó với Cung Minh, ông ta không ngần ngại mời tay chơi bia số 1 ở thành phố Trung Nguyên đến, trong mắt Triệu Tín, Dương Tiêu còn trẻ như vậy, đồ so tài với tay chơi bia số 1 ở Trung Nguyên đơn giản là tự chuốc lấy nhục. Cậu Dương, cậu có nắm chắc không? Nghe thấy Dương Tiêu nói như vậy, Cung Minh rất kích động. Mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc này là một cái bánh kem lớn đối với cả nhà họ Cung và nhà họ Triệu, hai người đã đối mặt với nhau hơn nửa tháng trời với mảnh đất này. Vừa rồi Triệu Tín và ông ta ước chiến, kỹ năng chơi bia của Cung Minh rất tốt, ông ta tưởng Triệu Tín sẽ đấu tay đôi với mình, nhưng không ngờ con cáo giả Triệu Tín gian xảo này lại tìm tay chơi bia số 1 ở Trung Nguyên, lợi dụng các quy tắc của trò chơi tính kế khôn ngoan, mưu trí với ông ta. Cung Minh đã mất cảnh giác, mặc dù kỹ năng chơi bia của ông ta rất tốt, nhưng ông ta không phải là đối thủ của tay chơi bia số 1 ở Trung Nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ông ta không có đủ thời gian tìm cao thủ bia, đúng lúc này thì Dương Tiêu đi tới. Trong suy nghĩ của Cung Minh, Dương Tiêu là một người rất bí ẩn, chỉ cần Dương Tiêu ra tay thì mọi thứ đều có thể biến mục nát thành thần kỳ. Dương Tiêu cười nhẹ, anh muốn khiêm tốn, tùy ý nói, chắc là có. Kiêu căng, nghe vậy, thanh niên cao to da thịt dày đứng bên cạnh Triệu Tín chế nhạo. Cung Minh nhìn chằm chằm vào thanh niên có da có thịt này nói, thanh niên này tên là Tôn Tường. Đội trưởng đội tuyển bia của tỉnh. Cậu ta đã 5 lần liên tiếp giành giải vô địch bia của Trung Nguyên. 5 lần liên tiếp giành giải vô địch bia của Trung Nguyên. Miễn cưỡng đấu được, Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Miễn cưỡng đấu được. Ngay khi lời này vừa dứt, Cung Minh đã lộ vẻ kinh ngạc, ông ta không ngờ Dương Tiêu lại lớn tiếng như vậy, lại coi thường Tôn Tường đến như vậy. Vẻ mặt của Tôn Tường và Triệu Tín run lên, lúc này hai người họ nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn một thằng giả vờ. Tôn Tường lạnh giọng như vừa phải chịu nỗi nhục nhã xấu hổ lớn, nhóc, xem ra cậu rất chảnh, vậy mà không để tôi vào mắt. Anh vào đội tuyển quốc gia chưa? Dương Tiêu nhìn Tôn Tường hỏi. Dương Tiêu nói miễn cưỡng đấu được rất nhẹ nhàng, anh thực sự không muốn đả kích Tôn Tường. Không biết, rằng, khi làm nhiệm vụ anh thường đấu với nhà vô địch bia thế giới ở châu Âu, một nhà vô địch bia cấp tỉnh, Dương Tiêu thật sự không để trong mắt. Khi bị Dương Tiêu chất vấn, sắc mặt Tôn Tường có chút khó coi, trừng mắt nhìn Dương Tiêu, nhóc, cậu có ý sao? Đội tuyển quốc gia có rất nhiều chỗ, nhưng không phải nơi cậu muốn vào thì vào. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, Tôn Tường rất tức giận, ước mơ lớn nhất trong đời của anh ta là được vào đội tuyển bia quốc gia. Hơn nữa, Tôn Tường biết rất rõ muốn vào đội tuyển bia quốc gia khó khăn như thế nào, với kỹ năng chơi bia hiện tại thì không thể qua được, Dương Tiêu đột nhiên nói như vậy chẳng phải chê anh ta sao? Nhìn Tôn Tường đang tức giận, Dương Tiêu lắc đầu, biết mình nói thêm cũng vô dụng. Gia chủ Cung, giao cho tôi thì ông cứ yên tâm. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Mặc dù không biết kỹ năng của Dương Tiêu như thế nào, nhưng bây giờ Cung Minh không còn lựa chọn nào khác, biết rằng mọi thứ là vô vọng, nhưng ông ta vẫn giữ một tia hy vọng. Làm phiền cậu Dương rồi, Cung Minh trịnh trọng nói. Triệu Tín hoàn toàn không để Dương Tiêu vào mắt, ông ta nhìn Cung Minh. Ông chắc chắn để thằng nhóc này thay mặt ông đấu. Ông phải nghĩ cho kỹ, nếu thằng nhóc này thua, mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Bắc sẽ là của nhà họ Triệu tôi. Yên tâm, tôi tin tưởng vào thực lực của cậu Dương. Cung Minh trầm giọng nói. Triệu Tín giễu cợt, thật nực cười. Cung Minh, ông cứ chờ tuyệt vọng đi. Đội trưởng Tôn, làm phiền cậu, nhất định phải làm cho Cung Minh và thằng nhóc này trố mắt. Gia chủ Triệu yên tâm. Chỉ cần chúng ta tuân theo thỏa thuận trước đó thì chuyện gì cũng dễ nói. Tôn Tường cười tàn nhẫn. Như thể Dương Tiêu là một tên hề, anh ta có thể bóp chết dễ dàng. Triệu Tín nghiền ngẫm nói, đội trưởng Tôn yên tâm, chỉ cần cậu lấy được mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Bắc cho. Tôi,
tôi sẽ cho cậu thêm 2 triệu tệ nữa. Cảm ơn gia chủ Triệu, Tôn Tường vui mừng khôn xiết. Triệu Tín đã hứa với anh ta, chỉ cần anh ta lấy được mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Bắc thì ông ta sẽ trả cho anh ta 10 triệu tệ, nếu ông ta đưa cho mình thêm 2 triệu tệ nữa thì tổng cộng là 12 triệu tệ. Một khi nhận được 12 triệu tệ này, anh ta sẽ đến đội tuyển quốc gia, đến lúc đó anh ta sẽ không thèm vào. Xét cho cùng, để trở thành vận động viên bia quốc gia, tuổi nghề còn quá ngắn thì không nói, liệu anh ta có kiếm được nhiều tiền như vậy hay không vẫn là một ản só. Mẹ nó, đây không phải là Cung Minh người đứng đầu nhà họ Cung và Triệu Tín người đứng đầu nhà họ Triệu sao? Lại còn có Tôn Tường đội trưởng đội bia của tỉnh. Đột nhiên, một nhóm khách tham quan triển lãm quần áo vây quanh. Hôm nay là buổi triển lãm quần áo ở thành phố Trung Nguyên, thu hút rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Trung Nguyên đến, trong số này có rất nhiều người biết Cung Minh, Triệu Tín và Tôn Tường. Nhìn thấy Cung Minh và Triệu Tín hai đại gia kinh doanh ở Trung Nguyên đấu với nhau, nhiều người đã bị thu hút. Bầu không khí có hơi kỳ lạ, một thanh niên nghi ngờ nói. Một ông chủ gia tộc hai thấp giọng nói, nghe nói nhà họ Cung và nhà họ Triệu đang tranh giành mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Bắc. Có lẽ bọn họ đang chuẩn bị kết thúc cuộc tranh chấp này thông qua một ván bia. Thì ra là như vậy, mọi người chợt nhận ra. Về mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc, nhà họ Cung và nhà họ Triệu đều dốc toàn lực, suýt đã đánh nhau, đông đảo các gia tộc ở thành phố Trung Nguyên đều biết rõ chuyện đó. Thế nhưng, thằng nhóc đấu với Tôn Tường là ai? Tôi chưa thấy bao giờ. Nhiều người nhìn Dương Tiêu. Một người đàn ông đã tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của bà cụ Đường mở miệng nói. Thằng nhóc này hình như là Dương Tiêu, thằng chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết. Đờ mò, anh ta chính là phế vật Dương Tiêu khét tiếng. Nhiều người chưa nhìn thấy Dương Tiêu đều tỏ ra kinh ngạc. Trong chốc lát ánh mắt của mọi người nhìn Dương Tiêu trở nên rất khó tin, hiển nhiên chuyện Cung Minh cử Dương Tiêu ra trận đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dương Tiêu, Triệu Tín nghe vậy thì rất vui vẻ. Ông ta còn tưởng thằng nhóc mà Cung Minh cử ra là thần thánh phương nào, hóa ra lại là con rể phế vật của nhà họ Đường. Hơn nữa, con trai ông ta là Triệu Vô Cực lại thích Đường Mộc Tuyết, xem ra mọi thứ ngày càng trở nên thú vị hơn. Khi Tôn Tường biết được thân phận của Dương Tiêu, anh ta cười điên cuồng, cậu chính là Dương Tiêu. Vừa nãy giọng điệu cậu không nhỏ nha, một thằng phế mà dám khiêu khích tôi. Tết lắm, đợi lát nữa tôi sẽ không nương tay, để cho cậu khoe khoang. Dương Tiêu không quan tâm, anh thực sự không quan tâm đến những người như Tôn Tường. Đóm đóm mà đòi tranh giành ánh sáng với ánh trăng. Nếu mình là phế vật, thì e rằng Tôn Tường còn không bằng phế vật. Tôi còn muốn tham gia hội nghị triển lãm quần áo, bắt đầu sớm đi. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Trên mặt Tôn Tường hiện lên vẻ âm tàn, tốt lắm, nếu phế vật cậu đã muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Nhìn thấy Tôn Tường đã cầm gậy, Dương Tiêu dửng dưng nhún vai, anh chơi trước đi. Cái gì, một tên ăn bám vợ lại bảo Tôn Tường chơi trước. Anh ta không bị sốt đâu chứ. Phải đấy, thằng nhóc này không biết Tôn Tường là đội trưởng đội bia của tỉnh sao. Thậm chí cậu ấy đã giành được 5 chức vô địch liên tiếp trong cuộc thi bia ở Trung Nguyên, có lẽ sau này còn được vào đội tuyển quốc gia ý chứ. Chờ xem, thằng phế vật này chết chắc rồi. Vào lúc này, ngoài Cung Minh ra, không ai coi trọng Dương Tiêu, như thể Dương Tiêu thực sự bị Tôn Tường đánh bại. Tôn Tường vênh váo hồng hách cầm gậy nhìn chằm chằm Dương Tiêu với thái độ ngạo nghễ, không. Nói chính xác, phế vật này không chết chắc, mà là chết không thể chết tiếp nữa. Triệu Tín còn có hẹn với nhà đầu tư, ông ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, vì vậy ông ta nhìn Tôn Tường nghiền ngẫm. Đội trưởng Tôn, nếu thằng nhóc này đã muốn tìm chết thì cậu cũng không cần phải khách sáo, cậu chơi trước đi, để cho cậu ta biết được thế nào gọi là lưới trời không thể lọt qua. Vâng, gia chủ Triệu. Anh ta lập tức cung kính đáp, vốn Tôn Tường định để Dương Tiêu chơi trước. Bia có rất nhiều loại, bia trước mặt là cách chơi tám đen mọi người thường hay chơi, không phải là trò chơi bia quốc tế. Như mọi người đã biết, cách chơi tám đen là ai đánh trước thì sẽ có lợi hơn. Rốt cuộc, nếu một bi rắn hoặc một bi hoa tâm rơi vào lỗ trong khi vừa bắt đầu thì sẽ trực tiếp dẫn trước. Một khi cao thủ thực sự của môn bia bắt đầu thì sẽ nắm bắt cơ hội đầu tiên. Họ thường có thể đạt được kết quả đáng kinh ngạc trong một lần đánh. Vốn anh ta không có ý định bắt nạt Dương Tiêu, chuẩn bị cho Dương Tiêu chơi trước, đỡ cho mọi người nói anh ta bắt nạt phế vật. Tuy nhiên, Tôn Tường cảm thấy Dương Tiêu không muốn lãng phí thời gian nên chỉ có thể đáp ứng. Cùng lúc đó, Dương Tiêu cầm một cây cơ nặng lên, ước lượng rồi hài lòng nói, cây cơ này có chút nặng,
dùng chắc có cảm giác không tệ. Ha ha! Nhìn thấy Dương Tiêu nhặt cây cơ nặng nhất trong bàn bia lên, nhiều người đã bật cười. Ai chơi bia mà không biết, cây cơ quá nặng hay quá nhẹ đều không tốt, cái nặng quá thì tiêu hao năng lượng, cái quá nhẹ thì dễ thiếu sức, cây cơ không nặng cũng không nhẹ là vừa tay. Ôi trời, tên phế vật này muốn chọc cười tôi sao? Một người bật cười ha ha. Tôi thấy Dương Tiêu này không hề biết chơi bia, đơn giản là tới lòe thiên hạ. Đám người coi thường Dương Tiêu từ tận đáy lòng, ánh mắt nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn một trò cười lớn. Triệu Tín nhìn lướt qua, không khỏi bật cười, Cung Minh à Cung Minh, đầu ông bị lừa đá à? Lại để một thằng vô dụng như này chơi thay ông, rốt cuộc ông nghĩ cái gì vậy? Vẻ mặt của Cung Minh càng ảm đạm hơn, khi nhìn thấy Dương Tiêu chọn cây cơ nặng trong lòng ông ta cũng không nghĩ gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông ta chơi bia không ít, biết nên chọn cây cơ nào, Dương Tiêu lại chọn cái nặng nhất, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta, đây không phải là một trò chơi đánh cuộc theo lẽ thường. Hơn nữa, cách chọn cây cơ của Dương Tiêu còn mang đến cho Cung Minh một chút cảm giác choáng váng, điều này khiến Cung Minh phải vắt mồ hôi lạnh vì Dương Tiêu. Dương Tiêu hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của mọi người. Anh chọn cây cơ nặng nhất hiện trường là vì sức lực của anh vượt xa người thường, nếu chọn một cây cơ mà người bình thường cảm thấy không nặng không nhẹ thì khi nằm trong đôi tay của Dương Tiêu sẽ quá nhẹ. Bắt đầu đi, trên mặt Triệu Tín tràn đầy nụ cười như đang cầm trên tay tám vé trúng thưởng. Tôn Tường cũng không chần chờ, dưới ánh mắt của mọi người anh ta bước đến điểm giao bóng. Anh ta cầm cây cơ chuyên nghiệp nhắm ngay bi trắng, ánh mắt khóa chặt trên bàn, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Như thể đối với Dương Tiêu này không là gì cả. Bốp! Tôn Tường híp mắt, đột nhiên cây cơ trong tay đập vào quả bi màu trắng đập vào đống bi như, dã thú. Lăn lăn lăn! Ngay sau đó, một bi rắn rơi vào lỗ. Làm tốt lắm, nhìn thấy vừa khởi động bị rắn đã rơi vào lỗ, mọi người có mặt tại hiện trường thốt lên. Chơi bia, quả mở đầu là cách kiểm tra kỹ năng của một người, chỉ cần khởi động tốt, có thể thường đánh phủ đầu, vượt lên dẫn trước. Nhìn thấy Tôn Tường vừa khởi đầu đã dẫn đầu, Triệu Tín hài lòng gật đầu. Trên mặt Tôn Tường tràn đầy đắc ý, nhìn Dương Tiêu khiêu khích, xem ra lần này ngay cả cơ hội ra tay cậu cũng không có. Không cần nói quá vẹn toàn, nếu không rất dễ bị đánh vào mặt. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Tôn Tường là người mà Triệu Tín tìm đến, Triệu Tín lại là cha của Triệu Vô Cực, dù là nhìn từ góc độ nào, anh đều không có cảm giác gì với Tôn Tường. Cho nên, đối với Tôn Tường vinh váo, Dương Tiêu cũng sẽ không quá khách sáo. Giả vờ cái nỗi gì? Nhiều người đùa cợt cười nói. Theo quan điểm của họ, Tôn Tường là đội trưởng của đội bia tỉnh, là người đã giành được 5 chức vô địch liên tiếp trong cuộc thi bia ở Trung Nguyên, nên việc thống trị cuộc chiến này hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Danh hiệu 5 chức vô địch liên tiếp của Tôn Tường không phải để trưng bày, mà là phong thái của anh ta. Thật sao? Vậy thì tôi thật sự rất muốn bị tát vào mặt. Tôn Tường cười nhạo. Nói xong, Tôn Tường cầm gậy đánh tiếp một bi rắn vào lỗ. Sau khi đánh bi rắn thứ hai vào lỗ, Tôn Tường kiêu căng, bây giờ đã biết khoảng cách giữa tôi và cậu chưa? Phế vật! Tôn Tường vừa khiêu khích Dương Tiêu vừa cầm gậy đánh liên tiếp lên tất cả các bi rắn vào lỗ, trên bàn chỉ còn lại một bi tám đen, từ khi bắt đầu Dương Tiêu còn chưa được thực hiện một cú đánh nào. Mạnh! Tôn Tường thật sự rất mạnh, chắc hẳn phải ở trình độ của một vận động viên bia quốc gia ý nhỉ? Nhiều người xem vô cùng kinh ngạc. Đối với những người chơi bình thường thì cảnh tượng này quả thực gây sốc, dù sao cũng hiếm thấy cao thủ bia như Tôn Tường. Nhìn thấy trên bàn chỉ còn lại một bi tám đen, trên trán Cung Minh đổ mồ hôi lạnh. Nếu bi tám đen này bị Tôn Tường đánh vào lỗ, Tôn Tường sẽ thực sự đạt được hiệu quả kinh ngạc của một cú đánh. Cung Minh, xem ra mảnh đất ở ngoại ô phía bắc là của tôi rồi. Triệu Tín cười đắc thắng. Cung Minh hít sâu một hơi, không trả lời. Ông ta đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi. Dương Tiêu biết lúc này Cung Minh đang rất căng thẳng, anh liếc mắt nhìn bàn nói nhỏ, bi tám đen ở vị trí rất xa, ở giữa lại có một bi rắn, muốn đánh bi tám đen vào lỗ thì rất khó, ngay cả khi nhà vô địch quốc tế ở đây thì e rằng cũng khó mà làm được. Quan sát kỹ hơn thì bi tám đen trên bàn nằm ở tâm của hai lỗ, bi trắng nằm ở điểm xa nhất của bi tám đen, ở giữa còn hai bi nữa đang chặn nó. Nếu Tôn Tường muốn tấn công trực diện, anh ta nhất định sẽ đánh bi hoa tâm, như vậy đánh bi trắng sẽ tiêu tốn quá nhiều sức lực, thậm chí nếu đánh trúng bi tám đen thì 99% bi tám đen sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Vớ vẩn,
cậu nói đánh không vào thì không vào được chắc. Đám người đưa ánh mắt khinh thường nhìn Dương Tiêu. Vừa rồi bàn tay của Tôn Tường đã chinh phục tất cả, lúc này Tôn Tường chính là chiến thần bia trong lòng họ, bất khả chiến bại, kỳ tích nào cũng có thể làm được. Vậy thì cậu đã thật sự xem thường tôi rồi. Tôn Tường cười lạnh. Mặc dù Tôn Tường cũng phải thừa nhận phân tích của Dương Tiêu rất hợp lý, bi trắng ở quá xa so với bi tám đen, lại có một bi hoa tâm cản nên rất khó ghi bàn. Tôn Tường cầm cây cơ nhận tập trung lực chú ý vào bi trắng, sau đó thực hiện một cú đánh bất ngờ. Quả nhiên, bi trắng tấn công trực diện vào bi hoa tâm, sức mạnh của anh ta đã bị chặn lại, cuối cùng bi trắng chỉ chạm vào bi tám đen, không hoàn thành một hiệu ứng kinh ngạc nào. Không vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt mọi người đều là vẻ thất vọng. Trái tim của Tôn Tường trùng xuống, anh ta biết muốn đánh vào là quá không có khả năng, cho nên anh ta không hề chán nản. Phù, nhìn thấy bi tám đen vẫn chưa bị Tôn Tường đánh vào lỗ, Cung Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dương Tiêu cười, tất cả những chuyện này đã nằm trong dự đoán của anh, bây giờ, đến lượt tôi. Dưới ánh mắt của mọi người, Dương Tiêu tràn đầy khí thế bước đến bàn bóng. Lòe thiên hạ, đám người nhìn chằm chằm Dương Tiêu càng khinh thường hơn. Hừ, cậu không đánh nổi một bi vào lỗ thì xem cậu sẽ xấu hổ đến mức nào. Tôn Tường chế nhạo. Triệu Tín cười khẩy chế nhạo, như thể Dương Tiêu là đồ nhà quê, không thể tạo nên kỳ tích. Thật sao, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhét lên. Anh nhắm cây cơ vào quả bi trắng, khóe mắt anh quan sát toàn bộ mặt bàn. Kịch hay, chính thức bắt đầu. Tôn Tường tỏ vẻ kiêu ngạo. Anh ta nhìn Dương Tiêu như, nhìn một chú hề chế nhạo, vừa nãy chỉ là ngoài ý muốn, bí tiếp theo cậu sẽ không có may mắn như vậy. Xin lỗi, anh không còn có thể chơi bí tiếp theo. Dương Tiêu cười nói. Nghe đến đây, mọi người có mặt tại hiện trường đều cười phá lên. Ôi mẹ ơi, tôi không nghe nhầm chứ. Phế vật này lại nói Tôn Tường không còn được đánh bí tiếp theo. Anh đang muốn chọc tôi cười chết, thừa hưởng hoa kiến của tôi à? Bản thân mình là cái thá gì trong lòng cậu còn không rõ sao? Ở trước mặt đội trưởng Tôn cậu còn chẳng bằng quả rắm. Chẳng thế còn gì, đội trưởng Tôn không được đánh bi tiếp theo sao? Cậu muốn nói là cậu đánh hết một lượt à? Ôi mẹ ơi, cậu trâu bò thật đấy. Khiến cho mọi người quỳ xuống. Ngay lúc này, gần 100 người xem đã chế nhạo Dương Tiêu, bọn họ không tin Dương Tiêu có thể hoàn thành trong một lượt đánh. Tôn Tường và Triệu Tín nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ chế nhạo. Tim Cung Minh như thắt lại trong cổ họng, ông ta biết Tôn Bằng không phải đang nói đùa, nếu Dương Tiêu không hoàn thành trong một lượt đánh, thì Tôn Bằng sẽ thực sự kết thúc trận đấu với bàn thắng tiếp theo của mình. Dương Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ trước sự khinh thường của đám đông, anh cầm cây cơ nhắm vào bi trắng khóa chặt mắt trước bi hoa tâm. Đột nhiên, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tia sáng lạnh lùng, sắc bén như chim ưng, lòng người khiếp sợ. Bốp! Trong giây tiếp theo, bi hoa tâm ở phía trước đã bị bi trắng đánh vào lỗ ngay tại chỗ. Cái gì? Nhìn thấy hành động của Dương Tiêu nhanh nhẹn, uyển chuyển và trôi chảy, vẻ mặt của tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ôi đệch, phế vật này thực sự đánh vào lỗ. Mù mờ, tất cả đều mù mờ, đợi xem cú tiếp theo cậu ta đánh vào như thế nào. Tôn Tường hơi kinh ngạc, đánh giá từ hành động vừa rồi của Dương Tiêu, giống như chuyên nghiệp hơn vận động viên quốc gia chuyên nghiệp, đó là ảo giác sao? Đừng vội đắc ý, đừng tưởng rằng vừa rồi mình mù mờ ghi được một bàn mà đã lâng lâng. Tôn Tường châm chọc. Triệu Tín lắc đầu khinh thường, ông ta cũng cho rằng bi vào lỗ vừa nãy là Dương Tiêu mù mờ. Dù sao thì một phế vật đâu có thể có những kỹ năng đáng kinh ngạc. Mù mờ, thật sao, đôi mắt của Dương Tiêu lóe lên tia sáng lạnh, lại có hành động ngang tàn. Bốp, dưới sự chú ý của mọi người, một bi hoa tâm khác bị Dương Tiêu đánh mạnh vào lỗ. Không phải chứ, đám người khinh thường Dương Tiêu, nhìn thấy Dương Tiêu ghi bàn thắng khác như trẻ tre, hai mắt bọn họ nhìn chằm chằm như sắp rơi ra ngoài. Lại vào, vẻ mặt của Triệu Tín trở nên cứng ngắc. Nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt của Dương Tiêu, không hiểu sao trong lòng Triệu Tín có một linh cảm đang trỗi dậy. Chắc chắn lại là mù mò, Tôn Tường không dám tin hô lên. Có đánh chết anh ta cũng không tin tên phế vật Dương Tiêu khét tiếng này sẽ là một cao thủ bia. Mù mờ. Dương Tiêu cười đùa. Lần này Dương Tiêu sẽ không khiêm tốn nữa, anh cầm cây cơ đánh thật nhanh, dưới sự chú ý của mọi người, những viên bi trên bàn rơi xuống lỗ như đạn đại bác. Lúc này, đám người nhìn chằm chằm vào những quả bi rơi xuống lỗ đều nhìn từ ngạc nhiên đến sửng sốt rồi đến chết lặng, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy nửa phút. Ngay lúc này,
trên bàn như có khói thuốc súng bốc lên, từng bi hoa tâm làm mọi người hoa mắt. Hitbuqui, Motiqui, Oriqui, Unbreakable, Bob. Dưới sự chú ý của mọi người, bi hoa tâm cuối cùng đi thẳng vào trong lỗ, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu đều biến thành kinh hãi. Sau khi đánh hết những bi hoa tâm vào lỗ, Dương Tiêu nhắm vào bi trắng trong tư thế rất chuẩn. Ừng ực. Nhìn thấy tất cả các bi hoa tâm bị Dương Tiêu đánh vào lỗ trong một hơi, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không thể không nuốt nước bọt. Nhìn chằm chằm vào mặt bàn, vẻ mặt của mọi người đều căng thẳng, họ không thể tin được tất cả những điều trước mắt mình là sự thật. Các người nói xem thằng nhóc này sẽ đánh hết trong một lượt không? Một thanh niên run rẩy nói. Một lượt, khó nói lắm. Mặc dù mọi người đều khinh thường Dương Tiêu, nhưng trong cảnh tượng trước mắt này ai cũng có cảm giác mong đợi, họ mong chờ liệu Dương Tiêu có thể đánh hết trong một lần hay không. Cố lên, Cung Minh nắm chặt tay, căng thẳng trên trán chảy mồ hôi. Sắc mặt Tôn Tường xấu nhất, anh ta nhìn chằm chằm mặt bàn lạnh lùng nói, một lần. Không tồn tại, bi trắng cách xa bi tám đen, mà bi tám đen ở một vị trí khó đánh, tôi còn không đánh vào thì làm sao một phế vật có thể đánh vào. Không đánh vào. Dương Tiêu giễu cợt, ánh mắt lóe lên, đột nhiên anh dùng lực, bi trắng hóa thành sao băng bắn tới trên bàn. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, bi trắng bị đánh hụt, đập mạnh vào mép bàn. Thằng nhóc này xong đời rồi, nhìn thấy bi trắng bị đánh hụt, Tôn Tường phần khích suýt bật nhảy. Không phải chứ, trên mặt mọi người dần dần lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng ngay sau đó một phép màu đã xuất hiện. Bốp, chỉ thấy bi trắng đập mạnh vào mép bàn đánh mạnh vào bi tám đen. Dưới một lực rất lớn, bi tám đen lập tức bị đẩy vào lỗ. Ôi! Nhìn thấy bi tám đen bị đẩy xuống lỗ, toàn bộ hiện trường bi A đột nhiên rơi vào trạng thái sôi sục. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ. Thực sự vào, kỹ năng tuyệt vời, kỹ năng tuyệt vời. Đúng vậy, quá trâu bò đúng không? Một lần, Dương Tiêu thực sự đã hoàn thành trong một lần. Khâm phục, mong anh nhận của em trai này một lạy. Anh thật sự quá trâu bò. Đột nhiên. Trong mắt mọi người nhìn Dương Tiêu không có khinh thường như vừa nãy, mà là tràn đầy kinh ngạc, nhìn Dương Tiêu với ánh mắt kính sợ, giống như đang nhìn thần. Thành công hoàn thành trong một lần, Dương Tiêu cười nhạt, trên mặt không có bao nhiêu vui mừng. Đối với anh, đây chỉ là chuyện nhỏ, dù sao anh cũng đã đối đầu với những nhà vô địch thế giới, đó mới gọi là sóng gió và khốc liệt. Mặc dù kỹ năng của Tôn Tường tốt, nhưng anh ta kém hơn những nhà vô địch BA quốc tế không phải chỉ có nửa điểm. Chơi BA phải chú ý đến chiến thuật, Dương Tiêu chưa thấy chiến thuật của Tôn Tường, mà thay vào đó là mù quáng muốn đánh vào lỗ. Muốn đánh vào bi tám đen vừa nãy thì không thể đánh vào chính diện, vì vậy Dương Tiêu đã sử dụng sức bật của bi trắng để đánh bi tám đen vào lỗ. Không nhục sứ mệnh, Dương Tiêu quay đầu nhìn Cung Minh. Nhìn thấy Dương Tiêu đánh hết trong một lần, mặt mày Cung Minh đỏ bừng vui vẻ cảm kích nói, cậu Dương thật sự cảm ơn cậu, tôi biết cậu sẽ tạo ra được kỳ tích. Nghĩ đến vừa nãy mình còn nghi ngờ kỹ năng của Dương Tiêu, Cung Minh không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ông ta biết lai lịch Dương Tiêu thần bí, không phải người bình thường. Khi Dương Tiêu tới, Cung Minh biết hôm nay mình nhất định phải chống lại được, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại thật sự chống lại được. Gia chủ Cung, ông khách sáo quá rồi, chuyện nên làm, trước đây gia chủ Cung đã giúp tôi rất nhiều mà. Dương Tiêu nói đùa. Cung Minh nịnh nọt nói, cậu Dương khách sáo quá. Những chuyện đó toàn là chuyện vặt vãnh. Dương Tiêu cười nhẹ không nói nhiều lời. Anh không thích nợ người khác, anh vẫn hiểu rõ đạo lý nhận ơn một giọt trả ơn một dòng. Sao có thể, vậy mà tôi lại thua. Sắc mặt Tôn Tường đột nhiên xấu đi. Dương Tiêu nhìn về phía Tôn Tường, nhẹ nhàng nói, vừa nãy tôi đã nói rồi, không cần nói quá vẹn toàn, nếu không sẽ rất dễ bị đánh vào mặt. Nhìn thấy sắc mặt nhẹ nhàng của Dương Tiêu, Tôn Tường chỉ cảm thấy có một cái tát vô hình tát vào mặt mình. Nghĩ đến những lời nói điên rồ vừa rồi của mình, Tôn Tường cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải ruồi. Anh ta biết, hôm nay thua phế vật là một điều xấu hổ. Sau đó Dương Tiêu nhìn Triệu Tín, gia chủ Triệu, tôi đã thắng, có chơi có chịu, mảnh đất ở ngoại ô phía bắc nên thuộc về nhà họ Cung nhỉ. Tôi, Tôn Tường chơi thua, sắc mặt Triệu Tín cũng u ám, lúc này vẻ mặt ông ta cực kỳ lạnh. Là một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên, nhà họ Cung và nhà họ Triệu rất nhạy bén trong việc nắm bắt tin tức. Vùng đất mà họ tranh chấp ở ngoại ô phía Bắc là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển trong tương lai của thành phố Trung Nguyên, một khi có được nó thì vài năm tới dựa vào mảnh đất này có thể kiếm lời ít nhất là 5 tỷ lệ,
ở thành phố Trung Nguyên, ngoài tài sản của nhà họ Cung có khoảng 30 tỷ tệ, thì tài sản của ba gia tộc khác cũng hơn 20 tỷ tệ. Nếu nhà họ Triệu nắm bắt được cơ hội có được mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Bắc, thì trong vài năm tới nhà họ Triệu có thể thay thế trở thành gia tộc mạnh nhất ở thành phố Trung Nguyên. Nhìn vẻ mặt Triệu Tín ảm đạm, Dương Tiêu lạnh nhạt nói, chẳng lẽ gia chủ Triệu thua nhưng không chịu? Không phải chứ, gia chủ Triệu tốt xấu gì ông cũng là người đứng đầu nhà họ Triệu một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, chẳng lẽ ông nói chuyện cũng giống như đánh giấm sao? Trước đây người ta đều nói gia chủ Triệu là người nhỏ nhen nói lời không giữ lời, hôm nay thấy thì quả nhiên là như thế, thật sự rất thất vọng. Lật lọng, sau này còn có ai dám hợp tác với nhà họ Triệu? Theo tôi thì sớm muộn gì nhà họ Triệu cũng sẽ rời khỏi top tứ đại gia tộc. Tại hiện trường, nhiều người đứng đầu trong gia tộc nói thay cho nhà họ Cung, chế giễu Triệu Tín, có nhà họ Cung làm chỗ dựa cho nên đương nhiên bọn họ sẽ không sợ. Triệu Tín, nghe thấy lời chế giễu của mọi người, sắc mặt của Triệu Tín như gan lợn, là người đứng đầu nhà họ Triệu. Triệu Tín biết rất rõ nguyên nhân khiến năm đó nhà họ Triệu có thể trở nên giàu có là do chữ Tín của họ. Nếu hôm nay mình có chơi nhưng không có chịu, thì chắc chắn nhà họ Cung sẽ nắm lấy cơ hội này công khai trắng trợn lấy điều này làm suy yếu sức ảnh hưởng của nhà họ Triệu. Triệu Tín tức giận nắm chặt tay, nhìn Cung Minh với thái độ vô cùng không cam lòng. Cung Minh, coi như hôm nay ông may mắn, mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc là của ông. Cảm ơn, Triệu Tín tức giận đến phát run, trên mặt Cung Minh tràn đầy ý cười. Hừ, Triệu Tín khít mũi, xoay người đi về phía bên trong hội trường triển lãm quần áo với gương mặt đen thui. Triệu Tín rời đi biểu cảm của Tôn Tường thay đổi, anh ta biết lần này anh ta không lấy được đất cho Triệu Tín, nếu Triệu Tín tức giận, anh ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tôn Tường hung ác nhìn Dương Tiêu, sau đó vội đi theo. Khi Triệu Tín và Tôn Tường rời đi, Cung Minh nhìn Dương Tiêu nói cảm ơn lần nữa, hôm nay cảm ơn cậu Dương. Nếu không hôm nay tôi đã ngã trong tay con cáo giả Triệu Tín này. Gia chủ Cung khách sáo quá rồi. Dương Tiêu xua tay. Sau khi có được mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc, Cung Minh không có ý định đến xem buổi triển lãm quần áo. Ông ta kính cẩn nói, cậu Dương, tôi đi xử lý chuyện mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc. Linh Nhi ở hiện trường, đại diện đầy đủ cho nhà họ Cung tôi. Nếu cậu Dương cần gì thì cứ nói với Linh Nhi. Chậm trễ sẽ xảy ra chuyện, gia chủ Cung mau đi đi. Dương Tiêu biết Triệu Tín có tâm trạng không tốt, nếu Triệu Tín đột nhiên đổi ý thì sẽ rất phiền phức. Cung Minh rời đi, Dương Tiêu xoay người đi về phía tòa nhà Trung Nguyên. Này, trai đẹp ở bên này, còn chưa đến cửa lớn trong hội trường Dương Tiêu đã thấy Cung Linh Nhi đang vẫy tay với mình. Dương Tiêu sờ mũi bước lên nói đùa, cô gái xinh đẹp, vào thôi. Còn có tình cảm, Cung Linh Nhi đỏ mặt khi nghe thấy Dương Tiêu gọi mình là cô gái xinh đẹp. Trong buổi triển lãm quần áo ở Trung Nguyên lần này có thể được coi là một bu ỏi triển lãm quần áo tầm cỡ thế giới. Thông thường, những buổi triển lãm quần áo có quy mô lớn như vậy sẽ được tổ chức ở các thành phố quốc tế như Đế Đô. Năm nay, thành phố Trung Nguyên mới được đánh giá là thành phố mới loại 1. Ngoài ra, thành phố Trung Nguyên đất rộng của nhiều, có dân số đông đúc, buổi triển lãm quần áo này được đặc biệt tổ chức ở Trung Nguyên. Những người có thể vào địa điểm triển lãm quần áo phải có giấy mời. Ngoài thành phố Trung Nguyên, rất nhiều nhân vật nổi tiếng khắp Hà Nam, trong nước đã đến đây. Cho dù nhà họ Đường là gia tộc hạng 2 ở Trung Nguyên, nhưng nhà họ Đường không đủ tư cách để được mời, điều này đủ để chứng minh đẳng cấp của buổi triển lãm quần áo này. Dưới sự dẫn dắt của Cung Linh Nhi, Dương Tiêu trực tiếp đến địa điểm tổ chức buổi triển lãm quần áo. Mặc dù mới 9 giờ sáng, nhưng hội trường triển lãm quần áo đã đông nghẹt người, lâu lâu lại vang lên tiếng kinh hô. Dương Tiêu vào trong đó liếc mắt nhìn hiện trường, thấy quần áo rẻ nhất cũng có giá khởi điểm là ít nhất 100.000 tệ. Dương Tiêu nhìn Cung Linh Nhi hơi kinh ngạc, xem ra quy mô của buổi triển lãm quần áo này không nhỏ. Đó là điều cần thiết, đây là một buổi triển lãm quần áo đẳng cấp thế giới. Hầu hết tất cả các thương hiệu lớn trên thế giới đều tụ tập lại đây như Hermes, Versace, Armani, và thậm chí còn có nhiều tác phẩm mới của các thợ may. Đẳng cấp thế giới. Giá khởi điểm của quần áo là ít nhất 1 triệu tệ. Đôi mắt đẹp của Cung Linh Nhi nhấp nháy. Dương Tiêu kinh ngạc, triển lãm quần áo đẳng cấp thế giới. Chẳng trách. Trong khoảng thời gian này, Dương Tiêu bận rộn, anh thật sự không biết buổi triển lãm quần áo tầm cỡ thế giới sẽ mở màn ở thành phố Trung Nguyên. Trên thực tế, hàng năm ở thành phố Trung Nguyên đều có triển lãm quần áo, nhưng triển lãm quần áo địa phương không cùng đẳng cấp với triển lãm quần áo tầm cỡ thế giới.
anh biết ai là người phụ trách buổi triển lãm quần áo này không? Đó là bậc thầy Gióc, anh biết bậc thầy Gióc đó là ai không? Cung Linh Nhi tiếp tục hỏi. Dương Tiêu lắc đầu, thấy Dương Tiêu lắc đầu, Cung Linh Nhi tức giận nói, trời ơi, anh dai à, vậy mà anh không biết bậc thầy Gióc. Bậc thầy Gióc là một thợ may nổi tiếng của châu Âu, hơn nữa ông ấy còn được ngoại lệ được bậc thầy Joseph thợ may số 1 trên thế giới ký tên làm học trò. Họ hai Dương Tiêu càng kinh ngạc hơn. Cung Linh Nhi lắc đầu, quên đi, nói với anh cũng như đàn gảy tai trâu, anh vẫn nên mau chóng đi chọn quần áo cho chị Mộc Tuyết đi, hôm nay bổn tiểu thư đây. Bao? Không cần đâu, cô đi chơi đi. Dương Tiêu có thể thấy được Cung Linh Nhi đã bị những bộ quần áo thời trang phụ nữ kia làm rung động. Được, Cung Linh Nhi phấn khích nói với đôi mắt đầy sao nhỏ. Phụ nữ chưa bao giờ cưỡng lại được quần áo đẹp, Cung Linh Nhi cũng giống vậy. Bậc thầy Gióc, là thằng nhóc này. Đột nhiên, Triệu Tín người đứng đầu nhà họ Triệu đi về phía trước với một người đàn ông trung niên Âu Mỹ tóc vàng, tức giận chỉ vào Dương Tiêu. Tôn Tường ở bên cạnh Triệu Tín cũng tức giận nói, quá đáng, thật sự quá đáng, bậc thầy Gióc, ông nhìn thằng nhóc này ăn mặc rách dưới một thân hàng vỉa hè. Thật sự không biết làm sao mà thằng nhóc này vào được, đây rõ ràng là khinh nhờn hội nghị triển lãm quần áo. Quát, người đàn ông trung niên tóc vàng, mắt xanh, mặc trang phục lịch lãm nhìn rõ quần áo của Dương Tiêu, ông ta kinh ngạc hô lên một câu tiếng Anh. Bậc thầy Gióc, nhìn thấy người trung niên Âu Mỹ, tất cả mọi người đều cảm thán. Người trung niên Âu Mỹ này không phải ai khác mà chính là Gióc, người phụ trách triển lãm quần áo này, một nhà thiết kế trang phục quốc tế nổi tiếng, là thợ may được bậc thầy Joseph số 1 trên thế giới nhận làm học trò. Một nhóm người đổ dồn ánh mắt về phía Dương Tiêu, nhiều người đã sững sờ khi nhìn thấy quần áo tả tơi của Dương Tiêu. Thằng nhóc này là ai? Làm sao cậu ta vào được? Đây là hội nghị triển lãm quần áo tầm cỡ thế giới. Phong cách ăn mặc của cậu ta còn ra thể thống gì? Đúng vậy, đây rõ ràng là khinh nhờn hội nghị triển lãm quần áo tầm cỡ thế giới. Cậu ta chết chắc rồi, đợi lát nữa bậc thầy Gióc sẽ cho cậu ta nổ tung. Triệu Tín và Tôn Tường nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, vừa rồi bọn họ ăn quả đắng, Triệu Tín nuốt không trôi cơn tức này. Vì vậy ông ta lộ ra hơi thở ác ý chuẩn bị làm nhục Dương Tiêu. Triển lãm quần áo đẳng cấp thế giới này do nhà thiết kế thời trang quốc tế Gióc phụ trách, người Âu Mỹ đều chú ý đến phong thái quý ông ăn mặc lịch sự. Kiểu hội nghị như vậy ai mà chẳng mặc Âu phục, lễ phục đoan trang. Dương Tiêu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đáng thương, bên dưới là một chiếc quần jean đen, trông có vẻ khác biệt so với bộ vest và váy của mọi người. Bậc thầy Gióc rất đặc biệt chú ý về phép xã giao. Triệu Tín và Tôn Tường lập tức đến tìm bậc thầy Gióc, muốn mượn tay của Gióc hại Dương Tiêu, nhằm làm nhục Dương Tiêu. Bậc thầy Gióc trừng mắt nhìn Dương Tiêu, thằng nhóc thô lỗ, cậu biết đây là nơi nào không? Người đâu, mau đem thằng nhóc thô lỗ này ra ngoài cho tôi. Chậc chậc chậc, ngay khi những lời này vừa rút, Triệu Tín và Tôn Tường đều chế nhạo, như thể Dương Tiêu đã bị đuổi một cách tàn nhẫn. Đợi một chút, ngay khi một nhóm nhân viên bảo vệ chuẩn bị đưa Dương Tiêu ra ngoài, thì một giọng nói bất hòa đột nhiên vang lên, chỉ nhìn thấy Hoa Mộ Tranh, một trong 10 đại gia hàng đầu ở thành phố Trung Nguyên mỉm cười từ cửa đi vào. Hôm nay, Hoa Mộ Tranh ăn mặc đoan trang đến tham dự, cô ấy xuất hiện trong mắt mọi người trong bộ váy dạ hội màu đỏ đen. Hoa Mộ Tranh nhẹ nhàng vén mái tóc rũ xuống trước mắt, mái tóc dài được trải kỹ càng gọn gàng phù hợp với lễ phục hôm nay, chỉ có mấy sợi tóc mái khẽ đung đưa trong gió. Trên vai trái của chiếc váy đính một bông hoa hồng được thiết kế bằng ren đen để lộ một bên vai trắng như tuyết gợi cảm, kiểu dáng của chiếc váy mang vẻ cổ điển và trang nhã. Thân trên được đính kết tinh xảo và đường chỉ đen đỏ đẹp mắt, hoa văn lạ mắt. Phần vạt váy bồng bềnh được phủ một lớp vải tuyên giống cây nho phục hưng phổ biến trong thời kỳ Baroque, trông thật bí ẩn và gợi cảm. Cô gái phương Đông xinh đẹp, một nhóm người Âu Mỹ ổ lên. Phải công nhận rằng Hoa Mộ Tranh không chỉ xinh đẹp mà còn tràn đầy khí chất tao nhã. Khiến người ta không thể nào quên chỉ sau một cái nhìn. Nếu không phải mấy năm trước Hoa Mộ Tranh đi du học, thì sợ rằng cuộc đấu tranh giành danh hiệu người đẹp số 1 ở thành phố Trung Nguyên của Đường Mộc Tuyết sẽ rất căng thẳng. Hoa Mộ Tranh, nhìn thấy người tới, Dương Tiêu rất ngạc nhiên. Dương Tiêu có ấn tượng tốt về người phụ nữ có chỉ số IQ cao toàn thế giới này. Cho dù là trường hợp Đường Hạo đưa thuốc thật giả lẫn lộn khiến nhà họ Hoa không giải quyết khoản nợ cho nhà họ Đường, hay là tòa nhà Ngân Cơ, Hoa Mộ Tranh không cho Lưu Chiến Thắng thể diện lựa chọn giúp đỡ mình, Dương Tiêu đều vô cùng cảm kích. Điều khiến Dương Tiêu ngạc nhiên là trong lúc máu chốt rõ ràng Hoa Mộ Tranh vừa bước vào hiện trường lại đi nói đỡ cho mình.
chị Mộ Tranh, Cung Linh Nhi vui mừng khôn xiết. Vừa rồi cô ấy nhìn thấy Dương Tiêu bị Triệu Tín và Tôn Tường nhắm vào, đầu cô to như con bò. Đúng vậy, bậc thầy Gióc là người phụ trách cuộc triển lãm quần áo tầm cỡ thế giới này, rất đặc biệt chú ý về phép xã giao, bộ quần áo mà Dương Tiêu mặc trong một dịp quan trọng như vậy thực sự không hợp lý. Cho dù cô ấy là con gái của một gia tộc mạnh nhất ở thành phố Trung Nguyên, thì bậc thầy Gióc cũng sẽ không cho cô ấy thể diện. Dù sao thì bậc thầy Gióc là một bậc thầy về trang phục quốc tế, ông ta đã gặp gỡ không biết bao nhiêu nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, Gióc sẽ không để một nhà họ Cung nho nhỏ vào mắt. Triệu Tín rất ngạc nhiên, nhưng ông ta biết chính xác chỉ số IQ của Hoa Mộ Tranh đáng sợ đến mức nào. Từ khi Hoa Mộ Tranh từ nước ngoài trở về, chỉ trong một thời gian ngắn, nhà họ Hoa đã thăng lên hai bậc trong 10 đại gia hàng đầu. Trước đây ông ta đã từng đối đầu với Hoa Mộ Tranh mấy lần, bọn họ đều bị ăn quả đắng trong tay Hoa Mộ Tranh. Nghĩ đến việc ăn quả đắng trong tay Hoa Mộ Tranh lúc trước, ánh mắt Triệu Tín u ám, tới đúng lúc lắm, hôm nay mình sẽ tranh thủ mượn tay của bậc thầy Gióc dạy dỗ cho hai người họ. Cô Hoa, cô muốn làm gì? Cô muốn bênh vực thằng nhóc thô lỗ này? Triệu Tín nhìn chằm chằm vào Hoa Mộ Tranh vênh váo hỏi. Tôn Tường có Triệu Tín chống lưng anh ta không kiêng nẻ gì, đúng vậy, cô Hoa cô không đặt mọi người có mặt tại đây vào trong mắt sao? Cậu ta chỉ là một thằng phế vật, có tư cách gì đến đây? Mọi người đều mặc lễ phục đoan trang phục của cậu ta có nổi 100 tệ không? Đừng nói 100 tệ, 7-80 tệ đã là tốt rồi. Vừa nhìn là biết đó là hàng vỉa hè, có lẽ là nhặt của người khác không mặc nữa ý chứ. Đúng vậy, tên nhóc này trông giống một thằng nghèo hèn, mau ném tên đáng ghét này ra ngoài đi. Mọi người bật cười, ánh mắt họ nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn một thằng tôm tép nhãi nhép. Cho dù Hoa Mộ Tranh ra mặt bênh vực Dương Tiêu, thì nếu anh xúc phạm đến bậc thầy Gióc, Hoa Mộ Tranh cũng sẽ bị bậc thầy Gióc bắn ra ngoài. Dương Tiêu không nói nên lời. Nói thật mặc dù anh không biết bộ đồ của mình trị giá bao nhiêu, nhưng nhất định bộ đồ này có lai lịch rất lớn. Cô gái xinh đẹp, cô muốn bênh vực tên khốn thô lỗ này. Vẻ mặt Gióc khó coi nhìn Hoa Mộ Tranh. Cung Linh Nhi lo lắng bước tới, chị Mộ Tranh. Không cần lo lắng, trên mặt Hoa Mộ Tranh tràn đầy ý cười, như thể đã nhìn thấu một chút. Sau đó Hoa Mộ Tranh cười quyến rũ nhìn Dương Tiêu nói, rõ ràng là vương giả, tại sao phải giả làm thư đồng? Giả heo ăn thịt cọp có thú vị không? Hả, khi bị Hoa Mộ Tranh hỏi, Dương Tiêu có chút bối rồi. Có ý gì, mọi người cũng ngẩn ra. Hoa Mộ Tranh là người thuộc nhóm có chỉ số IQ cao trên thế giới, mọi người đều hiểu Hoa Mộ Tranh không thể làm ra những điều ngu ngốc hồ đồ. Nhìn thấy thái độ của Hoa Mộ Tranh đối với Dương Tiêu, tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn Dương Tiêu, chẳng lẽ quần áo trên người thằng nhóc này có lai lịch gì sao? Nhìn kỹ lại. Tất cả mọi người đều sửng sốt không thể nhìn thấy bộ quần áo của Dương Tiêu có gì kỳ lạ, trông như của những cửa hàng không có giá trị. Triệu Tín chế nhạo, cô Hoa, cô muốn làm lãng phí thời gian của mọi người sao? Nói cho cô biết, bậc thầy Gióc rất bân, cô dám không quan tâm đến bậc thầy Gióc. Chẳng lẽ cô muốn khiêu khích quyền thế của bậc thầy Gióc sao? Gia chủ Triệu, ông tỉnh lại đi, không phải ông chỉ muốn dùng tay của bậc thầy Gióc làm nhục tôi và anh Dương thôi sao? Đáng tiếc quần áo của anh Dương có lai lịch không nhỏ. Hoa Mộ Tranh nói trúng tim đen ông ta. Lai lịch lớn. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Hoa Mộ Tranh, bậc thầy Gióc cau mày hỏi, ồ. Sao tôi không thấy có gì đặc biệt? Bậc thầy Gióc, theo ý kiến của tôi, rõ ràng cô Hoa đang chơi trò bí ẩn, thằng nhóc này mặc đồ vỉa hè, mau chóng đưa thằng nhóc này ra ngoài đi. Buổi triển lãm quần áo phải được diễn ra như bình thường. Triệu Tín châm chọc. Đúng vậy, bậc thầy Gióc. Bọn họ chỉ đang giả ngu làm lãng phí thời gian của mọi người. Tôn Tường phụ họa. Gương mặt của bậc thầy Gióc như phủ đầy sương mù. Ông ta là nhà thiết kế thời trang quốc tế, đã tổ chức nhiều buổi triển lãm quần áo tầm cỡ thế giới, chưa từng có ai không nể mặt ông ta. Nếu người phụ nữ cổ điển phương Đông xinh đẹp trước mặt này dám không quan tâm tới thì ông ta vẫn sẽ dựa theo lẽ thường. Cảm nhận được sự tức giận trên người Gióc, Hoa Mộ Tranh hơi thất vọng lắc đầu, bậc thầy Gióc. Chẳng lẽ ông đã quên cảnh giới cao nhất của trở về nguyên trạng rồi sao? Cảnh giới cao nhất của trở về nguyên trạng, Gióc đột nhiên giật mình. Ngay sau đó, hai mắt Gióc bắn ra một tia sắc bén, ông ta kích động nói, chẳng lẽ đây là... Vào lúc này, Gióc lắp bắp vì phấn khích, đột nhiên ông ta sải bước chạm vào cổ tay áo của Dương Tiêu. Chuyện này làm sao có thể? Chạm vào chất liệu của vải, toàn thân Gióc run rẩy. Điều này đủ cho thấy Gióc đã bị sốc như thế nào.
Triệu Tín bối rối ngay tại chỗ. Đây, đây là sao? Sao lại cảm thấy người nước ngoài này như bị trúng gió là thế nào? Triệu Tín bối rối nói, bậc thầy Gióc, ông sao vậy? Đầu óc của những người xung quanh bỗng chốc tràn ngập vô số dấu chấm hỏi đen, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Gióc, tại sao đang yên đang lành ông ta lại kích động đến vậy? Đây không phải chỉ là một gian hàng địa phương sao? Dương Tiêu trực tiếp hất tay Gióc ra, tức giận nói, làm gì vậy? Tôi không phải người đồng tính. Bậc thầy Gióc, chẳng lẽ hàng vỉa hè này có gì thần kỳ sao? Triệu Tín ngạc nhiên hỏi. Hàng vỉa hè, nghe thấy lời của Triệu Tín, Gióc đột nhiên xoay người lại, lập tức túm lấy cổ áo của Triệu Tín, giận dữ hét lên, phắc. Tên khốn không có mắt dám nói đây là hàng vỉa hè. Nói cho ông biết, trên thế giới này không còn có một kiệt tác nào hoàn hảo như vậy. Cái gì? Nhà thiết kế trang phục đẳng cấp thế giới Gióc lại nói hàng vỉa hè này là kiệt tác hoàn hảo nhất trên thế giới. Lời này vừa nói ra, tất cả những người định xem trò đùa vừa rồi đều trở nên cứng đờ, quai hàm rơi xuống. Trong phút chốc, tất cả mọi người tại hiện trường đều sững sờ, Cung Linh Nhi sững sờ, Tôn Tường cũng sững sờ, Triệu Tín bị Gióc túm lấy cổ áo dùng mình toàn thân, trông rất sốc. Gióc không thèm để ý tới Triệu Tín, ông ta lại nhìn Dương Tiêu kích động nói, vị tiên sinh này, dám hỏi, bộ đồ trên người cậu lấy ở đâu vậy? Ông nói bộ quần áo này à? Do một ông già đặt làm riêng cho tôi. Dương Tiêu nói thẳng. Ông già, Gióc sửng sốt, không ngờ Dương Tiêu lại nói nhẹ nhàng như vậy, ông ta lại run rẩy, là bậc thầy Joseph sao? Tôi nghĩ, chính xác thì tên ông ấy là Joseph Langdon. Dương Tiêu suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói. Đúng đúng đúng, Joseph Langdon, chính là Joseph Langdon. Gióc kích động nói. Dương Tiêu gật đầu, ông già không tồi đâu, trong ấn tượng của tôi thì ông ấy là con lai. Không có việc gì thì thích làm cho tôi vài bộ quần áo, mặc rất thoải mái. Trên thế giới này ngoài của ông già này ra, những bộ đồ khác tôi mặc không quen. Hai ngày nữa tôi phải nói với ông già này may hai bộ quần áo mới, máy bộ này sắp hỏng hết rồi. Nghe thấy những lời của Dương Tiêu, sắc mặt của Gióc thay đổi dữ dội, toàn thân run rẩy, hơi thở gấp gáp, hai mắt tối sầm, suýt nghẹt thở. Bậc thầy Gióc, hai nhân viên bảo vệ nhanh tay nhanh mắt lập tức đỡ Gióc. Nếu không Gióc sẽ thực sự ngã xuống. Gần 1.000 người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, không ai ngờ rằng mấy câu nói ngắn ngủi của Dương Tiêu lại suýt khiến nhà thiết kế trang phục quốc tế ngát xỉu. Cung Linh Nhi mở to miệng gợi cảm, cô không thể tin được mọi thứ trước mắt. Joseph Langdon, sao cái tên này lại quen đến vậy? Triệu Tín và Tôn Tường trố mắt ra ngoài, không ai có thể ngờ Gióc sẽ lại thất lễ như vậy. Sau khi hít thở sâu, Gióc mới bình tĩnh lại. Triệu Tín sững sờ hỏi, bậc thầy Gióc. Joseph Langdon này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Joseph Langdon là thầy của tôi, thợ may số một thế giới. Gióc tâm trí hướng về nói. Cái gì? Joseph Langdon là thầy của bậc thầy Gióc. Gần 1.000 người có mặt tại hiện trường có sắc mặt muốn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Nhiều người không biết cái tên Joseph Langdon có nghĩa là gì, nhưng trong ngành thiết kế thời trang, ai mà không biết tên Joseph Langdon? Thật hay giả, trên trán Triệu Tín chảy ra mồ hôi lạnh. Ông ta nhìn Dương Tiêu không thể tin nổi, đây không phải chỉ là con rể phế vật của nhà họ Đường thôi sao? Làm sao có thể mặc những bộ quần áo do thợ may số một thế giới bậc thầy Joseph Langdon đích thân chế tác? Gióc lạnh lùng nhìn Triệu Tín, sao? Ông nghi ngờ quyền hạn của tôi? Không, không dám, bị Gióc nhìn chằm chằm, ngay cả thở Triệu Tín cũng không dám. Là người đứng đầu nhà họ Triệu, Triệu Tín biết rất rõ tên Joseph Langdon có ý nghĩa như thế nào. Trên thế giới, cái tên Joseph Langdon này vô cùng vang dội. Tất cả những ai nhờ Joseph Langdon may quần áo không giàu thì cũng quý, nhiều người trong số họ là quốc vương. Hoàng hậu, hoàng tử, quý tộc trên thế giới, thậm chí lãnh đạo của nhiều quốc gia đều mặc quần áo do chính tay bậc thầy Joseph may. Bậc thầy Joseph rất hiếm khi ra tay. Mỗi lần ra tay thì giá thành là một cái giá cao ngất trời. Ngay cả khi chỉ là một bộ đồ lót, chi phí cho lần ra tay ít nhất cũng lên đến hàng chục triệu tệ, hơn nữa đó còn là đồng euro. Nếu vậy, chẳng phải bộ đồ mà Dương Tiêu mặc trị giá hàng trăm triệu tệ sao? Tôn Tường không thể tin được, anh ta nhìn về phía Gióc, bậc thầy Gióc, ông chắc chắn là mình không nhầm đấy chứ? Đúng vậy, bậc thầy Gióc, có phải ông nhìn nhầm rồi không? Làm sao thằng nhóc này lại có thể mặc quần áo do chính tay bậc thầy Joseph làm? Có vấn đề, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề lớn.
hơn nghìn người không thể tin được Dương Tiêu lại có thể mặc quần áo do thợ may số một trên thế giới may. Trên gương mặt ngọc của Hoa Mộ Tranh tràn đầy ý cười chậm rãi nói, nếu mọi người không tin thì có thể bước lên sờ thử, đây là vải sợi tổng hợp tinh khiết nhất. Vải sợi tổng hợp, không phải chứ, vừa nói ra lời này, mọi người tại hiện trường càng sửng sốt hơn. Như đã biết, tên tiếng Anh của vải này là Scaban, được thành lập tại Bruxelles, Bỉ vào năm 1938, hiện nhà máy của nó được đặt tại Vương quốc Anh. Scaban được nhiều thợ may hàng đầu ca ngợi là loại vải tốt nhất mà tiền có thể mua được. Trong những thập kỷ gần đây, hầu hết mọi đột phá công nghệ lớn về vải đều do nó khởi xướng. Gióc nghiêm nghị nói, cô gái xinh đẹp này nói đúng. Đây là loại vải quý giá sợi tổng hợp, hơn nữa tôi có thể nói với mọi người một cách rất có trách nhiệm rằng bột kim cương hàng đầu thế giới đã được thêm vào từng sợi của chiếc áo sơ mi trắng này. Có thêm bột kim cương hàng đầu thế giới. Trong chốc lát, nó giống như một tiếng sét từ trên không rơi xuống, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Dương Tiêu thấp giọng, ông này, ông đến đây đập phá hiện trường à? Ông giới thiệu chi tiết như vậy, không sợ người khác giật mất đồ của tôi sao? Lỡ có người giật mất quần áo của tôi, nhìn thấy thân hình rắn chắc của tôi, muốn tôi nhặt xà phòng thì phải làm sao? Sao nhặt xà phòng, chỉ hành vi tình dục đồng giới xin lỗi, thực sự xin lỗi, chủ yếu là vì tôi nhìn thấy loại chế tác thần thánh này, nên không kìm lòng được. Mặt Gióc đỏ bừng. Giờ phút này, sắc mặt của Triệu Tín vô cùng u ám, giống như Husky khó chịu toàn thân. Vốn ông ta muốn mượn tay của Gióc để đuổi Dương Tiêu, nhằm làm bẽ mặt anh. Điều khiến ông ta kinh ngạc là bây giờ đuổi người không thành công mà còn lôi ra được lại lịch quần áo cao quý của đối phương. Triệu Tín trầm giọng nói, Dương Tiêu, nói đi, cậu lấy trộm bộ quần áo này ở đâu? Trộm, Gióc kinh ngạc nói. Triệu Tín ậm ừ, bậc thầy Gióc, ông không biết thằng nhóc này là đứa ở rễ trong thành phố Trung Nguyên chúng tôi, cậu ta ăn bám vợ suốt 5 năm, sao cậu ta có thể mặc quần áo do chính tay bậc thầy Joseph may được? Đây rõ ràng là trộm cắp mà. Đúng vậy, cậu ta chỉ là phế vật, chắc chắn thằng nhóc này ăn trộm, bộ quần áo này chắc chắn do cậu ta đã trộm. Tôn Tường phụ họa. Sắc mặt của Gióc dần trở nên xấu, ánh mắt nhìn Dương Tiêu cũng dần trở nên không có thiện cảm, nếu Dương Tiêu đã ăn trộm quần áo, đó sẽ là tội phạm thượng lớn nhất với thầy của mình. Quan trọng nhất là vừa rồi Dương Tiêu nói chuyện rất kiêu ngạo, thầy của ông ta cao cao tại thượng, cho dù là hoàng tử châu Âu cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Làm sao một đứa ở rể lại có thể có được quần áo do thầy của ông ta đích thân làm? Vị tiên sinh này, có phải là cậu nên giải thích rõ ràng với tôi không? Gióc lạnh lùng nói. Vào lúc này, Gióc cho rằng nếu Dương Tiêu không giải thích bất cứ điều gì, ông ta sẽ không khách sáo đưa Dương Tiêu ra trước công lý. Cung Linh Nhi lo lắng kéo Dương Tiêu, bộ quần áo này không phải là trộm được đâu chứ? Hừ, cậu ta không trộm thì còn có thể là như thế nào? Triệu Tín khinh thường hỏi. Trong phút chốc, gần 1.000 người có mặt ở buổi triển lãm quần áo đều khinh thường nhìn Dương Tiêu, cứ như thể Dương Tiêu là một tên trộm. Dương Tiêu bất lực nhún vai, trộm, thật nực cười, xem ra cần phải liên lạc với ông già Joseph này rồi. Vừa nói, Dương Tiêu bấm điện thoại gọi đến một số châu Âu. Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, làm sao thợ may số một trên thế giới lại có thể quen biết một nhân vật nhỏ bé như cậu. Triệu Tín cười khinh thường. Cùng lúc đó, trong một tiệm may đồ cũ kiểu Âu, một thanh niên vội vàng cầm điện thoại di động đến gần một ông già râu trắng, thầy, điện. Điện thoại của người. Điện thoại, Tom, trong đời này ông già này chỉ nhận cậu làm học trò chính thức, cậu đi theo ông già này nhiều năm như vậy, không biết trong lúc làm việc ông già này sẽ không nghe điện thoại sao? Ông già râu trắng buồn bực nói. Người thanh niên nuốt nước bọt rồi nói tiếp, không. Không phải, là ông lớn kia gọi. Cái gì? Mau đưa điện thoại cho tôi. Dám mang danh thợ may số một thế giới ra làm trò đùa, thật sự không biết sống chết. Thân phận bậc thầy Joseph cao quý, cho dù là hoàng thân, quý tộc châu Âu cũng phải cung kính, quốc vương và hoàng hậu cũng phải kính nể có thừa. Chờ xem, vạch trần thủ đoạn của kẻ dối trá này. Tôn Tường nói với ánh mắt u ám. Nghĩ đến việc thua cuộc, bị mất mặt Tôn Tường thực sự mong muốn Dương Tiêu bị bẽ mặt, phải trở thành một kẻ dối trá và bị đánh đập dữ dội. Sắc mặt bậc thầy Gióc u ám, nhưng ông ta rất biết vị thế của thầy mình trong ngành công nghiệp quần áo thế giới. Đối mặt với nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới, bậc thầy Joseph của ông ta cũng không động lòng, chứ đừng nói là một đứa ở rễ trong thành phố Trung Nguyên. Nhiều người tại hiện trường có vẻ mặt cười đùa, như thể.
Dương Tiêu đang có tỏ ra huyền bí. Điện hạ, là cậu sao? Đột nhiên đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói run rẩy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Dương Tiêu cảm thấy thân thiết, không khỏi nghĩ đến những lúc lãng mạn khi đi công tác ở châu Âu, là tôi. Nghe vậy, ông già râu trắng ở châu Âu lập tức lộ vẻ xúc động, trong mắt chảy ra nước mắt kích động. Điện hạ, 5 năm rồi, cuối cùng cậu cũng nhớ tới lão nô này sao? 5 năm qua, lão nô vẫn luôn theo dõi tin tức của điện hạ, bây giờ cuối cùng cậu đã liên lạc với lão nô. Thân thể Joseph run lên, giọng điệu trầm xuống xen lẫn sự phần khích sâu sắc. Bị Joseph xưng hô là điện hạ, Dương Tiêu lập tức giảm âm lượng, có rất nhiều người ở hiện trường, anh không muốn tiết lộ thân phận của mình. Dương Tiêu cười nhẹ, Joseph một lời khó nói hết, cho dù đã 5 năm, tôi cũng chưa từng quên ông, dù sao thì tôi cũng không quen mặc quần áo của người khác may, lát tôi đưa ông địa chỉ, ông may cho tôi mấy bộ quần áo, đặc biệt là quần cộc, may thêm vài cái nữa. Điện hạ yên tâm, được phục vụ điện hạ là vinh hạnh lớn nhất trong đời của lão nô. Joseph kính cẩn nói. Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Triệu Tín khinh thường nhìn Dương Tiêu đang nói chuyện vui vẻ. Một nhóm người có mặt tại hiện trường cũng tỏ vẻ khôi hài, họ không tin Dương Tiêu đang gọi cho Joseph thợ may số 1 trên thế giới, mà là đang có tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Sau khi nói chuyện vài câu với Joseph, Dương Tiêu cười nói, hôm nay tôi gọi cho ông là vì có chút phiền phức cần nhờ ông giải quyết. Điện hạ cứ dặn dò, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa lão nô cũng sẽ cố gắng làm hết sức. Joseph trịnh trọng nói. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, nói gì đó. Chuyện nhỏ thôi, có phải 2 năm qua ông nhận một học trò ký danh tên là Gióc phải không? Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Dương Tiêu, không có chút cảm giác căng thẳng nào, trong lòng Gióc có một điểm báo xấu, chẳng lẽ tên này thật sự quen biết thầy Joseph của mình sao? Gióc biết rất rõ thầy của mình có một tính khí kỳ lạ, nếu cậu ta đã xúc phạm đến thầy, thì một khi Joseph trách tội ông ta, đuổi ông ta ra khỏi sư môn, đó sẽ là một rắc rối lớn. Trên trán Gióc đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Cung Linh Nhi căng thẳng nhìn Hoa Mộ Tranh, chị Mộ Tranh, chị cho rằng Dương Tiêu thực sự biết thầy Joseph, thợ may số 1 trên thế giới sao? Chuyện này khó nói lắm, đôi mắt đẹp của Hoa Mộ Tranh hiện lên gợn sóng. Hoa Mộ Tranh du học nhiều năm ở nước ngoài, cô ấy biết rất rõ máy chữ Joseph ở châu Âu có nghĩa là gì, Joseph một nhân vật tầm cỡ thế giới sẽ không cho mặt mũi, tuy rằng thân phận của Dương Tiêu rất bí ẩn, nhưng cô ấy thật sự không thể biết được anh có biết Joseph hay không. Nếu Dương Tiêu thực sự quen biết bậc thầy Joseph, thì thân phận thật sự của Dương Tiêu đáng sợ đến mức nào? Để tránh người khác nghe trộm nội dung trò chuyện, Dương Tiêu đã đặc biệt đổi giọng nói của mình sang giọng London chuẩn. Nhìn Dương Tiêu nói ra giọng thanh lịch của tầng lớp quý tộc châu Âu, giác quan thứ 6 của phụ nữ của Hoa Mộ Tranh nói với cô rằng chắc hẳn Dương Tiêu đang không nói đùa. Cái gì? Gióc, sắc mặt Joseph thay đổi, trên mặt tràn đầy tức giận, tên này rất tài giỏi. 3 năm trước tôi đã ngoại lệ nhận cậu ta làm học trò ký danh. Chẳng lẽ tên ngốc này đã xúc phạm điện hạ? Điện hạ yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ cậu ta, để cậu ta phải ăn năn sâu sắc về sự ngu ngốc của mình. Dương Tiêu cười nhẹ nói, không phải. Hiện tại tôi đang tham gia buổi triển lãm quần áo. Tên này nghi ngờ quần áo trên người tôi là ăn trộm được. Ông hãy giải thích với ông ta một chút, nếu không thì rất có khả năng tôi là kẻ trộm sẽ bị người ta bắt đi. Cái gì? Nghe vậy. Mũi của Joseph như sắp bốc khói, ông ấy tức giận nói, tên ngốc này dám chất vấn điện hạ là kẻ trộm, thật đáng ghét. Điện hạ, lão nô sẽ lập tức gọi cho Gióc. Yêu cầu cậu ta thành tâm xin lỗi cậu, nếu cậu ta không làm điện hạ bớt giận thì để cậu ta bóc hơi khỏi thế giới này đi. Hả, bình tĩnh, bình tĩnh. Nếu Gióc thật sự chết, không biết có bao nhiêu người sẽ đổ dồn ánh mắt vào tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn khiêm tốn, ông hiểu ý của tôi chứ. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Joseph đã theo dõi Dương Tiêu nhiều năm, ông ấy biết rất rõ cách làm việc của Dương Tiêu, ông ấy đoán Dương Tiêu lại đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, không thể tiết lộ thân phận của mình. Điện hạ, lão nô hiểu được, Joseph cung kính nói. Dương Tiêu bước đến chỗ Gióc đưa chiếc điện thoại thông minh cũ cho Gióc, cuộc gọi của thầy ông. Cái gì, cuộc gọi của thầy ông? Gióc, sau đó giọng của Joseph phát ra từ đầu dây bên kia. Thầy. Nghe thấy giọng nói này, thân thể Gióc run lên. Sắc mặt trang nghiêm, thân hình thẳng tắp như kiếm, như thể đang nhìn thấy thần trong lòng. Joseph đáp lại, giọng nói dần dần trở nên uy nghiêm, Gióc, cậu đi theo ông già này 3 năm rồi nhỉ?
cậu cảm thấy mình tiến dần từng bước không còn để ông già vào trong mắt sao? Cảm nhận được sự ớn lạnh trong giọng nói của Joseph, Jock tái mặt sợ hãi, thầy. Thầy, trước mặt thầy em chẳng là gì cả. Sao em có thể không để thầy vào trong mắt chứ? Trên sân khấu của ngành công nghiệp quần áo thế giới, Joseph là số 2 không ai dám là người đầu tiên. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Jock, Triệu Tín, Tôn Tường và những người khác trông cứng đờ. Không ai ngờ rằng Jock Đường Đường là nhà thiết kế trang phục đẳng cấp thế giới lại trông rất kinh hãi và kính trọng. Joseph lạnh lùng khít mũi, tôi nói cho Jock cậu biết, điện. Không, cậu Dương vừa nãy không phải người mà cậu có thể nghi ngờ. Cho dù thầy đứng trước mặt cậu Dương cũng phải tôn trọng có thừa. Nếu hôm nay cậu không làm cậu Dương nguôi giận, không chỉ phải chịu hậu quả không thể lăn lộn trong giới này mà còn phải trả giá bằng cả tính mạng, hiểu chưa? Nghe thấy lời này, Jock không kìm được nuốt. Nước, chân ông ta mềm như suýt quỳ trên mặt đất. Phải trả giá bằng cả tính mạng. Hơn nữa, những lời này còn là do thầy của ông ta nói ra, điều này đã thể hiện đầy đủ thân phận và địa vị của Dương Tiêu không gì sánh kịp. Thầy, em biết nên làm như thế nào? Giọng điệu Jock run rẩy. Joseph đáp lại, Jock đâu dám do dự, lập tức trả lại điện thoại cho Dương Tiêu một cách kính cẩn. Dương Tiêu nghe điện thoại nói với Joseph, không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy trước, đợi khi nào rảnh tôi sẽ sang châu Âu uống rượu với ông, nhớ may giúp tôi máy bộ đồ lót nhé. Vâng, điện hạ, Joseph cung kính nói. Sau khi cúp điện thoại, chỉ thấy Jock nhìn Dương Tiêu với ánh mắt quay ngoắt 360 độ, vẻ mặt không chỉ tràn đầy vẻ kinh ngạc mà còn tràn đầy sợ hãi. Triệu Tín vội vàng bước tới hỏi, bậc thầy Jock, tình huống thế nào? Jock trực tiếp phớt lờ Triệu Tín, sắc mặt nghiêm nghị bước tới chỗ Dương Tiêu. Ngay khi một nhóm người cho rằng Jock nổi cơn lửa giận với Dương Tiêu thì đột nhiên Jock quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu, run rẩy nói, cậu Dương, xin hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Cái gì? Mọi người nhìn chằm chằm vào bậc thầy Jock lại thực sự quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu, tất cả mọi người ở hiện trường đều trồ mắt ra. Trong một cửa hàng nhỏ cổ kính trên một con phố cổ kính ở đâu đó ở châu Âu, sau khi trò chuyện với Dương Tiêu xong, Joseph đã khua tay múa chân đầy phấn khích. Tom, hôm nay em để công việc của em sang một bên, qua đây phụ thầy. Joseph để điện thoại di động xuống hô lên. Tom, học trò thân truyền của nhà thiết kế thời trang đẳng cấp thế giới, đã rất ngạc nhiên, gì ạ? Thầy, bộ quần áo chúng ta đã thỏa thuận với nhà vua Ả Rập Xê Út hôm nay sẽ hoàn thành. Ông già này bảo để sang một bên thì để đi, còn có gì quan trọng hơn là làm đồ lót cho điện hạ. Joseph tức giận nói. Điện hạ muốn làm đồ lót sao? Quá tốt rồi, thầy, em lập tức qua giúp thầy một tay. Tom nghe xong, cả người kích động như uống phải thuốc kích thích. Có vẻ như so với đồ lót của Dương Tiêu thì quần áo đặt làm riêng của nhà vua Ả Rập Xê Út chẳng bằng cả cái giấm. Tại buổi triển lãm quần áo ở Trung Nguyên, mọi người nhìn chằm chằm bậc thầy Jock đột nhiên quỳ gối trước mặt Dương Tiêu, linh hồn của mọi người tỉnh lại, dường như vừa xảy ra một trận động đất 10 độ, cũng không thể bình tĩnh lại được. Jock là ai? Đó là một nhà thiết kế thời trang đẳng cấp thế giới, là kẻ khủng bố đứng hàng thứ 10 trên toàn thế giới. Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tin rằng Jock nhà thiết kế trang phục đứng thứ 10 trên thế giới lại thực sự quỳ xuống. Trong chốc lát, hàm của Triệu Tín như vỡ vụn, con người của Tôn Tường co rút lại, vẻ mặt sững sờ. Nhóm người xem còn choáng váng hơn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là nhóm đại diện trang phục Âu Mỹ choáng váng ôm đầu, không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt. Họ biết chính xác ý nghĩa tên của Jock trong ngành công nghiệp quần áo ở châu Âu. Jock là học trò ký danh của Joseph thợ may số 1 trên thế giới. Ai dám để học trò ký danh của Joseph quỳ xuống? Giờ phút này, chỉ cần người không có não tàn thì đều biết hẳn là Dương Tiêu có thân phận khác thường, quần áo mà anh mặc chắc chắn là do chính tay bậc thầy Joseph làm. Oh my god, Cung Linh Nhi sừng sốt. Là một người thuộc nhóm IQ cao trên thế giới, Hoa Mộ Tranh người luôn bình tĩnh cũng phải sững sờ. Tí tách, tí tách. Lúc này, trên trán Jock lắm tám mồ hôi, vẻ sợ hãi trên mặt không thể tiêu tan. Thậm chí người mà thầy của ông ta phải tôn trọng có thừa, mở to mắt ra nhìn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn Jock đang quỳ ở trước mặt mình, Dương Tiêu đau đầu, vốn anh còn muốn khiêm tốn một chút, ai mà biết Jock lại đột nhiên quỳ xuống, này chẳng phải là rõ ràng muốn vạch trần thân phận của anh sao? Đừng như vậy, mau đứng dậy đi, Dương Tiêu nói với ông ta. Gương mặt Triệu Tín run lên một cách điên cuồng,
ông ta vội vàng bước tới đỡ, bậc thầy Gióc ông đang làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi, thằng nhóc này đâu có tư cách khiến ông quỳ xuống. Phác, Gióc kích động đẩy Triệu Tín ra, vẫn quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu sợ hãi nói, cậu Dương, xin hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Nếu cậu Dương không tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi, Gióc tôi sẽ quỳ ở đây cho đến khi cậu Dương nguôi ngoai cơn giận. Trời ạ, trong chốc lát, trong lòng mọi người xôn xao dậy sóng. Cảnh tượng này là điều mà trước đó không ai ngờ tới, cũng không ai có thể ngờ rằng phế vật nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Sắc mặt của Triệu Tín cực kỳ cứng ngắc, lúc này ông ta nghĩ ngờ ông già nước ngoài này có đầu óc không bình thường, trước khi đi ra ngoài đã quên uống thuốc. Dương Tiêu nhỏ bé này không phải chỉ là đứa ở dễ thôi sao? Làm thế nào mà đáng được bậc thầy đẳng cấp thế giới tôn trọng như vậy? Tôn Tường sững sờ không thể sững sờ hơn nữa, anh ta chỉ cảm thấy thế giới đã thay đổi, mèo đã làm phù dâu cho chuột. Dương Tiêu không muốn làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, anh nhanh chóng kéo Gióc, được rồi, tôi tha thứ cho lời nói của ông mau đứng dậy đi. Cảm ơn cậu Dương, cảm ơn cậu Dương. Nghe đến đây, Gióc như được miễn tội, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi. Ông ta biết thầy Joseph của ông ta không hề nói đùa với mình, nếu Dương Tiêu không nguôi dập lận thì e rằng không cần Dương Tiêu ra tay, thầy Joseph của ông ta đã dọn dẹp nhà cửa. Sau đó Gióc đột nhiên quay lại tát vào mặt Triệu Tín một cái. Chỉ với một tích tắc, Triệu Tín đã mất cảnh giác, bị Gióc làm cho choáng váng ngay tại chỗ. Tôn Tường đứng cạnh Triệu Tín cũng không thoát khỏi số phận bị tát, sau khi tát Triệu Tín xong Gióc giơ tay còn lại tát vào mặt Tôn Tường dùng mình sợ hãi đâu dám chống trả. Bậc thầy Gióc, ông đang làm gì vậy? Triệu Tín kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bậc thầy Gióc, tôi và gia chủ Triệu không xúc phạm ông mà. Tôn Tường vội vàng nói. Gióc tức giận nói, chính là hai tên khốn nạn các người đã làm tôi xúc phạm tới cậu Dương, người đâu, lập tức ném hai tên khốn này ra ngoài cho tôi. Vâng, bậc thầy Gióc, một nhóm nhân viên bảo vệ không hề thương tiếc trực tiếp ném Tôn Tường và Triệu Tín ra khỏi hiện trường triển lãm quần áo. Đậu xanh rau má. Nhìn thấy bậc thầy Gióc vậy mà không cho hai người bọn họ mặt mũi, gần 1.000 người trong hiện trường triển lãm đều im lặng, nhìn Dương Tiêu với ánh mắt như nhìn quái vật. Khốn kiếp, mặt Triệu Tín xanh lét khi bị ném ra khỏi tòa nhà, phổi của ông ta như sắp nổ tung. Là người đứng đầu của nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, cả đời ông ta đã phải chịu nỗi nhục nhã như vậy bao giờ. Ông ta muốn phát điên lên, nhưng đáng tiếc Gióc có thân phận khổng lồ. Đã từng gặp gỡ rất nhiều nhân vật ni tiếng thế giới, trước mặt Gióc ông ta không khác gì những con kiến. Hôm nay ông ta không thể không nuốt xuống cơn tức này, trừ khi ông ta định khiến cả nhà họ Triệu cửa nát nhà tan. Dương Tiêu chết tiệt, mày chờ đó, tao phải đích thân nghiền nát mày thành tro. Triệu Tín từ trên mặt đất đứng dậy, tức giận nói. Ông ta không thể hung hăng giết chết Gióc, ông ta không tin với sức mạnh của mình ở thành phố Trung Nguyên ông ta không thể dạy dỗ một Dương Tiêu nho nhỏ. Gia chủ Triệu, chờ tôi. Nhìn thấy Triệu Tín đứng dậy rời đi, Tôn Tường run lên, nhanh chóng đi theo. Triệu Tín quay lại đá Tôn Tường, đồ vô dụng, cút. Hôm nay ông ta không chỉ mất mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Bắc, mà còn xấu hổ ở địa điểm triển lãm quần áo, không cần nhắc tới giờ phút này Triệu Tín tức giận đến mức nào. Bị Triệu Tín đá, Tôn Tường ngồi bệt xuông đát, hai mắt đờ đẫn, cả người vô cùng hỗn loạn. Cậu Dương, cậu hài lòng chưa ạ? Ném Triệu Tín và Tôn Tường ra ngoài xong, Gióc nhìn Dương Tiêu cung kính nói. Dương Tiêu gật đầu, Gióc vui mừng khôn xiết nói tiếp, cậu Dương thích gì thì cứ lấy. Hôm nay tôi sẽ thanh toán cho tất cả những gì cậu Dương mua. Không cần, thấy Gióc nhiệt tình như vậy, Dương Tiêu thật sự có chút không thoải mái. Cung Linh Nhi nhìn Dương Tiêu như gặp ma, anh là quái vật à? Sao anh có thể khiến bậc thầy Gióc quỳ xuống trước mặt anh? Tôi không biết, có lẽ là uống nhầm thuốc. Vừa nãy tôi cũng bị sốc. Dương Tiêu thản nhiên nói. Cung Linh Nhi khịt mũi, kiêu ngạo nói, hù, tôi tin anh mới là lạ, anh chỉ lừa tôi. Dương Tiêu dở khóc dở cười, cũng không nói thêm gì nữa, nếu nói quá nhiều sẽ lỡ miệng. Nhìn chung chất lượng quần áo tại hiện trường rất tốt, Dương Tiêu đã cẩn thận chọn hai chiếc cho Đường Mộc Tuyết, sau đó gửi size của Đường Mộc Tuyết cho Joseph, nhờ Joseph làm vài bộ quần áo chất lượng cao cho Đường Mộc Tuyết. Anh mang quần áo đến quầy thanh toán. Nhân viên thu phí thông báo với Dương Tiêu rằng Gióc đã thanh toán hóa đơn, điều này khiến Dương Tiêu chỉ có thể cười khổ. Sau khi đi dạo khoảng nửa giờ, Dương Tiêu chào Cung Linh Nhi, cầm những chiếc túi rời khỏi địa điểm triển lãm quần áo.
vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy Hoa Mộ Tranh trong bộ lễ phục vạn người mê đang đi về phía Dương Tiêu một cách quyến rũ nói, yêu đương không? Kiểu ngồi tù đó. Dương Tiêu có thể thấy rõ ràng là Hoa Mộ Tranh đang đợi mình đi ra khỏi cửa, vừa nãy lúc rời đi, anh muốn chào hỏi Hoa Mộ Tranh nhưng lại không tìm thấy Hoa Mộ Tranh đâu. Cô Hoa nói đùa, thân phận của tôi khiêm tốn, có đức hạnh gì mà lại được cô Hoa để mắt. Dương Tiêu trêu ghẹo. Phong thái hoàn mỹ đầy mê hoặc của Hoa Mộ Tranh thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp gợi cảm của phụ nữ phương Đông. Hoa Mộ Tranh nhìn thẳng Dương Tiêu, anh Dương mới là người nói đùa, sợ rằng khi thân phận thật của anh Dương bị lộ, cô gái nhỏ này còn không xứng làm ấm giường cho anh Dương. Cô Hoa đề cao tôi quá, tôi chỉ là một người nhỏ bé, cô Hoa đi thẳng vào vấn đề chính đi. Dương Tiêu nói thẳng vào chủ đề. Hoa Mộ Tranh cười danh mãnh, những gì tôi vừa nói rất rõ ràng. Anh Dương không muốn nói về mối quan hệ yêu đương trong tù với cô gái nhỏ này sao? Tôi là người có gia đình. Dương Tiêu trêu ghẹo. Hoa Mộ Tranh vén tóc trên trán, không sao, ngoại tình mới kích thích. Hoa Mộ Tranh luôn tự tin về vẻ đẹp của mình, cô ấy không tin Dương Tiêu sẽ không rung động trước vẻ đẹp của mình. Điều khiến Hoa Mộ Tranh bị đả kích là Dương Tiêu không hề thay đổi sắc mặt. Cũng không còn sớm, nếu cô Hoa không có chuyện gì thì tôi đi trước. Tôi hơi đói phải về nhà nấu cơm. Dương Tiêu cười nhẹ. Nhận ra Dương Tiêu thật sự sẽ rời đi, Hoa Mộ Tranh có chút tức điên lên, chẳng lẽ tên này bị mù sao? Không chú ý tới vẻ đẹp của mình sao? Cô tìm Dương Tiêu có chuyện, Hoa Mộ Tranh nhìn đồng hồ, còn có một chút nữa là giữa trưa. Nếu anh Dương thực sự đói, cô gái nhỏ này sẽ mời anh Dương ăn một bữa rau dưa, mặt mũi này anh Dương sẽ không cho đâu nhỉ. Tự nhiên, Dương Tiêu đáp. Được người đẹp mời đi ăn đương nhiên Dương Tiêu rất thích, thật ra thì Dương Tiêu quan tâm hơn đến Hoa Mộ Tranh tìm mình làm gì. Một người phụ nữ có chỉ số thông minh và tính khí cao như vậy không thể không có lý do gì mà tìm mình. Anh nợ Hoa Mộ Tranh một ân tình, nếu Hoa Mộ Tranh có yêu cầu, Dương Tiêu rất muốn trả lại ân tình mà anh nợ Hoa Mộ Tranh. Cuối cùng, Dương Tiêu và Hoa Mộ Tranh đến một cửa hàng ăn sáng gần đó. Dương Tiêu gọi món súp cay với trứng và bún, Hoa Mộ Tranh ngạc nhiên, anh Dương, anh cũng quá tiết kiệm cho túi tiền của tôi rồi. Đối với tôi mà nói mời anh một bữa vẫn còn quá dư sức của cô gái nhỏ này. Không phải, cách bữa trưa vẫn còn một khoảng thời gian. Tôi chỉ cần lấp bụng một chút, cô Hoa có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi là được. Phải công nhận rằng chỉ cần nhìn thoáng qua thì sẽ không thể nào quên được vẻ đẹp xuất chúng của Hoa Mộ Tranh, đặc biệt là khí chất nữ vương toát ra từ trên người của cô ấy khiến người khác mê mắn. Hơn nữa Hoa Mộ Tranh thông minh băng tuyết, Dương Tiêu không thể đảm bảo một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại tìm mình sẽ đi theo đường của Hoa Mộ Tranh hay không. Thấy Dương Tiêu trực tiếp như vậy, Hoa Mộ Tranh gọi một cốc sữa đậu nành, ngồi trước mặt Dương Tiêu, anh Dương đã thẳng thắn như vậy, cô gái nhỏ này sẽ nói thẳng, tôi muốn anh làm bạn trai của tôi. Phụt! Vừa mới hấp một ngụm canh cay, Dương Tiêu phụt ra ngay tại chỗ khi nghe Hoa Mộ Tranh nói, suýt chút nữa đã bắn tung tóe lên người Hoa Mộ Tranh. Dương Tiêu ngẩng đầu lên, sửng sốt nói, cô Hoa không nói đùa với tôi chứ. Tôi có gia đình, tôi yêu vợ của tôi sẽ không làm gì có lỗi với gia đình. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Dương Tiêu, Hoa Mộ Tranh dở khóc dở cười. Anh Dương hiểu lầm rồi, ý tôi là để anh làm bạn trai giả của tôi. Hoa Mộ Tranh giải thích ý của mình. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, chuyện này không thể được. Bạn trai giả, không được. Chỉ cần là bạn trai. Dù là bạn trai thật hay bạn trai giả thì điều này cũng không được, nếu giả trở thành thật thì rất xấu hổ. Hơn nữa, anh trung thành với Đường Mộc Tuyết, nếu Đường Mộc Tuyết biết chuyện, không biết Đường Mộc Tuyết sẽ nghĩ như thế nào. Phụ nữ là động vật nhạy cảm, Dương Tiêu không muốn Đường Mộc Tuyết hiểu lầm bất cứ điều gì. Anh Dương, anh đừng quên, anh nợ tôi hai ân tình, không lẽ anh định kéo dài không trả? Dáng vẻ của Hoa Mộ Tranh như ăn chắc được Dương Tiêu. Nhắc tới chuyện này, Dương Tiêu cười khổ, ngoại trừ là bạn trai giả ra, chỉ cần không chạm đến điểm máu chốt, đều có thể. Thật đáng tiếc, anh Dương lần này phải nhờ anh giúp đỡ, chẳng lẽ anh muốn trơ mắt nhìn thấy tôi rơi xuống vực sâu không đáy sao? Hoa Mộ Tranh oán hận nói. Dương Tiêu nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh tưởng, nếu Hoa Mộ Tranh muốn tìm bạn trai giả, với ngoại hình và gia cảnh của Hoa Mộ Tranh, không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi tranh nhau vỡ đầu muốn làm bạn trai giả của Hoa Mộ Tranh. Ngoài ra, Hoa Mộ Tranh còn thuộc nhóm người có chỉ số IQ cao, những việc cô ấy không giải quyết được chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh đau đầu nói, rốt cuộc là chuyện gì? Cô nói thử xem nào.
Quả nhiên trên đời này có hai thứ không thể đụng vào, một là tình vợ, hai là ân tình, nếu đụng đến vợ thì ân nghĩa sẽ mang ơn và khó trả. Mình nợ Hoa Mộ Tranh trong trường hợp đòi nợ lại, lại nợ Hoa Mộ Tranh chuyện việc thuê tòa nhà Ngân Cơ. Nghe vậy, Hoa Mộ Tranh vén tóc trên trán nhẹ nhàng nói, là như thế này. Hoa Mộ Tranh nhanh chóng kể lại toàn bộ, hóa ra vì để phát triển nhà họ Hoa đã định hôn ước từ khi con nhỏ với nhà họ Bạch gia tộc số 1 ở Giang Nam. Trước kia Hoa Mộ Tranh ở nước ngoài nhà họ Bạch ở Giang Nam chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Kể từ khi Hoa Mộ Tranh trở về nước, Bạch Quỳnh cậu chủ của nhà họ Bạch rất ấn tượng trước vẻ đẹp của Hoa Mộ Tranh. Anh ta liên tục quấy rối Hoa Mộ Tranh, thậm chí nhà họ Bạch ở Giang Nam còn cưỡng ép hôn nhân với nhà họ Hoa, khiến Hoa Mộ Tranh trở nên xanh xao và yêu ót. Máu chó như vậy, đã là thời đại nào rồi, định hôn ước từ nhỏ mà vẫn còn tính. Dương Tiêu nghe xong thì đã hoàn toàn hiểu được. Gia tộc số 1 ở Giang Nam có bối cảnh thâm hậu, không dễ đắc tội. Mà nhà họ Hoa có nhiều sản nghiệp ở Giang Nam, nếu Hoa Mộ Tranh không đồng ý gả cho Bạch Quỳnh cậu chủ của nhà họ Bạch thì e rằng nhà họ Bạch sẽ giáng một đòn chí mạng vào nhà họ Hoa. Hoa Mộ Tranh u sầu nói, nếu không tôi cũng sẽ không đến tìm anh Dương, anh đừng lo lắng, anh Dương, chuyện này chỉ có tôi và anh biết, tôi sẽ không tiết lộ với người ngoài. Dương Tiêu do dự một lúc, rõ ràng Hoa Mộ Tranh muốn mượn tay mình phá hủy hôn lễ, nhưng phải vạch trần thân phận của mình với gia tộc số 1 ở Giang Nam, còn có thể sẽ bị Đường Mộc Tuyết hiểu lầm, điều này khiến Dương Tiêu phải suy nghĩ kỹ. Kít! Đúng lúc này, một chiếc siêu xe Ferrari dừng trước cửa hàng ăn sáng. Ngay sau đó, một thanh niên mặc quần áo nam của Versace bước vào. Anh ta nhìn chằm chằm vào Hoa Mộ Tranh, Mộ Tranh, sao em lại ở đây? Thằng nhóc này đang mời em ăn cơm à? Anh ta liếc nhìn Dương Tiêu, trên mặt thanh niên hiện lên một tia khinh thường. Liên quan gì đến anh? Bạch Quỳnh, đừng làm phiền. Khi nhìn thấy người thanh niên Hoa Mộ Tranh lạnh lùng nói. Người này là Bạch Quỳnh, cậu chủ của nhà họ Bạch gia tộc số 1 ở Giang Nam, có quan hệ đính hôn từ nhỏ với Hoa Mộ Tranh. Trong khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn ở thành phố Trung Nguyên, liên tục quấy rối Hoa Mộ Tranh, khiến Hoa Mộ Tranh vô cùng chán ghét. Vốn dĩ Bạch Quỳnh khinh thường chuyện đính hôn từ nhỏ này, ai ngờ Hoa Mộ Tranh lại xinh đẹp gợi cảm như vậy. Lại còn thuộc nhóm người có chỉ số IQ cao trên thế giới, điều này khiến trái tim của Bạch Quỳnh bị mê hoặc. Bị Hoa Mộ Tranh mắng, Bạch Quỳnh tức không thôi, mình muốn có gia thế thì có gia thế, muốn chiều cao thì có chiều cao, còn đẹp trai, tại sao Hoa Mộ Tranh không nhìn mình nhiều hơn? Kết quả là Bạch Quỳnh trút hết cơn tức giận lên người Dương Tiêu, anh ta khinh thường nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, mời khách mà lại mời đến một nơi thấp kém như vậy, anh là thằng ngu à? Dương Tiêu vừa nhìn đã biết đối phương là Bạch Quỳnh cậu chủ nhà họ Bạch gia tộc số 1 ở Giang Nam đang theo đuổi Hoa Mộ Tranh. Nhưng anh không ngờ Bạch Quỳnh lại vô sỉ như vậy, chẳng trách Hoa Mộ Tranh không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Ý anh là những người mời khách tới một nơi như vậy đều là đồ ngu. Dương Tiêu nhìn Bạch Quỳnh. Nhìn thấy Dương Tiêu còn dám chất vấn, Bạch Quỳnh khinh thường nói, không ngu thì là gì. Mời khách mà lại mời ở một nơi lâu như vậy, thực sự là thằng ngu lớn nhất trên đời. Bạch Quỳnh đã rất tức giận khi bị Hoa Mộ Tranh khiển trách, nhưng khi Dương Tiêu chất vấn Bạch Quỳnh, anh ta càng tức giận chút hết tất cả lửa giận lên người Dương Tiêu. Ồ, tôi hiểu rồi. Dương Tiêu nghiêm túc gật đầu. Thấy Dương Tiêu không tức giận, Bạch Quỳnh càng khinh thường Dương Tiêu, đúng là đồ vô dụng, còn không dám phản bác, đồ vô dụng. Ngay sau đó, Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh, à phải rồi cô Hoa, cô nói bữa cơm này là cô mời đúng không? Chẳng phải tên này đang mắng cô là đồ ngu sao? Cái gì, Mộ Tranh em mời anh ta? Dương Tiêu vừa dứt lời, biểu cảm của Bạch Quỳnh thay đổi dữ dội. Bạch Quỳnh, đồ âm hồn không tan. Hoa Mộ Tranh thẹn quá thành giận vung tay tát mạnh vào mặt Bạch Quỳnh. Chát! Dưới cái nhìn của Dương Tiêu, Hoa Mộ Tranh tát vào mặt Bạch Quỳnh. Bị Hoa Mộ Tranh tát vào mặt, Bạch Quỳnh lập tức sững sờ, anh ta thật sự không hiểu tại sao Hoa Mộ Tranh lại mời một thằng nhà quê ăn cơm. Nhìn thấy dáng vẻ hơi hả hê của Dương Tiêu, hai mắt Bạch Quỳnh nổi lên lửa giận tại chỗ, âm hồn không tan, mày lừa tao. Thật sao, rõ ràng là anh nói ai mời khách thì là cái kia, vừa nãy tôi chỉ xác nhận lại thôi. Dương Tiêu thấp giọng nói. Nhìn chằm chằm dáng vẻ giễu cợt của Dương Tiêu, Bạch Quỳnh suýt nôn ra máu, anh ta thật không ngờ mình lại nhắc một tảng đá lên đập vào chân mình. Bạch Quỳnh rất muốn đè Dương Tiêu xuống đất đánh anh. Nhưng trước mặt Hoa Mộ Tranh anh ta phải duy trì một phong thái lịch sự, Mộ Tranh, thằng này là ai? Anh ấy là bạn trai của tôi đã nói với anh từ lâu rồi,
tôi có bạn trai, mong anh đừng làm phiền tôi nữa. Vẻ mặt Hoa Mộ Tranh lạnh lùng nói. Cái gì, bạn trai? Nghe vậy, Bạch Quỳnh lập tức nắm chặt tay, hai mắt đỏ ngầu. Anh ta thích Hoa Mộ Tranh như vậy, nhưng anh ta không ngờ người phụ nữ anh ta thích lại có bạn trai. Hoa Mộ Tranh cũng không muốn gây thêm chuyện cho Dương Tiêu, cô đỏ mặt nắm lấy cánh tay của Dương Tiêu, làm ra vẻ rất ngọt ngào nói, anh yêu à, chúng ta đi thôi. Ừ, nghe thấy câu anh yêu này, Dương Tiêu cứng đờ người, không hề phòng bị kịp. Nhưng Dương Tiêu cũng không muốn ở lại đây, lát nữa anh còn phải đến chợ mua rau, buổi trưa về nấu cơm. Nhìn bóng lưng dứt khoát của Dương Tiêu, Bạch Quỳnh căm hận nghiền răng nghiền lợi, không cam lòng hét lên, tên kia, mày tên gì? Tiêu Dương, Dương Tiêu đáp. Nhìn hai người bọn họ rời khỏi cửa hàng ăn sáng, lửa giận của Bạch Quỳnh sắp bùng nổ, anh ta nắm chặt tay, thở hổn hển nói với ánh mắt căm ghét, được lắm Tiêu Dương, tao nhớ kỹ tên mày rồi, mày chờ đó cho tao. Dám cướp phụ nữ của Bạch Quỳnh tao, tao phải chém mày thành từng miếng. Tiêu Dương, Dương Tiêu, anh xấu qua đấy, có lẽ Bạch Quỳnh sẽ bị anh chơi đùa. Sau khi rời khỏi cửa hàng ăn sáng, Hoa Mộ Tranh dở khóc dở cười. Dương Tiêu bất lực nói, không có cách nào, tự mình bớt phiền phức chẳng phải là chuyện tốt sao? Chuyện đó, có phải cô nên buông tay rồi không? Đừng để người khác hiểu lầm. Lúc này Hoa Mộ Tranh mới nhận ra cô vẫn đang ôm cánh tay của Dương Tiêu, ngực trắng như tuyết áp sát vào cánh tay của Dương Tiêu. Hoa Mộ Tranh đỏ mặt, thẹn thùng không thôi, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô có hành vi thân mật như vậy với người khác giới. Ngại quá, tình huống vừa nãy quá ép buộc. Hoa Mộ Tranh xấu hổ nói. Dương Tiêu cười nhẹ, không sao, chuyện đó, không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước, mua đồ về làm cơm trưa. Nói xong, Dương Tiêu không dừng lại đi đến về phía chiếc Maserati. Này, rốt cuộc anh có đồng ý hay không? Hoa Mộ Tranh lo lắng khi thấy Dương Tiêu thật sự muốn rời đi. Dương Tiêu thắt dây an toàn trả lời, được, tôi đồng ý, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, đặc biệt không được để Mộc Tuyết nhà tôi biết. Nghe thấy Dương Tiêu đồng ý, Hoa Mộ Tranh cười tươi như hoa, cô biết Dương Tiêu sẽ không từ chối mình. Vèo 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 on nói xong, Dương Tiêu không hề do dự mà đạp ga lao thẳng về phía chợ gần đó. Vốn Dương Tiêu không muốn tự mình gây ra rắc rối như vậy, nhưng thái độ kiêu ngạo của Bạch Quỳnh thật sự khiến người khác chán ghét. Vừa hay anh nợ Hoa Mộ Tranh hai ân tình, trước đây người ta cũng giúp mình, bây giờ Hoa Mộ Tranh gặp khó khăn anh cũng không tiện từ chối. Gia tộc số 1 ở Giang Nam, nói thật. Dương Tiêu thật sự không coi trọng. Chờ lần sau có cơ hội chạm trán Bạch Quỳnh, nếu như Bạch Quỳnh không biết tốt xấu được đà lấn tới, vậy thì anh sẽ gây một chút áp lực với nhà họ Bạch ở Giang Nam. Nhìn thấy Maserati đi xa, đôi mắt đẹp của Hoa Mộ Tranh lóe lên một tia gợn sóng, vừa rồi cô có thể cảm giác được lúc ôm Dương Tiêu rõ ràng là cô đang rất căng thẳng, đó là nhịp tim mà cô đã chờ đợi rất lâu rồi mới cảm giác được. Là một người có chỉ số IQ cao trên thế giới. Hoa Mộ Tranh hoàn toàn là một người không thích về mặt cảm xúc, vì là người có chỉ số EQ cao nên Hoa Mộ Tranh thường rất cô đơn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ rung động trước một người khác giới, từ nhỏ đến lớn tất cả những người khác giới mà cô tiếp xúc đều sẽ bị cô chơi đùa trong lòng bàn tay. Bao gồm cả Bạch Quỳnh, nếu không phải vì áp lực của nhà họ Bạch ở Giang Nam, cô sẽ không bao giờ yêu cầu Dương Tiêu giúp đỡ. Lần đầu tiên Hoa Mộ Tranh phát hiện ra cô hoàn toàn không hiểu một người đàn ông. Đặc biệt là khi vừa nãy cô làm ra hành động thân mật như, vậy mà Dương Tiêu lại không hề rung động, Hoa Mộ Tranh càng tức giận, chẳng lẽ tôi cứ như vậy không thể lọt vào mắt xanh của anh sao? Dương Tiêu, đồ heo lớn, anh chờ xem, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh gối đầu dưới gấu váy của cô gái này. Đáng tiếc, trong lòng Dương Tiêu chỉ có Đường Mộc Tuyết, anh sẽ không để mắt đến một người phụ nữ xinh đẹp nào nữa. Sau khi đi chợ mua rau, Dương Tiêu trở về nhà chuẩn bị nấu bữa trưa. Kể từ sau sự cố ở nơi giải trí Đại Phú Hào, Triệu Cầm bị mình kiểm soát trong tay một cách thần kỳ, không bao giờ đánh bạc nữa, thỉnh thoảng chơi ở cờ và mạt chược. Sau khi bị Lăng Ảnh Huyên dạy cho một bài học khác, lúc này ánh mắt của Triệu Cầm nhìn về phía Dương Tiêu tràn đầy vẻ sợ hãi, hoàn toàn không dám kêu la om sòm. Vào buổi chiều, Thánh Cờ Bạch Nguyên Kiệt gọi điện cho anh. Ông Bạch, sao ông lại có thời gian nghĩ đến gọi cho tôi vậy? Dương Tiêu trêu chọc. Từ đầu bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của Bạch Nguyên Kiệt, nhóc Dương, trước đây cậu đã giúp tôi một chuyện lớn, ông già này còn chưa cảm ơn cậu thật tốt. Ông Bạch khách sáo rồi, xảy ra chuyện gì sao? Không lẽ Cát Hưu lại gây phiền phức cho ông? Dương Tiêu tò mò hỏi.
không có chuyện sẽ không làm phiền, Bạch Nguyên Kiệt liên hệ với anh, rất có thể là có chuyện cần giúp. Bạch Nguyên Kiệt trêu chọc, hay lắm nhóc Dương, nhìn thoáng qua cũng đã có thể nhìn thấu tâm tư của ông già này. Đúng vậy, ông già này tìm cậu giúp đỡ, nhưng không phải ông già Cát Hưu kia. Ồ, không phải tiền bối Cát Hưu. Dương Tiêu khó hiểu. Bạch Nguyên Kiệt cười nói, đúng vậy, không phải ông già Cát Hưu đâu. Ngày mai cậu có rảnh không? Có lẽ rảnh, ông Bạch cứ nói thẳng đi. Dương Tiêu chỉ cảm thấy Bạch Nguyên Kiệt thần bí, trực giác mách bảo không phải chuyện tốt. Bạch Nguyên Kiệt hắng giọng, thấp giọng nói, ngày mai sẽ có hội nghị thẩm định đá quý. Người tổ chức là nhà họ Trương, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên. Trước đây Trương Tử Hào cậu chủ nhà họ Trương là đối tượng của Du Tĩnh, sau khi chia tay, Trương Tử Hào này có dám tâm xấu. Nhóc Dương, cậu hiểu ý của ông già này chứ? Tôi đi sẽ thích hợp sao? Dương Tiêu cười khổ. Rõ ràng là Bạch Nguyên Kiệt yêu cầu anh đi xem cháu gái mình, tránh hai người cho tàn lại cháy. Bạch Nguyên Kiệt tán thưởng nói, tại sao lại không thích hợp? Nếu không phải nhóc đã kết hôn, ông già này sẽ làm chủ gả Du Tĩnh cho cậu. Đừng đừng đừng, Dương Tiêu đổ mồ hôi nhễ nhai. Bạch Du Tĩnh có thành kiến lớn với mình như vậy, nghĩ đến Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu đã thấy đau đầu, chứ đừng nói đến việc gán ghép hai người họ với nhau. Bạch Nguyên Kiệt khuyên nhủ, chuyện này giao cho nhóc đó, trông tốt cháu gái của tôi nhé. Sau khi cúp máy, Dương Tiêu cười khổ. Nếu Bạch Nguyên Kiệt đã nói như vậy, thì anh thật sự không tiện từ chối. Ngày hôm sau, sáng sớm Đường Kiến Quốc đã lái xe đi ra ngoài, anh không biết phải đi thế nào. Dương Tiêu không còn cách nào khác là tìm một chiếc xe đạp công cộng đi đến tập đoàn trang sức Bạch Thức. Vừa đến tầng dưới của tập đoàn trang sức Bạch Thức, đã thấy Bạch Du Tĩnh mặc đồ công sở màu trắng bước ra khỏi cửa. Nhìn thấy Dương Tiêu đến, sắc mặt Bạch Du Tĩnh lạnh lùng không vui, anh tới đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh anh. Nhìn mặt Bạch Du Tĩnh như thể anh nợ cô ta 5 triệu tệ vậy, khóe miệng Dương Tiêu co giật. Nghe nói hôm nay có hội nghị thẩm định đá quý, tôi không có thư mời, hay cô Bạch dẫn tôi đến mở mang tầm mắt đi. Dương Tiêu ăn nói khéo léo. Anh không thể nói với Bạch Du Tĩnh rằng anh được ông nội của cô ta giao việc trông nom cô ta, tránh cho cô ta với bạn trai cũ cho tàn lại cháy, đúng không? Bạch Du Tĩnh giễu cợt, bớt đến đây. Tôi không có thời gian quan tâm anh đi đi. Đừng như vậy, cô Bạch, tốt xấu gì trước đây cũng giúp ông nội cô một chuyện lớn, cô không thể dỡ cối say rồi giết lừa được. Dương Tiêu chán nản nói. Nghĩ đến chuyện Dương Tiêu đã thắng được Cát Hưu, cứu được danh tiếng của Ôn Anh đang uy hiếp tôi. Tôi nói rồi, tôi không rảnh. Bạch Du Tĩnh cau mày, không phải chứ? Không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật chứ? Không cho tôi mặt mũi thì cũng không thể không cho ông nội cô mặt mũi nhỉ? Nếu cô không đưa tôi đi cùng, tôi sẽ liên lạc với ông Bạch ngay. Dương Tiêu bất lực nói. Bạch Nguyên Kiệt là người liên lạc với anh, bảo anh trông cháu gái của mình. Bây giờ Bạch Du Tĩnh mặt lạnh nhìn anh, nếu Bạch Du Tĩnh không đưa mình theo, Dương Tiêu chỉ đành phải liên hệ với Bạch Nguyên Kiệt. Bạch Du Tĩnh nghe vậy thì gương mặt xinh đẹp càng âm u hon, cô ta biết chỉ cần ông nội ra tay thì cô ta không thể từ chối. Mặc dù trước đó chiếc nhẫn đen của Dương Tiêu đã cứu công ty của cô ta, tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa tập đoàn và gia tộc tài phiệt Robert tầm cỡ thế giới, hơn nữa anh còn thắng ván cờ với Cát Hưu, giữ được danh tiếng cho ông nội. Cô ta nhìn thấy Dương Tiêu từ tận đáy lòng cũng không thích nổi. Bạch Du Tĩnh khít mũi, được rồi, tôi có thể đưa anh đến đó. Nhưng đây là lần cuối cùng tôi giúp anh. Từ nay tình nghĩa giữa hai chúng ta kết thúc tại đây, tốt nhất là cả đời không qua lại với nhau. Đến mức như vậy sao? Nhìn thấy vẻ mặt căm thù sâu sắc của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu thầm sững sờ. Anh suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không biết mình đã xúc phạm Bạch Du Tĩnh ở chỗ nào, là vì không cho Bạch Du Tĩnh chơi cờ với Cát Hưu sao? Hay Bạch Du Tĩnh không thích Đường Mộc Tuyết, hoặc có lẽ Bạch Du ghét đàn ông ăn bám, coi mình là phế vật. Thành thật mà nói, Bạch Du Tĩnh cũng không biết mình ghét Dương Tiêu ở chỗ nào, nhưng từ tận đáy lòng cô ta không thể thích điều đó, ấn tượng đầu tiên của cô ta về Dương Tiêu quá tệ. Hai ngày nay, Bạch Du Tĩnh luôn suy nghĩ về việc Dương Tiêu lấy đâu ra chiếc nhẫn đen khiến gia tộc tài phiệt Robert tầm cỡ thế giới phải run sợ. Dưới sự phân tích từ nhiều tầng lớp của Bạch Du Tĩnh xác định chiếc nhẫn đen này chắc là do Dương Tiêu nhặt được từ đâu đó, rồi đưa cho mình. Còn điện hạ Dương Tiêu trong lời nói của gia tộc Robert thì chắc là cùng họ cùng tên với Dương Tiêu mà thôi, tất cả là một sự trùng hợp. Nếu lai lịch của Dương Tiêu thật sự rất lớn, tại sao Dương Tiêu lại bị sỉ nhục là phế vật suốt 5 năm? Một người bình thường sẽ không bao giờ bị đâm sau lưng,
nếu đổi lại là cô ta, nếu là chủ một tập đoàn tài phiệt tầm cỡ thế giới, cô ta sẽ dùng sức mạnh của gia tộc Robert khiến cho những ai đã đánh giá thấp cô ta mở mang tầm mắt. Sắc mặt Bạch Du tĩnh lạnh như băng, loại người như, anh, nếu không phải có quan hệ với ông nội tôi, cả đời này tôi cũng không thèm gặp anh. Được rồi, Dương Tiêu sờ mũi, không nói gì nữa. Bạch Du tĩnh đi đến bãi đậu xe, Dương Tiêu cũng đi theo Bạch Du tĩnh. Maserati đã bị Đường Kiến Quốc lái, anh muốn đến hội nghị thẩm định đá quý thì chắc chắn phải đi cùng xe với Bạch Du tĩnh. Không thể đạp xe đạp công cộng mãi được. Xe của Bạch Du tĩnh là một chiếc Porsche đã được bảo quản màu sắc, vừa tới chỗ để xe, Bạch Du tĩnh đã sửng sốt, xe bị chết máy. Chết máy, Dương Tiêu vô cùng kinh ngạc. Theo lý mà nói, tính năng của Porsche rất tốt, không thể nói bị chết máy là chết máy được. Trong giây tiếp theo, cơ thể mỏng manh của Bạch Du tĩnh run lên, với hiểu biết của cô ta về chiếc xe có thể biết rằng sự cố là do con người gây ra. Dương Tiêu, anh thấy như vậy thú vị sao? Bạch Du tĩnh tức giận nhìn Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu cứng đờ, cô Bạch, không lẽ cô nghĩ là tôi làm? Tôi vừa tới làm gì có thời gian rảnh đó? Dương Tiêu, tôi nói rõ cho anh biết, tôi sẽ không thích anh từ bỏ ý nghĩ này đi. Bạch Du tĩnh lạnh lùng nói. Thích tôi, từ bỏ ý nghĩ này. Nhìn thấy thái độ giống như tảng băng của Bạch Du tĩnh, Dương Tiêu sững sờ. Mình thích Bạch Du tĩnh, tất cả những thứ này là gì? Cô Bạch, có phải cô có hiểu làm gì về tôi không? Vẻ mặt Dương Tiêu khó hiểu. Bạch Du tĩnh không hề lưu tình chế nhạo, Dương Tiêu, anh có ý gì? Anh đã kết hôn, anh làm vậy xứng có với Đường Mộc Tuyết không? Tôi nói rõ cho anh biết, cho dù Bạch Du tĩnh tôi bị xe tông chết, đói chết, nhảy lầu cũng sẽ không thích anh. Ha, Dương Tiêu ngắn ra. Anh nói anh thích Bạch Du tĩnh khi nào? Mình không có ấn tượng gì cả. Thật sự không biết, trong mắt Bạch Du tĩnh chắc chắn Dương Tiêu đã làm hỏng xe của cô ta, sau đó thu hút sự chú ý của cô ta. Lúc trước cô ta đã biết Dương Tiêu biết sửa xe, nên về phương diện sửa xe thì không cần phải nói. Dương Tiêu cố ý làm hỏng xe rồi sửa xe khiến cô ta nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tính toán này không sai, nhưng đáng tiếc bị cô ta nhìn ra được. Hơn nữa, mấy năm nay cô ta luôn nghe ông nội Bạch Nguyên Kiệt lắm bẩm, nếu Dương Tiêu chưa kết hôn thì tốt. Làm gì có chuyện Bạch Du tĩnh không biết ý của ông nội, chắc chắn ông nội muốn gán ghép mình với Dương Tiêu, mà Dương Tiêu này có thể là do ông nội xúi dục cố tình theo đuổi mình. Từ tận đáy lòng, cô ta xem thường đàn ông ăn bám, chứ đừng nói là làm quen với một người đã có gia đình. Bạch Du tĩnh lại nói, người tôi thích là anh hùng thầm lặng đã cứu mọi người khỏi vụ nổ do dò dỉ khí đốt tự nhiên ở thành phố cổ cách đây một thời gian, anh từ bỏ ý định này đi. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, trong ấn tượng của anh, người cứu người trong biển lửa ở thành cổ ngoài anh ra thì còn có thể là ai? Vậy chẳng phải người trong lòng Bạch Du tĩnh là mình sao? Nghĩ đến những lời Bạch Du tĩnh nghiêm túc nói bị xe tông chết, đói chết, nhảy xuống lầu, Dương Tiêu cố nén cười, không để cho bản thân bật cười. Cô Bạch, cô thật sự có hiểu lầm lớn về tôi. Dương Tiêu lại nói. Bạch Du tĩnh lạnh lùng nói, đàn ông chẳng có ai là tốt cả, bao gồm cả anh. Dương Tiêu thật sự không biết phải nói thế nào. Anh dứt khoát nhìn về phía chiếc Porsche, có hộp đựng dụng cụ không? Không có vấn đề lớn, cho tôi vài phút, tôi có thể sửa cho cô. Hừ, đàn ông, sắc mặt Bạch Du tĩnh càng lạnh. Quả nhiên, anh chàng này đã cố tình làm hỏng xe của mình, sau đó anh ta cố tình sửa xe thu hút sự chú ý của mình. Kít! Đúng lúc này, một chiếc siêu xe BMW NASCAR C2 đẳng cấp thế giới màu trắng trị giá gần 20 triệu tệ đã dừng lại trước mặt Dương Tiêu. Ngay sau đó, một thanh niên tuần tú, khí chất phi thường từ trong xe bước xuống, người thanh niên xuống xe ngạc nhiên nói, yo, chê máy à, người anh em, thủ đoạn anh theo đuổi con gái cũng lâu quá nhỉ. Trương Tử Hào, sao anh lại ở đây? Nhìn thấy người đi tới, gương mặt Bạch Du tĩnh dần trở nên u ám. Trương Tử Hào, Dương Tiêu hơi kinh ngạc. Nếu mình đoán không nhầm thì đây chính là Trương Tử Hào, bạn trai mối tình đầu của Bạch Du tĩnh. Cũng chính là anh chàng mà Bạch Nguyên Kiệt đã dặn mình trông, tránh cho Bạch Du tĩnh cho tàn lại cháy với anh chàng này. Dương Tiêu đoán đúng, người này là mối tình đầu của Bạch Du tĩnh, Trương Tử Hào cậu chủ của nhà họ Trương một trong tứ đại gia tộc. Trương Tử Hào nhìn Bạch Du tĩnh cười nói, Du tĩnh, anh thấy em chưa tới, tưởng em gặp sự cố trên đường nên đã đặc biệt tới đây xem thử. Thật sao, chạy tới hẳn bãi đỗ xe ngầm, lại còn đặc biệt tới xem thử. Thật là trùng hợp, Dương Tiêu khịt mũi. Lúc này,
Dương Tiêu hoàn toàn hiểu, chắc chắn xe của Bạch Du Tĩnh bị chết máy là do Trương Tử Hào làm, chỉ là mình xui bị Bạch Du Tĩnh hiểu lầm. Trương Tử Hào nhìn Dương Tiêu nổi trận lôi đình, ý của thằng nhóc anh là gì? Chẳng lẽ là do tôi làm xe chết máy? Cô Bạch cô nhìn đi, chưa đánh đã khai, tôi có nói là anh ta làm sao? Dương Tiêu cười tinh nghịch. Trong lòng Trương Tử Hào lộp bộp một tiếng, lúc này mới nhận ra mình đã nói sai, anh ta cười khẩy, Du Tĩnh, lên xe của anh, hội nghị thẩm định đá quý sắp bắt đầu rồi. Nói xong, Trương Tử Hào kéo Bạch Du Tĩnh lên xe. Đi xe đạp công cộng, nhóc à anh lâu thật đấy. Trước khi đi, Trương Tử Hào giơ ngón giữa với Dương Tiêu. Dương Tiêu ra khỏi bãi đỗ xe ngầm nói đùa, đi xe đạp công cộng thì sao? Ai bảo không so được với BMW? Đã đến lúc thể hiện kỹ thuật thực sự. Trong giây tiếp theo, ánh mắt của Dương Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc BMW màu trắng, đi xe đạp công cộng hai chân quay như bánh xe lửa. Lái chiếc BMW NASCARC2 màu trắng trị giá gần 20 triệu tệ, trong lòng Trương Tử Hào tràn đầy cảm giác đẳng cấp. Du Tĩnh, em nói xem thằng này bị thiểu năng à? Đi xe đạp công cộng mà còn muốn theo đuổi em, con cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, buồn cười chết mát. Trương Tử Hào ngồi lên ghế lái chính cười nói. Có thể đưa tập đoàn trang sức Bạch Thức đạt được mức định giá thị trường vài tỷ nhân dân tệ, chắc chắn Bạch Du Tĩnh là một phụ nữ thông minh. Cô ta nhìn Trương Tử Hào, làm sao anh biết Dương Tiêu đi xe đạp công cộng? Anh chuyện đó, bị Bạch Du Tĩnh hỏi Trương Tử Hào lập tức yên lặng. Đúng vậy, làm sao mình biết tên kia đi xe đạp công cộng? Bạch Du Tĩnh nhìn thấy vẻ mặt của Trương Tử Hào như vậy, cô ta biết mình đã hiểu lầm Dương Tiêu. Những chuyện khi nãy chắc chắn là do Trương Tử Hào động tay động chân. Đúng vậy, xe của Bạch Du Tĩnh bị chết máy là do Trương Tử Hào làm, bởi vì anh ta bị Bạch Du Tĩnh chán ghét, bình thường bị phớt lờ, nên Trương Tử Hào mới nghĩ ra loại thủ đoạn hèn hạ này để đến gần Bạch Du Tĩnh. Khi còn học cấp 3 anh ta và Bạch Du Tĩnh đã từng quen nhau. Trong độ tuổi dậy thì ngây ngô Bạch Du Tĩnh thấy Trương Tử Hào đẹp trai và đa tài, dưới sự theo đuổi nhiều lần của Trương Tử Hào. Bạch Du Tĩnh đã đồng ý làm bạn gái của Trương Tử Hào. Chỉ là suy nghĩ của Bạch Du Tĩnh rất bảo thủ, có thể quen nhau, nhưng anh ta không thể làm gì quá giới hạn. Trương Tử Hào còn trẻ, tính tình ngang ngược, cộng với xuất thân tốt, nữ sinh trong trường thích anh ta kể không hết. Bạch Du Tĩnh trông rất đẹp, Trương Tử Hào luôn muốn đặt Bạch Du Tĩnh lên giường, nhưng Bạch Du Tĩnh không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào, ngay cả tay cũng không cho anh ta chạm. Sau một tháng, Trương Tử Hào không còn chịu được nỗi khắc khoải trong lòng đã ngủ với những cô gái khác, Bạch Du Tĩnh đã tức giận, kết thúc mối tình đầu thiếu hiểu biết này. Sau khi trưởng thành, Trương Tử Hào thực sự hối hận nhưng đã muộn. Bởi vì Bạch Du Tĩnh lớn lên có dáng người thướt tha và đầy khí chất, mạnh mẽ gấp nhiều lần so với những con đĩ diêm dúa mà anh ta đã chơi. Hơn nữa, công ty của Bạch Du Tĩnh hiện đang hợp tác mạnh với gia tộc tài phiệt Robert đẳng cấp thế giới. Giá trị thị trường của tập đoàn trang sức Bạch Thức sẽ vượt quá 10 tỷ tệ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu anh ta có thể hòa giải với Bạch Du Tĩnh, thì nhà họ Trương của anh ta sẽ trở thành gia tộc mạnh số 1 ở thành phố Trung Nguyên. Để có thể tiếp xúc thân thiết với Bạch Du Tĩnh, Trương Tử Hào đã đặc biệt để người làm xe của Bạch Du Tĩnh chết máy, sau đó anh ta lái xe đến đón Bạch Du Tĩnh mong muốn hai người cho tàn lại cháy. Vừa nãy Dương Tiêu đi xe đạp công cộng tới Trương Tử. Chương 876. Hào đã nhìn thấy tất cả, vốn anh ta muốn chế nhạo, nhưng không ngờ lại bị lộ. Anh thật sự khiến người khác thất vọng, Bạch Du Tĩnh lạnh giọng nói. Sau khi bị nhìn thấu âm mưu, Trương Tử Hào không che đậy nữa, gượng cười, đúng, anh thừa nhận anh đã làm điều này, nhưng Du Tĩnh, em phải hiểu rằng anh làm tất cả những điều này là vì anh quá yêu em, nếu em quan tâm đến anh cũng sẽ không ra hạ sách như này. Câm miệng. Đừng nói những lời khiến tôi kinh tởm, Bạch Du Tĩnh cảm thấy ác cảm. Hồi đó, Trương Tử Hào theo đuổi cô ta vì cô ta xinh đẹp, mà Trương Tử Hào còn tham lam sắc đẹp, muốn đưa cô ta lên giường. Bây giờ Trương Tử Hào theo đuổi cô ta là vì Trương Tử Hào muốn dùng sự giàu có của tập đoàn trang sức Bạch Thức đưa nhà họ Trương trở thành gia tộc mạnh số 1 ở thành phố Trung Nguyên. Từ đầu đến cuối, Trương Tử Hào không hề đối xử chân thành với cô ta, tất cả đều có mục đích. Ngược lại, đột nhiên Bạch Du Tĩnh nhận ra rằng mặc dù cô ta không thích Dương Tiêu, nhưng toàn bộ con người Dương Tiêu mạnh hơn Trương Tử Hào. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh như bị mây mù bao phủ. Trương Tử Hào thấy Bạch Du Tĩnh không cho anh ta mặt mũi, anh ta tức giận nói, Du Tĩnh, không lẽ em còn trông mong thằng kia đưa em tới hội nghị thẩm định đá quý sao?
thằng đó chỉ đi một chiếc xe đạp công cộng, bây giờ có thể đuổi kịp hay không còn là một vấn đề, sao có thể đưa em tới được? Ai nói tôi không đuổi kịp? Trương Tử Hào vừa dứt lời, một giọng nói không hòa thuận đột nhiên vang lên. Dương Tiêu, Bạch Du Tĩnh đột nhiên giật mình khi nghe thấy giọng nói này. Con mẹ nó, qua kính chiếu hậu, Trương Tử Hào có thể nhìn thấy rõ Dương Tiêu đi xe đạp công cộng đã đuổi kịp. Dương Tiêu cười nhìn Bạch Du Tĩnh, cô Bạch, cô có muốn ngồi xe đạp công cộng không? Nói nhiều sẽ lỡ miệng, vừa nãy Trương Tử Hào nói lỡ miệng, với sự khôn ngoan của Bạch Du Tĩnh có lẽ sẽ phản ứng lại. Ngồi ông nội anh, Trương Tử Hào cười khinh thường. Trong giây tiếp theo, Trương Tử Hào lập tức đạp ga bỏ lại Dương Tiêu. Đây là đường đô thị có tốc độ giới hạn là 40. Trương Tử Hào không ngờ Dương Tiêu đi xe đạp công cộng với mã lực 40. Nhìn chằm chằm phương hướng chiếc BMW màu trắng biến mắt, Dương Tiêu cười sâu sắc, muốn bỏ lại tôi. Có thể sao? Vẻ on Dương Tiêu đột nhiên ra sức, hai chân như bánh xe lửa, vèo một cái, chỉ một chiếc xe đạp công cộng lại bị Dương Tiêu làm như đang chạy marathon vượt núi. Một hơi bỏ lại Dương Tiêu, Trương Tử Hào khinh thường nói, BMW so với xe đạp. Thật nực cười. Trương Tử Hào, sao anh có thể đối xử với Dương Tiêu như vậy? Thân thể mỏng manh của Bạch Du Tĩnh khẽ run lên. Giờ phút này, Bạch Du Tĩnh chỉ cảm thấy Trương Tử Hào là đồ đạo đức bại hoại, không biết xấu hổ, so với Dương Tiêu thì khác một trời một vực. Nghĩ đến khi nãy cô ta đối xử với Dương Tiêu vô tâm như vậy, trong lòng Bạch Du Tĩnh cảm thấy rất khó chịu, cũng cảm thấy áy náy. Vì mình mà Dương Tiêu bị Trương Tử Hào cưỡng ép nhục nhã, Bạch Du Tĩnh thực sự rất tức giận. Trương Tử Hào khinh thường nói, Du Tĩnh, em yêu kiều như vậy, sao có thể ngồi xe đạp công cộng chứ? Vứt bỏ Dương Tiêu, trong lòng Trương Tử Hào cười nhạo không thôi, anh ta không tin Dương Tiêu có thể đuổi kịp. Anh bạn, chẳng phải muốn PK kỹ thuật lái xe với tôi sao? Đột nhiên, giọng nói của Dương Tiêu lại vang lên. Con mẹ nó, nhìn thấy Dương Tiêu lại thật sự đuổi tới, Trương Tử Hào suýt chút nữa đã chó mắt ra ngoài. Bạch Du Tĩnh sửng sốt, lập tức che đôi môi đỏ mọng gợi cảm, trời ạ. Qua kính chiếu hậu, Bạch Du Tĩnh có thể nhìn thấy rõ ràng Dương Tiêu đang cười, hai chân biến thành ảo ảnh bắt đầu di chuyển. Mẹ kiếp, tôi không tin tà, có gan thì anh đuổi tiếp đi. Trương Tử Hào tức giận, như thể bị chịu nhục nhã. Anh ta lại đạp ga, cứ như vậy tốc độ đi trên đường chính trong thành phố lên tới hàng trăm mã lực. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, vứt bỏ tôi. Có thể sao, hôm nay tôi sẽ cho anh một bài học. Trong mắt Dương Tiêu lóe lên một tia sắc bén, tốc độ xe đạp công cộng lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Àm! Trương Tử Hào thẹn quá thành giận, tốc độ hơn 100. Này này này, chiếc BMW phía trước anh chạy quá tốc độ. Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thay đổi sắc mặt, hét lên. Vẻ on ngay sau đó, Dương Tiêu đi xe đạp công cộng đuổi kịp. Này này này, chiếc xe đạp công cộng phía trước anh cũng đang phóng nhanh. Chờ đã, xe đạp công cộng. Nhìn rõ tốc độ của chiếc xe đạp công cộng, cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ cũng chết lặng. Bíp bíp, bíp bíp. Đây là thời gian làm việc cao điểm, Trương Tử Hào điều khiển chiếc BMW nhanh chóng bị xe phía trước chặn lại. Trương Tử Hào đắc thắng nói, với tốc độ nhanh như vậy, tôi không tin anh có thể đuổi kịp. Này, anh bạn, sao lại bị chặn rồi? Nào, tiếp tục đua chứ. Một giây tiếp theo, Dương Tiêu gõ cửa kính xe không hề thở hổn hển. Con mẹ nói. Nhìn thấy Dương Tiêu vô hại bên ngoài cửa kính xe, Trương Tử Hào kêu lên như bị sét đánh, kêu la như thể vừa nhìn thấy ma. Nhìn thấy Dương Tiêu trông vô hại, Trương Tử Hào như nhìn thấy một con quái vật. Xe đạp so với BMW, lại còn đấu thắng. Trong ấn tượng của Trương Tử Hào, có những người ở trong nước thách thức tốc độ tối đa của xe đạp công cộng, hình như lên tới 45 km/h. Anh chàng này phải đạt vận tốc bao nhiêu để đuổi kịp chiếc BMW NASCAR C2 của mình với tốc độ như vậy? Bạch Du Tĩnh mở miệng, bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Ngồi trong ghế lái phụ, cô ta nhìn rõ vừa rồi tốc độ tối đa của Trương Tử Hào là hơn 100. Bạch Du Tĩnh đã tận mắt chứng kiến, cô ta rất muốn hỏi làm thế nào mà Dương Tiêu có thể đuổi kịp, chân anh ta không bị đau sao? Dương Tiêu cười, đối với anh điều này chẳng là gì cả. Năm đó khi làm nhiệm vụ anh đã đạp xe leo núi, tốc độ thường là hơn 100. Điều này không phải là nói quá, nhưng chiếc xe đạp leo núi nhanh nhất thế giới vượt quá 144 km/h, trên mạng có thể lên kiểm tra. Cô Bạch,
cô có muốn cảm nhận sức hấp dẫn của xe đạp công cộng không? Dương Tiêu nhìn Bạch Du Tĩnh. Cộp. Bạch Du Tĩnh không hề do dự bước xuống xe, nhìn Dương Tiêu, không có chỗ ngồi, anh muốn tôi ngồi ở đâu? Chuyện này đơn giản, trong giỏ. Dương Tiêu chỉ vào giỏ xe đạp công cộng. Giỏ xe, gương mặt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh hơi đông cứng lại. Dương Tiêu gật đầu nói, không có cách nào khác, cô cũng đã thấy rồi đó, đang giờ làm việc, đường xá đều bị tắc, muốn đến nơi sớm chỉ có thể ngồi vào trong giỏ. Được, được, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Bạch Du Tĩnh ửng hồng. Là chủ tịch của một công ty lớn, Bạch Du Tĩnh hành động dứt khoát, cô ta cắn răng ngồi vào giỏ xe đạp công cộng. Không thể không nói Bạch Du Tĩnh mảnh mai, nặng chưa đến 50 kg, Dương Tiêu không hề cảm thấy áp lực một chút nào. Quan trọng nhất là Dương Tiêu đã liếc nhìn trộm, ngực Bạch Du Tĩnh không nhỏ. Nhiều người nói, phụ nữ nặng dưới 50 kg, ngực lép hoặc lùn, Bạch Du Tĩnh đã trực tiếp lật tẩy câu nói này. Dương Tiêu nhắc nhở, ngồi vững, tôi chuẩn bị xuất phát. Nhìn thấy Bạch Du thực sự ngồi trên giỏ xe đạp công cộng, mũi Trương Tử Hào gần như bốc khói. Để có thể tiếp xúc gần với Bạch Du Tĩnh, anh ta không ngần ngại dậy sớm, phá xe của Bạch Du Tĩnh, ai biết được nửa đường lại có Dương Tiêu nhảy vào. Một người đi xe đạp lại có thể tận hưởng một mình người đẹp, nào có chuyện tốt như vậy. Không biết từ bao giờ, Trương Tử Hào đã lập tức xuống xe đi tới chỗ Bạch Du Tĩnh, Du Tĩnh, như này không hay. Đâu? Dương Tiêu, đi đi. Bạch Du Tĩnh hoàn toàn không muốn để ý tới Trương Tử Hào. Tránh ra, Dương Tiêu nhìn Trương Tử Hào. Trương Tử Hào đâu bằng lòng để Dương Tiêu đi xe đạp chở người đẹp, anh ta nặn ra một nụ cười rồi đưa chìa khóa xe cho Dương Tiêu, người anh em, vừa nhìn là biết anh là người tốt. Chiếc BMW NASCAR C2 của tôi trị giá gần 20 triệu tệ, phiên bản giới hạn toàn cầu, anh có muốn lái thử không? Ồ, không đùa, Dương Tiêu quan tâm hỏi. Dù sao thì lái xe luôn tốt hơn đi xe đạp công cộng. Tục ngữ nói, có thể ngồi thì không cần đứng, có thể nằm thì không cần ngồi, đạo lý đều giống nhau. Trương Tử Hào nhìn thấy Dương Tiêu có hứng thú, anh ta nghiêm nghị nói, người anh em, không đùa, BMW NASCAR C2 là của anh, xe đạp công cộng là của tôi. Ok, Dương Tiêu cầm chìa khóa xe, ngồi lên ghế lái chiếc BMW NASCAR C2. Sau khi dắt xe đạp công cộng, Trương Tử Hào tỏ vẻ như lợn quý, Du Tĩnh, em ngồi vững, anh đạp xe đưa em đi. Không thú vị, vẻ mặt Bạch Du Tĩnh chán nản, xoay người ngồi vào ghế phụ chiếc BMW NASCAR C2. Nhìn thấy Bạch Du Tĩnh trở về ngồi lên ghế lái phụ, Trương Tử Hào chán nản không thôi. Không có phụ nữ đẹp đi xe đạp, mình muốn chiếc xe đạp bị hỏng này có ích. Ngay lúc Dương Tiêu đang chuẩn bị nổ máy, Trương Tử Hào nghiêm mặt nói với Bạch Du, Du Tĩnh, em nhìn thấy chưa? Vừa nãy anh chỉ muốn kiểm tra xem tên này có phải là kẻ hợm hĩnh hay không. Em nhìn xem, anh chỉ đùa thôi, anh ta lại tưởng thật, xuống khỏi xe cho tôi. Ha, Dương Tiêu nhìn chằm chằm Trương Tử Hào lật lọng, trên trán Dương Tiêu nổi lên mấy vạch đen. Anh xuống xe hay không? Nếu còn không xuống thì đừng trách tôi không khách sáo với anh. Trương Tử Hào hung hăng nói. Xe cũng không phải của anh, Dương Tiêu cũng không có nhiều lời để nói. Anh tức giận xuống xe, não anh là oát à. Thật nhàm chán. Anh dắt chiếc xe đạp công cộng của mình, Bạch Du thực lập tức bước ra, ngồi vào chiếc giỏ xe đạp công cộng. Không phải chứ, nhìn thấy Bạch Du Tĩnh lại xuống xe, Trương Tử Hào suýt nữa nôn ra máu giả. Tôi phiền phức như vậy sao? Được lắm Bạch Du Tĩnh, em thà ở với một con dễ nhĩ còn hơn là nhìn tôi. Chờ đấy, sớm muộn gì tôi cũng khiến em hát bài ca chỉnh phục trên giường. Cho dù Trương Tử Hào tức đến mức run cả người, nhưng anh ta vẫn giữ phong thái lịch lãm, lại bước xuống xe, đưa chìa khóa xe BMW NASCAR C2 cho Dương Tiêu. Anh bạn, vừa rồi tôi đùa đấy, xe đạp là của tôi, BMW là của anh. Anh chắc chắn, để tôi nhắc nhở anh trước, tính tình tôi không tốt, anh mà lại đổi ý thì đừng trách tôi tức giận. Dương Tiêu thờ ơ nói. Trương Tử Hào kìm lại vẻ tê tức giận, ưỡn ngực nhét chìa khóa vào tay Dương Tiêu. Yên tâm, lần này sẽ không như vậy đâu. Được, tôi lại tin anh một lần nữa. Dương Tiêu cầm lấy chìa khóa xe, lần nữa trở lại lái ghế chính. Trương Tử Hào dắt lấy xe đạp công cộng lộ ra vẻ nịnh nọt, Du Tĩnh, ngồi vững nhé. Trương Tử Hào, anh còn đáng ghét hơn cả con ruồi. Bạch Du Tĩnh nhìn Trương Tử Hào mà thấy buồn nôn, cô ta lập tức xuống xe quay lại ghế phụ chiếc BMW.
Dương Tiêu hỏi, địa chỉ cụ thể ở đâu? Tòa nhà Quỳnh Lâu, Bạch Du Tĩnh đáp. Dương Tiêu nói, không vấn đề, thắt dây an toàn. Mẹ kiếp, khốn nạn, đờ mò, cảm nhận được cái lạnh từ trên người Bạch Du Tĩnh, Trương Tử Hào sắp nổi giận. Bạch Du Tĩnh em thật sự quá đáng, tôi đường đường là cậu chủ của một trong tứ đại gia tộc, hạ thấp giá trị bản thân nể mặt em lại không biết xấu hổ. Cho dù Trương Tử Hào sắp bùng nổ, anh ta chỉ có thể kìm lại cơn tức giận của mình, thầm nghĩ đến việc đuổi theo Bạch Du Tĩnh, đưa Bạch Du Tĩnh lên giường hành hạ là có thể trả thù. Anh ta dứt khoát vứt bỏ chiếc xe đạp công cộng, muốn đưa Dương Tiêu xuống xe một lần nữa. Tên kia, mau cút ra cho tôi, xe của tôi há có thể để anh chấm mút. Trương Tử Hào tức giận hét lên. Đáng tiếc lần này Dương Tiêu đã cảnh giác, anh đạp ga, chiếc BMW NASCAR2 đã lao ra ngoài trong tích tắc. Nhìn thấy xe của mình thật sự bị Dương Tiêu lái đi, Trương Tử Hào suýt chút nữa nhảy cẳng lên, mẹ kiếp, dám lái xe của tôi, mẹ nó không muốn sống nữa hả? Dừng xe, mau dừng xe lại cho tôi. Dương Tiêu phớt lờ Trương Tử Hào đang la lối om sòm, tiếp tục tăng tốc đi về phía tòa nhà Quỳnh Lâu. Tức chết mát, Trương Tử Hào như phát điên khi nhìn chiếc xe của mình ngày càng đi xa. Đua xe đạp với BMW, phải không? Được rồi, xem tôi biểu diễn kỹ năng thực sự là như thế nào. Trương Tử Hào dựng xe đạp lên, hy vọng có thể bắt trước Dương Tiêu đuổi kịp chiếc BMW. Dù sao cũng kẹt xe, Trương Tử Hào không tin mình không thể đuổi kịp. Vèo vèo on, tuy nhiên, đúng lúc này, đường đột ngột thông thoáng, Dương Tiêu lái chiếc BMW NASCAR2 rồi biến mất. Đờ mờ, có cần hố người ta như vậy không? Trương Tử Hào nhìn chằm chằm xe của mình biến mất khỏi tầm mắt, hai mắt tối sầm, ngồi bệt trên mặt đất. Tòa nhà Quỳnh Lâu nằm gần phó đồ cổ thành phố Trung Nguyên. Tại hội nghị đồ cổ lần trước, Kim Đại Trung đã tìm anh, Dương Tiêu đã đến đây một lần cho nên lái xe quen đường nên đến được sớm. Trước khi xuống xe, Dương Tiêu nhìn Bạch Du Tĩnh, cô Bạch, thứ lỗi cho tôi hỏi một câu, chắc cô không còn cảm giác gì với Trương Tử Hào nữa rồi chứ? Sao anh lại nhàm chán như vậy? Bạch Du Tĩnh lạnh lùng nói. Dương Tiêu không nói nhiều, nhưng anh có thể thấy mặc dù Bạch Du Tĩnh có thái độ quyết đoán, nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra được thế giới nội tâm của cô ta. Trương Tử Hào là mối tình đầu của Bạch Du Tĩnh, con người khi còn sống có thể yêu rất nhiều lần, nhưng mối tình đầu luôn khó quên nhất. Dù sao thì, trong cuộc đời con người sẽ gặp được hai người, một người có thời gian tuyệt vời, một người đi qua năm tháng nhẹ nhàng. Nếu Bạch Nguyên Kiệt không giao chuyện này cho anh, Dương Tiêu sẽ không vô cớ xúc phạm Trương Tử Hào. Hôm nay là hội nghị thẩm định đá quý ở thành phố Trung Nguyên. Hội nghị thẩm định đá quý đá này khác với hội nghị thẩm định đá quý thông thường. Hội nghị thẩm định đá quý thông thường dành cho mọi loại người, mà hội nghị thẩm định đá quý hôm nay rất cao cấp. Nếu muốn tham gia, cần phải có thư mời, điều này đủ để làm nổi bật cấp độ của sự kiện thẩm định đá quý này. Anh đi theo sau Bạch Du Tĩnh vào hội trường, đập vào mắt là đủ loại nguyên liệu thô. Nhiều nguyên liệu thô này cũng đã mộ ra màu xanh, hoặc xanh một chút, đã có giá khởi điểm. Không hổ danh là sự kiện đá cao cấp, nhìn lướt qua hội trường, Dương Tiêu âm thầm líu lưỡi. Đây thực sự là lần đầu tiên Dương Tiêu tham gia sự kiện đá quý, nhưng anh đã nghe không ít chuyện về đá quý. Một số nguyên liệu đá thô này bên trong có chứa phỉ thúy có giá trị, mà một khi chúng được lấy ra, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy, nhiều người đã táng ra bại sản khi chơi đá quý. Đá quý thường được chia làm 3 loại, loại thứ nhất là đá sáng, loại thứ hai là nửa sáng nửa tối, loại thứ ba là đá tối. Cái gọi là đá sáng có nghĩa là trực tiếp có màu xanh lục. Nói chung, đá sáng được định giá rõ ràng. Dù có lỗ thì về cơ bản cũng không mất nhiều tiền. Nửa sáng nửa tối có nghĩa là hơi xanh lục, có giá khởi điểm, cô một rủi ro nhất định. Đá tối không nhìn thấy gì cả, hoàn toàn là đá thô và có rủi ro lớn nhát. Nhìn quanh toàn bộ hội trường, về cơ bản nó là đá sáng nửa tối, với giá cố định hoặc giá khởi điểm. Cuối cùng Dương Tiêu cũng hiểu tại sao sự hội nghị thẩm định đá quý này chỉ dành cho giới thượng lưu, mọi món đồ chơi bằng đá ở đây đều đắt đỏ, cách xa siêu thị. Hầu hết người bình thường đều không thể mua được. Yo, đây không phải cô Bạch sao? Bạch Du Tĩnh khá có ảnh hưởng trong ngành trang sức ở thành phố Trung Nguyên. Ngay khi cô ta bước vào, rất nhiều doanh nhân giàu có đã chào đón Bạch Du Tĩnh. Trong tập đoàn trang sức Bạch Thức có những thẩm định viên chuyên nghiệp, Bạch Du Tĩnh liếc nhìn Dương Tiêu dặn dò, đừng chạy lung tung, ở đây nhiều người là ông to mặt lớn, không phải người có thể xúc phạm.
Còn nữa, đừng chạm vào những viên đá ở đây, nếu anh làm hỏng tôi sẽ không trả tiền. Tôi biết rồi, Dương Tiêu sờ mũi. Sau khi dặn dò xong, Bạch Xu Tĩnh rời đi cùng một số thẩm định viên, để lại một mình Dương Tiêu. Dương Tiêu không quan tâm, anh mở mắt rồng xem đá trong hiện trường cái nào có phỉ thúy, rồi thầm ghi nhớ trong lòng. Ôi mẹ ơi, mệt chết ông đây. Sau nửa giờ, Trương Tử Hào thở không ra hơi đã đến được tòa nhà Quỳnh Lâu. Vốn dĩ anh ta muốn bắt taxi, nhưng đáng buồn phát hiện ra sau khi Dương Tiêu rời đi, lại bắt đầu tắc đường. Trong lúc tuyệt vọng, Trương Tử Hào đành phải nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp công cộng rồi đạp đến tòa nhà Quỳnh Lâu. Sau khi lau mồ hôi, ánh mắt Trương Tử Hào u ám nói, Dương Tiêu đồ khốn kiếp, chờ đó ông đây sẽ không bao giờ tha cho anh. Tử Hào, sao bây giờ anh mới tới? Lúc này, một chiếc Bentley màu trắng nữ tính dừng lại trước mặt Trương Tử Hào. Nhìn thấy người phụ nữ gợi cảm trên xe, Trương Tử Hào vứt chiếc xe đạp công cộng bước vào chiếc Bentley màu trắng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hết kỳ kinh nguyệt chưa? Đáng ghét ghê, khi được Trương Tử Hào hỏi, người phụ nữ gợi cảm trừng mắt nhìn Trương Tử Hào. Trương Tử Hào vội vàng nói, tới gara đỗ xe, nín một bụng lửa giận, mau tới làm một chút. Người phụ nữ gợi cảm không hề do dự lái ô tô xuống gara để xe. Cảnh tượng này tình cờ bị Dương Tiêu nhìn thấy. Có vấn đề, Dương Tiêu sờ cằm đi theo. Người phụ nữ gợi cảm đỗ xe ở góc hẻo lánh nhất, Trương Tử Hào liên lạc với quản gia họ Trương trước bắt cóc Bạch Du Tĩnh, sau đó nói với người phụ nữ gợi cảm, mau lên. Không có màn dạo đầu, có đức hạnh giống như bố của mình vậy. Lát nữa anh muốn làm hại cô gái nhà nào, anh còn làm được không? Người phụ nữ gợi cảm mạnh dạn hỏi. Trương Tử Hào cười đùa, để tôi hòa hoãn 10 phút, vẫn sẽ như cũ bước vào trận đấu, bớt nói nhảm mau cởi quần đi. Lá gan lớn quá nhỉ, không sợ bị bắt, khi Dương Tiêu đến gara đỗ xe, với khứu giác nhạy bén của mình Dương Tiêu lập tức khóa chặt mắt vào chiếc xe của Trương Tử Hào và người phụ nữ gợi cảm. Nhìn kỹ thì thấy hai người đang lăn lộn trên xe, hoàn toàn không để ý thấy Dương Tiêu đi đến. Dương Tiêu cười xấu lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình. Trương Tử Hào không kiên trì nổi 3 phút đã xong. Trước khi cả hai bước xuống xe, Dương Tiêu đã quay xong video, sau đó rời đi. Nắm được nhược điểm của Trương Tử Hào, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên. Sau này Trương Tử Hào mà lại tìm mình gây chuyện thì đã có thứ để chơi rồi. Trở lại hội trường Dương Tiêu đi tìm Bạch Du Tĩnh. Bạch Tổng không ở cùng anh sao? Thư ký của Bạch Du Tĩnh ngạc nhiên nhìn Dương Tiêu. Nghe thấy những lời này, trong lòng Dương Tiêu dâng lên một linh cảm xấu, anh lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm trong toàn bộ hội trường, nhưng không thấy Bạch Du Tĩnh đâu.